Như vậy, đối với giờ phút này La Quân tới nói, cho dù chết, vậy cũng muốn chết thể diện một số. La Quân cũng không có lại thuyết phục Tư Đồ Linh Nhi bo bo giữ mình, hắn biết cái kia là vô dụng. Cho nên lúc này, La Quân dắt Tư Đồ Linh Nhi tay, ra phòng ngủ. Hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi ngay tại lầu 2 trên hành lang, dãy phân cách cán, nhìn về phía đại sảnh. Cái kia trong đại sảnh đứng lão giả chính là Khổng Tước Vương Nhạc Đại Bằng. Nhạc Đại Bằng toàn thân áo đen, râu quai nón, nhìn mới chừng 50 tuổi. Hắn hai mắt giống như ánh sáng mặt trời như vậy chướng mắt, bên trong thần quang khiến người ta không dám nhìn thẳng. La Quân, ngươi xuống tới chịu chết đi. Hôm nay, ngươi như ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta liền không giết ngươi thê tử. Nếu không, hai người các ngươi đều muốn vì cháu của ta Nhạc Lan Đình chôn cùng. Nhạc Đại Bằng dày đặc nói ra. Cái này Nhạc Đại Bằng, quanh thân tự mang một loại vương giả khí thế. Trong lúc nói chuyện, vô cùng hung hăng càn quấy. Cũng khó trách Nhạc Lan Đình mộng tưởng lại là muốn siêu việt Nhạc Đại Bằng. La Quân nhìn về phía Nhạc Đại Bằng, hắn buông ra Tư Đồ Linh Nhi tay. Sau đó, La Quân thần sắc cung kính, ôm quyền nói ra, Nhạc tiền bối, vãn bối cùng lệnh tôn ân oán chính là tiến thần vực trước đó chồng dưới. Bây giờ ta là thần vực ngoại môn đệ tử, cùng tiền bối ngài chính là huynh đệ đồng môn. Ta đối với ngài tôn kính hữu ra, ngài khí thế như vậy rào rạt đến đây, thực sự để vãn bối sợ hãi. Nhạc Đại Bằng là hoàng kim cấp khác đệ tử. La Quân nhất định phải đối Nhạc Đại Bằng tôn kính, như thế mới có thể để cho ngoại nhân không lời nào để nói. Dưới mắt, tuy nhiên Nhạc Đại Bằng nói rõ là muốn tới giết người. Nhưng La Quân vẫn là thận trọng từng bước, tuyệt đối không thể đem đạo lý đẩy hướng Nhạc Đại Bằng. Hắn muốn tại vạn nhất có thể chạy đi tình huống dưới, có thể có đạo lý cùng tài phán sở trình bày chi tiết. Đây chính là La Quân tính kế. Không thể không nói, La Quân là cái mặc kệ tại bất kỳ nguy hiểm nào tình huống dưới, cũng có thể làm đến tỉnh táo phân tích tình trạng. Nhạc Đại Bằng cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu hậu sinh, ngươi đừng muốn tại lão tử trước mặt miệng lưỡi bén nhọn. Ngươi giết cháu của ta, chính là chủng nhân, hôm nay ta giết ngươi, chính là ngươi tự thực ác quả. Hôm nay coi như giết ngươi, lão tử cũng chỉ cần hướng tài phán sở viết một tờ báo cáo, nói ngươi cuồng vọng tự đại, trong mắt không trưởng giả liền có thể. La Quân cung kính nói ra, tiền bối, ngài đã là ta tiền bối, lại là ta đồng môn sư huynh. Ta cũng không dám tại trước mặt ngài cuồng vọng tự đại. Nhạc Đại Bằng trong mắt hàn quang lóe lên, nói, tiểu xúc sinh, đến lúc này, còn tại theo lão tử chơi tự cho là thông minh. Đợi lão tử giết ngươi, nhìn ngươi như thế nào qua biện. Hắn nói vừa xong, liền chuẩn bị lên lầu động thủ. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi một mực không xuống lâu, liền là bởi vì đây là nhất đạo bình chướng. Bất quá cái này lớp bình phong đoán chừng cũng không tầm thường cái tác dụng gì. Liền cũng tại lúc này, còn lại phòng ngủ đại môn bỗng nhiên mở ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, Trầm Phong, Mạc Vũ, Tần Lâm đều lướt đến La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi bên người. Ba người bọn họ thương thế thế mà như kỳ tích khỏi hẳn. Cái này toàn là bởi vì tụ linh đan tác dụng. Lúc này, Trầm Phong lạnh lùng nhìn về phía Nhạc Đại Bằng, nói, Nhạc sư huynh, chúng ta êm đẹp tại trong căn hộ tu luyện. Ngươi tự dưng phá cửa mà vào, còn nói La Quân đối ngươi không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại. Cái này không khỏi cũng quá đáng a. Tuy nhiên tám quy bên trong có nói, Nhạc sư huynh như ngươi loại này cấp bậc có thể giết chúng ta. Nhưng là, thần vực nếu là thật sự như vậy dung túng ngươi đến vô tội tru sát, cái kia thần vực cũng quá làm người sợ run. Nhạc Đại Bằng sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, nói ra, Trầm Phong, ta giải ngươi. Ngươi cũng coi là cái nhân vật, ngươi hôm nay tránh đi sang một bên, nơi này ngươi khác nhúng tay. Nhân tình này, ta Nhạc Đại Bằng hội nhớ kỹ. Trầm Phong nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ngượng ngùng, Nhạc sư huynh. La Quân là ta Trầm Phong huynh đệ, ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta. Hắn cái này lời vừa nói ra, La Quân ngây người. La Quân vạn vạn không nghĩ đến lãnh khốc vô tình như sát ma Trầm Phong, thế mà lại nói ra lời như vậy tới. Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lồng ngực nhiệt huyết cuồn cuộn, trong mắt lại có nhiệt lệ tràn ra. Đồng thời, Mạc Vũ cũng nói, La Quân chính là ta đại ca, người nào muốn giết hắn, trước hết dẫm lên ta thi thể quá khứ. Tần Lâm cũng nói, La Quân chính là huynh đệ của ta, Nhạc sư huynh người muốn giết La Quân, trước hết giết ta. Huynh đệ hai chữ này tại bây giờ xã hội này tựa hồ càng ngày càng không đáng tiền. Nhưng là giờ phút này, Trầm Phong, Mạc Vũ, Tần Lâm không chút do dự đứng ra,
hô một tiếng huynh đệ. Một tiếng này huynh đệ tại La Quân nghe tới, có nói không nên lời cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết đã sôi trào. Có huynh đệ người, thì sợ gì cường địch. Cái này một cái chớp mắt, La Quân năm trong mắt người quang mang đại thịnh, bọn họ nhìn gần hướng Nhạc Đại Bằng, đem Nhạc Đại Bằng khí thế hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Nhạc Đại Bằng trong mắt lóe lên nhỏ không thể thấy chấn kinh chi sắc. Hắn nghĩ không ra cái này La Quân lại có mạnh như thế lực ngưng tụ. Hắn đương nhiên không cam tâm thì thất bại như vậy. Ngay sau đó, Nhạc Đại Bằng nhìn về phía Trầm Phong, nói, Trầm Phong, ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì. Các ngươi không có khả năng mãi mãi cũng cùng một chỗ. Ta muốn giết các ngươi, luôn luôn có cơ hội. Ngươi cũng là kim đan đỉnh phong cao thủ, có thể xưng tông sư. Đến ngươi cảnh giới này, ngươi còn giống một cái tiểu lưu manh giảng cái gọi là nghĩa khí giang hồ, cái này không khỏi quá buồn cười a. Nhạc Đại Bằng là cực khôn khéo người, đương nhiên có thể nhìn ra được, Trầm Phong là đám người này chủ đạo. Trầm Phong từ tốn nói, Nhạc sư huynh, ta vô cùng cảm ơn ngươi lời vàng ngọc. Ngươi cùng La Quân ở giữa cửu hận, ta cũng hiểu biết một số. Bất quá lệnh tôn sở tác sở vi, xác thực tính không được hành vi quân tử. Huống chi, bây giờ Nhạc sư huynh ngươi là thần vực hoàng kim cấp khác đệ tử, ngươi đã không phải là phàm nhân. Ngươi chỗ truy cầu là cô độc đường lớn. Nhưng ngươi nhãn giới còn chấp nhất tại những này nho nhỏ cừu hận bên trên, thật sự là không đủ sáng suốt. Hắn ngừng một lát, còn nói thêm, quả thật, ngươi bây giờ so với chúng ta đều mạnh. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi năm nay đã nhanh muốn 70 a. Mà chúng ta đây, chúng ta còn trẻ, chúng ta còn có vô hạn khả năng. Huống chi, chúng ta năm người này bên trong thì có bốn cái chính là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả, thiên mệnh chỗ về, ngươi lấy lực lượng một người muốn đối kháng thiên mệnh. Đây là lớn nhất ngu xuẩn. La Quân ở một bên nhất thời bị kinh ngạc, bốn cái thiên mệnh giả. Hắn vẫn luôn không có phát giác. Nhưng là Trầm Phong đã nói như vậy, hắn cảm thấy khẳng định liền sẽ không sai. Hắn lập tức liền có thể lấy khóa chặt, Trầm Phong cùng Tần Lâm cũng là thiên mệnh giả. Dù sao Mạc Vũ rất không có khả năng là. La Quân nhất thời cảm thấy vận mệnh thật sự là kỳ diệu, trước đó tại con rắn kia ở trên đảo, trải qua sinh tử chém giết. Duy chỉ có thì mấy cái thiên mệnh giả sống sót. Cái này thiên mệnh chỗ về vẫn còn có chút môn đạo. Nhạc Đại Bằng trong mắt phun ra hàn quang, nói ra, tiểu hậu sinh, thiên mệnh giả nhiều vô số kể, bất quá chỉ là loạn trong nồi loạn tượng căn nguyên. Vận khí so với thường nhân tốt như vậy một chút, nhưng ngươi cho rằng cái này liền có thể trở thành ngươi ỷ vào. Trầm Phong nói ra, đã nhạc sư huynh ngươi khăng khăng, vậy ta cũng thì không nói thêm lời. Huynh đệ chúng ta mấy người một lòng. Ngươi muốn tới giết chúng ta, vậy liền nhìn ngươi bản sự. Nhạc Đại Bằng gật gật đầu, nói, tốt, tốt, tốt. Hôm nay ta thì nhìn xem các ngươi mấy cái này tiểu hậu sinh đến có bản lãnh gì. Hắn sau khi nói xong, liền đi lên lầu. Nhạc Đại Bằng cũng không e ngại Trầm Phong năm người, bởi vì hắn không có sợ hãi. Trầm Phong năm người hôm nay nếu như đem Nhạc Đại Bằng cái này hoàng kim cấp khác đệ tử cho giết, bọn họ khó thoát thần vực trừng phạt. Liền xem như đem Nhạc Đại Bằng đả thương, cái kia đến tài phán sở qua biện chứng cũng là rất bất lợi. Có thể Nhạc Đại Bằng lại có thể đem bọn hắn tùy ý giết chết xong sau, đại không nhận tài phán sở vài câu chịu tội. Bởi vì Nhạc Đại Bằng hành sự tại quy tắc bên trong. La Quân nhìn thấy Nhạc Đại Bằng kiên trì động thủ, tâm hắn chìm xuống. Đủ loại này lợi và hại, hắn đương nhiên là biết. Một khi đánh, đao kiếm vô tình. Bọn họ từng cái đều là hung mãnh cao thủ, quyền dưới chân, khẳng định khó tránh khỏi bị tổn thương. Một khi đánh nhau, La Quân bên này vô luận thắng bại, rất có thể đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Liền cũng tại lúc này, Trầm Phong trong mắt hàn ý dày đặc đứng lên. Hắn lạnh lùng nói, tốt, đã đầu này lão cẩu hôm nay khăng khăng muốn giết chúng ta. Dù sao chúng ta luôn luôn chạy không khỏi một cái mạo phạm cấp trên chịu tội. Đã như vậy. Chúng ta coi như xà đảo mệnh là kiếm về, hiện tại còn trở về là được. Các huynh đệ đều nghe kỹ cho ta, toàn lực xuất thủ, hôm nay thì giết đầu này lão cẩu. Trong nháy mắt, Trầm Phong trong mắt sát ý đại thịnh. Hắn là thật dưới sát tâm. Đến Trầm Phong cảnh giới này, muốn giết cứ giết, đã nói là làm. Trầm Phong người đại ca này đã lên tiếng, La Quân cả đám lập tức cũng đi theo quát, tốt, giết. Bọn họ cũng bộc phát ra khủng bố sát ý đi ra. Cái này cỗ kinh khủng sát ý nhất thời để Nhạc Đại Bằng ngừng cước bộ. Hắn tự nhiên cũng có chính mình tâm tư, coi là nắm tốt mọi người bảy tấc.
nhưng hắn không nghĩ tới đám người tuổi trẻ này là bất phàm như thế, nhanh như vậy đã có thảm liệt như vậy sát phạt chi ý. Nhạc Đại Bằng tuy nhiên lợi hại, nhưng trước mắt đám người tuổi trẻ này, từng cái đều là nhân trung long phượng. Hắn cũng không cho rằng tự mình một người có thể đánh thắng bọn họ. Nếu quả thật đấu, Nhạc Đại Bằng biết mình 8-9 phần 10 phải chết ở chỗ này. Mà chính mình chết, đám người tuổi trẻ này phải tao ngộ cái dạng gì trách phạt, vậy cũng là công dã tràng. La Quân là long, Trầm Phong càng là long. Trầm Phong mang theo La Quân đám người này, tự nhiên là vô cùng lợi hại. Nhạc Đại Bằng sai lầm đánh giá thấp Trầm Phong quyết tâm, nhưng lúc này, hắn lời đã phóng xuất. Muốn lui bước, trên mặt mũi cũng không qua được. Người sống cũng là khuôn mặt, mệnh có thể ném, mặt mũi không thể ném. Nhạc Đại Bằng hít sâu một hơi, hắn cũng dưới quyết đoán. Hôm nay thì liều chết nhất chiến, lão tử anh minh cả đời, chẳng lẽ còn sợ bọn này tiểu hậu sinh? Nhất thời, Nhạc Đại Bằng trên thân bộc phát ra cường hãn vô cùng vương giả khí thế. Khổng Tước Vương quyền, khẩn thiết như đế vương đóng đô. Mắt thấy đại chiến liền muốn hết sức căng thẳng, ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng quát nhẹ, dừng tay. Người tới là Lạc Ninh. Lạc Ninh một thân màu trắng áo khoác, nàng hôm nay trải thành tóc thẳng áo choàng. Không thể không nói, Lạc Ninh vô cùng xinh đẹp, đồng thời có loại thượng vị giả khí chất. Nàng vừa xuất hiện, liền có loại kinh diễm cảm giác. Nàng dưới mắt lần này cách ăn mặc cùng trước đó quân nhân cách ăn mặc là hai loại phong tình. Đương nhiên, dưới mắt người nào cũng không có tâm tư đến chú ý Lạc Ninh mỹ lệ. Chỉ là nàng đến, một tiếng này dừng tay để Nhạc Đại Bằng cùng Trầm Phong, La Quân bọn họ cũng hơi thở phào. Vừa rồi cục diện đã đến song phương đều cầm giữ không được cấp độ, cứ việc song phương đều không muốn như vậy thảm liệt, nhưng tất cả mọi người không có quay lại chỗ trống. Mà Lạc Ninh xuất hiện, quả thực cũng là trên trời rơi xuống cứu tinh. Nhạc Đại Bằng cấp tốc thu khí thế của hắn, khôi phục lại bình tĩnh. Trầm Phong cả đám cũng lập tức thu sát ý, ánh mắt thanh minh. Lạc Ninh cất bước mà vào, nàng vừa tiến đến, thì có loại dễ ngửi mùi thơm. Chuyện gì xảy ra? Lạc Ninh sau khi đi vào, liếc nhìn mọi người liếc một chút, nhíu mày lấy hỏi. Lạc Ninh là nội môn đệ tử, Nhạc Đại Bằng gặp cũng nhất định phải bảo trì tôn kính. Hắn liền cung kính nói, đặc sứ, mấy vị tiểu sư đệ mới đến, ta bất quá là cùng bọn hắn chỉ đùa một chút. Lạc Ninh nhạt lạnh nói ra, vui đùa như vậy mở xong a. Nhạc Đại Bằng nói ra, ừm. Có thể đi sao? Lạc Ninh nói ra. Nhạc Đại Bằng không dám phản kháng, nói ra, vâng, đặc sứ. Cáo từ, hắn nói xong quay người liền đi. Một trận kinh thiên nguy cơ oai hao đao liền bị Lạc Ninh dăm ba câu ở giữa trừ khử. La Quân cả đám thở phào một hơi. Đồng thời, La Quân cảm thấy kỳ quái. Làm sao Lạc Ninh trùng hợp như vậy liền đến? Đa tạ đặc sứ, Trầm Phong mang theo mọi người xuống tới, hắn cái thứ nhất nói ra. Lạc Ninh liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó liền đến phòng khách trước sofa nhập tọa. Nàng lại nói với mọi người, các người cũng tới ngồi. La Quân cả đám cũng liền nghe lời đi vào Lạc Ninh bên cạnh trên ghế salon, phân biệt nhập tọa. Đợi mọi người vào chỗ về sau, Lạc Ninh nói ra, Nhạc Đại Bằng cùng La Quân ở giữa ân oán ta cũng là vừa mới biết. Biết về sau, ta liền biết hắn muốn tới tìm La Quân phiền phức. Cho nên ta thì lập tức chạy đến. Nàng đón đến, còn nói thêm, các ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì ta muốn giúp các ngươi đúng hay không? Trầm Phong nói ra, không sai. Lạc Ninh trầm giọng nói ra, trong thần vực môn có rất nhiều chuyện là các ngươi còn không hiểu. Mà lại, khu trong nội môn quyền lực đấu đá càng thêm nghiêm trọng. Cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, các ngươi hơi tiếp xúc nhiều một chút cũng đã biết. Trước mắt mà nói, nội môn có tam đại phe phái, theo thứ tự là trưởng quản tài phán sở trái Thiên Tông phe phái, còn có trưởng quản Vũ Vương Đỉnh Ninh Thiên Đều, Thiên Đô phe phái, cùng trưởng quản bộ phận hành chính Phạm Không Ngại, Không Ngại phe phái. Ta là thuộc về Không Ngại phe phái, năm nay chiêu sinh là thuộc về Phạm Không Ngại sư tôn tại trưởng quản. Mà các ngươi, là sư tôn cố ý bàn giao, phải thật tốt bồi dưỡng. Cho nên, các ngươi cũng là thuộc về Không Ngại phe phái. La Quân sắc mặt hơi hơi cổ quái, tâm đạo, nếu quả thật muốn tự chọn phe phái, vậy mình khẳng định là muốn tuyển Thiên Đô phe phái. Lạc Ninh liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, mỗi một cái ngoại môn đệ tử, đều có hệ phái mình. Hàng năm chiêu sinh đều là ba chúng ta đại phái hệ thay phiên đến xử lý. Các ngươi khi tiến vào thần vực một khắc này bắt đầu, cũng đã bị đánh bên trên Không Ngại phe phái ấn ký. Nàng đón đến,
nói ra, ta cũng biết trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, nghĩ đến nếu như muốn chọn, vậy cũng muốn chọn Thiên Đô phe phái đúng hay không? Bởi vì bọn hắn có vô cùng đan dược. La Quân mọi người nhất thời có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phủ nhận. Lúc này phủ nhận, vậy cũng quá dối trá. Lạc Ninh nói ra, nếu như các ngươi nghĩ như vậy, cái kia chính là 10 phần sai. Thiên Đô phe phái xác thực trưởng khống Vũ Vương Đỉnh, nhưng bọn hắn chỉ phụ trách luyện đan. Bọn họ sở luyện ra mỗi một viên thuốc, đều muốn nộp lên cho thần điện. Sau đó từ thần điện đến quyết định phân phối đan dược. La Quân không khỏi kỳ quái nói, thần điện lại là một cái phe phái sao? Lạc Ninh nói ra, thần điện chính là thần đế trực tiếp trưởng quản, ai cũng không dám tại thần đế trước mặt làm tay chân, hiểu chưa? Cho nên, Thiên Đô phe phái tuy nhiên trưởng quản Vũ Vương Đỉnh, nhưng là tại về mặt đan dược, bọn họ cũng không có ưu thế, cùng chúng ta là một dạng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Lạc Ninh tiếp tục nói, trước mắt mà nói, Thiên Tông phe phái trưởng quản tài phán sở, bọn họ phe phái bên trong ra mấy cái phi thường xuất sắc đệ tử. Cho nên bọn họ thế lực là hùng hậu nhất, nàng đón đến, nói, không ngại sư tôn coi trọng mấy người các ngươi, hy vọng các ngươi có thể mau chóng trổ hết tài năng, dùng cái này tương lai tốt chống lại Thiên Tông phe phái. La Quân mọi người nhất thời cảm thấy có chút núi lớn áp lực. Lạc Ninh còn nói thêm, bất quá đây cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, các ngươi không cần có áp lực quá lớn. Các ngươi trước mắt mà nói, khẩn yếu nhất là nhanh điểm tiến vào cấp bậc bạch ngân. Không phải vậy các ngươi bị Nhạc Đại Bằng bắt lấy bím tóc, vậy chúng ta cũng bảo đảm không các ngươi. Phải biết, Nhạc Đại Bằng là Thiên Tông phe phái. Thiên Tông phe phái luôn luôn ương ngạnh mạnh mẽ. La Quân nghĩ đến cái gì, không khỏi hỏi, Lâm Văn Long cùng già Diệp Nam là cái kia phe phái. Lạc Ninh trầm giọng nói ra, Lâm Văn Long là Thiên Tông phe phái. Già Diệp Nam là Thiên Đô phe phái. La Quân không khỏi có chút buồn bực, hắn hỏi, vậy chúng ta không ngại phe phái có những cao thủ kia à? Lạc Ninh nói ra, Sơn Hà bảng bài danh thứ 5 Diệp Tinh Thần chính là chúng ta không ngại phe phái. Nàng đón đến, nói ra, những vật này không phải là các ngươi chỗ quan tâm. Lại nói, không ngại phe phái cao thủ không nhiều, liền chính là các ngươi cơ hội. Khu trong nội môn, càng có thật nhiều sư tôn tọa chấn, cũng là riêng phần mình phụ thuộc phe phái. Trong này quan hệ rắc rối phức tạp, dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. La Quân không khỏi khe khẽ thở dài, xem ra thật là có người địa phương thì có giang hồ. Đi tới chỗ nào đều miễn không những này giữa hệ phái đấu tranh. Mà không ngại phe phái nhìn, quả thật là tam phái bên trong yếu nhất. Đem đến một cái không tốt, rất có thể bởi vì đứng sai đội mà bị thanh tẩy. Bất quá, La Quân cảm thấy Lạc Ninh có một chút không có nói sai. Cao thủ ít, đó mới là chính mình cơ hội, cần gì phải suy nghĩ lấy theo dựa vào người khác đâu. Sau đó, Lạc Ninh liền còn nói thêm, nơi này có không ngại sư tôn thưởng ban cho các ngươi tụ linh đan. Hết thảy 20 hạt, mỗi người 4 hạt, nàng nói chuyện lỗ hổng, từ trong tay áo trượt ra một cái tiểu hồ lô. Nàng đem tiểu hồ lô phóng tới trên bàn trà, nói tiếp, ngày sau các ngươi muốn tận tâm vì không ngại sư tôn làm việc, ban thưởng là thiếu không. Tại các ngươi tấn thăng đến hóa thần cấp bậc về sau, sẽ có càng lớn ban thưởng. La Quân mọi người nghe nói cái này rất nhiều tụ linh đan, không khỏi đại hỉ. Bọn họ đã nếm đến đan dược chỗ tốt. Đa tạ không ngại sư tôn. La Quân bọn người vội vàng cùng kêu lên nói ra. Lạc Ninh cười nhạt một tiếng, nàng nói ra, chờ các ngươi tiến vào hóa thần chi cảnh về sau, không ngại sư tôn sẽ đích thân tiếp thấy các ngươi. Các ngươi thì có cơ hội thực sự tiếp xúc chúng ta không ngại phe phái. La Quân bọn người nghe vậy liền cũng liền minh bạch, không ngại sư tôn tuy nhiên ngoài miệng nói rất xem trọng chính mình mấy người kia. Nhưng trên thực tế, cũng vẫn là đang quan sát giai đoạn. Nếu là mình mấy người kia không nên việc, vậy khẳng định là lười nhác tốn nhiều thần. Mà lại, La Quân tỉnh ngộ ra một sự kiện. Cái kia chính là cái này tụ linh đan, chính mình những người này xem như bảo bối. Nhưng đan dược này chỉ sợ tại thần vực bên trong là cực phổ thông giá rẻ đồ, vật. Chúng ta hội đem hết khả năng, dụng tâm tu luyện, không cho sư tôn thất vọng. Trầm Phong khách khí nói ra. Lạc Ninh nhân tiện nói, ta tin tưởng các ngươi. Nàng còn nói thêm, các ngươi một ngày không đạt tới cấp bậc bạch ngân, liền khó có thể an ninh an toàn. Cho nên, dưới mắt các ngươi cần gấp nhất là hai chuyện. Đầu tiên là dụng tâm tu luyện, thứ hai là nhanh chóng hoàn thành ba cái cấp nhiệm vụ, tấn thăng cấp bậc bạch ngân. Tấn thăng cấp bậc bạch ngân điều kiện chính là, hoàn thành ba cái cấp nhiệm vụ. Hoặc là tu vi đạt tới hóa thần cấp bậc, liền cũng tự động đạt tới tấn thăng điều kiện.
Còn có, nếu như vượt cấp hoàn thành một kiện cấp nhiệm vụ, cũng có thể trực tiếp tự động tấn thăng đến cấp bậc Bạch Ngân. Vâng, đặc sứ, mọi người cùng kêu lên đáp. Lạc Ninh đứng lên, nói ra, trong tổng bộ, ngược lại không an toàn, ra tổng bộ, bất kỳ người nào cũng không thể đến chu sát đồng môn. Đây là thần đế ý chỉ, ai cũng không dám vi phạm. Cho nên hiện tại, các ngươi thu thập một chút, ta đưa các ngươi ra tổng bộ. Vâng, đặc sứ, chúng người lập tức trở về phòng. Sau một lát, toàn bộ đi ra. Tiếp theo, Lạc Ninh thì mang mọi người ra nhà trọ. Một đường ra ngoài, thông suốt. Rất nhanh, mọi người liền rời đi thần vực tổng bộ. Tổng bộ bên ngoài, tuyết đọng che giấu cả tòa Hương Sơn. Lạc Ninh lại để cho một tên phục vụ nhân viên lái một xe dài hơn xe Bentley đi ra. Xe sau khi đi ra, Lạc Ninh nói ra, các người đi trước khu vực thành thị tìm quán rượu dàn xếp lại, ta muốn trở về hướng không ngại sư tôn phục mệnh. Các người tạm thời không muốn nhận nhiệm vụ, miễn cho Nhạc Đại Bằng ở phía sau theo đuôi, một khi các người nhận nhiệm vụ, Nhạc Đại Bằng đi theo cũng tiếp. Cái kia chính là ai cũng không có biện pháp giúp các ngươi. Trầm Phong trầm giọng nói ra, nếu như chúng ta 5 người cùng một chỗ nhận nhiệm vụ, lúc này Nhạc Đại Bằng tiến vào chúng ta nhiệm vụ, vậy chúng ta giết hắn, cũng là vô tội, đúng không? Lạc Ninh nhãn tình sáng lên, nàng nhìn về phía Trầm Phong, nói ra, là đạo lý này. Bất quá ta muốn Nhạc Đại Bằng cũng không có như thế ngu xuẩn, để cho các ngươi đến hùn vốn giết hắn. Trầm Phong gật gật đầu, nói ra, chúng ta cũng liền nhìn lấy xử lý đi, Nhạc Đại Bằng đầu này lão cẩu phách lối không bao lâu. Lạc Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi đều là tuổi nhỏ tài tuấn, tiền đồ vô lượng. Nhạc Đại Bằng 70 tuổi, còn không có mở ra thần thông đại môn, ta nhìn cũng là không có gì tiền đồ. Thần thông đại môn, La Quân lập tức hỏi, đây là ý gì? Lạc Ninh nói ra, thần thông đại môn, đó là trong não vực thần thông chi môn. Mở ra não vực thần thông chi môn, mới có thể có được siêu cường lực lượng. Nàng mắt nhìn La Quân, nói ra, Tư Đồ gia Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng đã là thần thông tam trọng cao thủ. Bất quá, hắn không có đan dược duy trì, không có khả năng tiến thêm một bước. Cái kia đặc sứ ngài đâu? La Quân âm thầm kinh hãi lão gia tử thực lực, đồng thời lại hiếu kỳ Lạc Ninh cảnh giới. Lạc Ninh nhàn nhạt nhìn một chút La Quân, nói ra, ta cũng còn không có mở ra thần thông đại môn. La Quân mọi người không khỏi kinh ngạc. Bởi vì Lạc Ninh là nội môn đệ tử, tại mọi người trong suy nghĩ, nội môn đệ tử chí cao vô thượng. Có thể Lạc Ninh cái này nội môn đệ tử thế mà còn không có mở ra thần thông đại môn. Không cần kỳ quái, ta cũng không phải thật sự là dòng chính nội môn đệ tử. Lạc Ninh nói ra, chính thức nội môn đệ tử, là như không ngại sư tôn. Hoặc là Trái Thiên Tông, Ninh Thiên Đều, cùng Trung Hoa Đại Đế, Ma Đế, Tu La Đại Đế nhân vật như vậy. Bọn họ là thần đế đệ tử thân truyền, mà ta là không ngại sư tôn đồ đệ, cho nên cũng tại khu trong nội môn. Chính thức nội môn đệ tử bây giờ có 20 tên. Giống như ta vậy cách đại đệ tử có 17 tên. Tương lai, các ngươi nếu như biểu hiện tốt, không ngại sư tôn đem bọn ngươi thu đến môn hạ, các ngươi cũng sẽ siêu việt hoàng kim cấp khác đệ tử, trở thành nội môn đệ tử. La Quân một đám bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, La Quân lại hiếu kỳ nói, Lâm Văn Long, Già Diệp Nam bọn họ vì cái gì không có bị thu đến khu trong nội môn. Lạc Ninh nói ra, Trái Thiên Tông cùng Ninh Thiên đều là muốn để hai người bọn họ quản lý ngoại môn đệ tử, lung lạc ngoại môn đệ tử, cho nên cố ý không thu vào môn hạ. Nhưng là, bọn họ địa vị cũng không so ta loại này nội môn đệ tử muốn thấp. Các ngươi gặp bọn họ, tốt nhất né tránh một số. Nói đến đây, Lạc Ninh lại nói, tốt, thì đến nơi đây đi, các ngươi đi thôi. Nàng sau khi nói xong, quay người thì tiến thần vực tổng bộ. La Quân cả đám liền cũng liền bên trên xe Bentley. Mạc Phú tại trong mọi người, xem như nhỏ nhất một cái. Hắn rất lợi hại tự giác tiến đến lái xe. Tuyết hoa bay lượn, trong không khí tràn đầy hàn ý. Mọi người tiến vào xe Bentley bên trong về sau, nhất thời cảm thấy ấm áp. Cái này xe Bentley bàn rất nặng. Ngồi sau khi đi vào, không có chút nào sóc nảy cảm giác, rất là dễ chịu. Mà lại, bên trong không gian rất lớn. Mọi người ngồi sau khi đi vào, không có một tia chen chúc cảm giác. Xe khởi động về sau, La Quân hít sâu một hơi, hắn ôm quyền nói ra, chuyện hôm nay, nếu không có Trầm Phong đại ca, còn có Tần Lâm đại ca, chớ Vũ huynh đệ tại, ta cùng Linh Nhi đều đợi không được Lạc Ninh đến đây. Các ngươi là chúng ta phu phụ ân cứu mạng. Tần Lâm có chút xấu hổ. Nói ra, La Quân huynh đệ, người đừng nói những này khách khí lời nói.
Trầm Phong làm theo nhàn nhạt nhìn về phía La Quân. La Quân bị nhìn có chút run rẩy. Trầm Phong nhạt lạnh nói ra, ngươi nếu là lại nói những lời nhảm nhí này, ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. La Quân sững sờ, sau đó, hắn trong lồng ngực tràn đầy ấm áp. Trầm Phong tiếp tục nói, hôm nay chúng ta mấy cái huynh đệ cùng một chỗ, mặc dù không có theo Nhạc Đại Bằng lão chó già kia động thủ. Nhưng lúc ấy, chúng ta đều đã đem sinh tử không để ý. Cái gì là huynh đệ? Đây mới là huynh đệ. Huynh đệ ở giữa, cũng không cần cảm ơn những này nói nhảm. Nếu là vì những này nói nhảm, chúng ta làm thế nào có thể liều mạng? La Quân trong lòng cảm động, hắn cười ha hả, nói, tốt, ta cũng không tiếp tục nói. Lái xe Mạc Vũ liền cũng cười hắc hắc, nói ra, Trầm Phong đại ca, ta trước kia đều cảm thấy ngươi phá lệ biến thái. Nhưng là hôm nay đối mặt Nhạc Đại Bằng lão chó già kia, ta cảm thấy ngươi thật sự là bá khí. Như vậy đi, Trầm Phong đại ca, La Quân đại ca, Tần Lâm đại ca, còn có Linh Nhi chị dâu, ta có cái đề nghị, các ngươi thấy được hay không? Nói, Trầm Phong rất lợi hại không khách khí nói. Thói quen Trầm Phong, liền biết đây là Trầm Phong tính khí. Dạng này ngược lại để các huynh đệ cảm thấy thân thiết, cũng sẽ không quen. Mạc Vũ liền nói ra, ta đề nghị chúng ta 5 người bắt trước cổ nhân, kết nghĩa Kim Lan, thế nào? Trầm Phong liếc nhìn hướng mọi người, nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Tần Lâm cái thứ nhất nói, ta cảm thấy cái chủ ý này rất không tệ. La Quân cũng là hưng phấn, nói ra, ta từ nhỏ không cha không mẹ, cũng không huynh đệ tỉ muội. Hôm nay có thể có các ngươi mấy vị này huynh đệ, đó là phúc lớn bằng trời. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên là theo La Quân, cho nên nàng không có khả năng có ý kiến. Trầm Phong nhân tiện nói, vậy thì tốt, chúng ta qua khu vực thành thị, liền tìm khách sạn, uống máu thề. Sau một tiếng, Los Angeles cách Nhĩ Lan đại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Trầm Phong cùng La Quân cả đám cùng nhau quỳ xuống, trước mặt bọn hắn đều có một ly rượu đỏ. Dù sao cái này kết bái nghi thức rất lợi hại đơn sơ, cũng không hoàn toàn dựa theo cổ nhân quy củ. Nhưng là, mọi người lại là dùng chân thật nhất tâm. Trầm Phong cái thứ nhất nói ra, hôm nay, ta Trầm Phong ở đây, nguyện cùng La Quân, Mạc Vũ, Tần Lâm, Tư Đồ Linh Nhi kết bái làm khác phái huynh muội. Ngày khác chính là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nếu ta Trầm Phong có làm có lỗi với huynh đệ sự tình, liền dạy ta Trầm Phong ngàn đao bầm thây, chết không có chỗ chôn. Tần Lâm cũng đi theo thề. Sau đó La Quân, Tư Đồ Linh Nhi, Mạc Vũ đều đi theo thề. Thề hoàn tất về sau, mọi người đối Thương Thiên ba bái, sau đó giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Kết bái hoàn tất về sau, chính là lẫn nhau báo tuổi tác. Trầm Phong này 31 tuổi, là trong mọi người danh phó thực đại ca. Hắn cũng là lớn nhất quyết đoán người. Tần Lâm 28 tuổi, là nhị ca. La Quân 24 tuổi, là lão tam. Mạc Vũ 23 tuổi, là lão tứ. Tư Đồ Linh Nhi nhỏ nhất, là mọi người ngũ muội. Năm người hôm nay kết bái là nhất thời tính lên, nhưng bọn hắn lại nghĩ không ra, tại đem đến thiên địa sát kiếp bên trong, bọn họ hội vẽ phác thảo ra như thế nào nổi bật. Riêng là Trầm Phong, Tần Lâm, La Quân, bọn họ lại là phiến thiên địa này kỳ tích. Thiên Ma Vương Trầm Phong, Bất Động Minh Vương Tần Lâm, Già Lam Vương La Quân. Đương nhiên, đây đều là nói sau, nơi đây tạm thời không nhắc tới. Kết bái hoàn tất về sau, Mạc Vũ đề nghị muốn đi hảo hảo chúc mừng một phen. Bất quá Los Angeles nơi này không thể so với trong nước, nghĩ kỹ dễ uống tửu vẫn là khó mà tìm tới chỗ. Sau cùng, vẫn là Tần Lâm nói ra, nơi này có Chinatown, chúng ta phải đi Chinatown. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vào lúc ban đêm, La Quân cả đám tại Chinatown uống thống khoái vô cùng. Từng cái cũng đều là có thể uống người. Sau cùng cũng là Tư Đồ Linh Nhi không uống rượu, bởi vì nàng đến phụ trách lái xe. Ăn miếng thịt bự, khối lớn uống rượu, mới là nam nhân tránh thức nhân sinh. Người sống một đời, đến một chi kỷ chính là mấy đời đã tu luyện phúc khí. La Quân cả đám lẫn nhau đều cảm thấy có thể có như thế mấy cái huynh đệ, đó là thượng thiên ban ơn. Mọi người một mực uống đến trời vừa rạng sáng, tất cả mọi người có chút say khướt. Tư Đồ Linh Nhi cũng một mực yên tĩnh ngốc ở một bên, tức không thúc giục, cũng sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn. Liền Trầm Phong cũng nhịn không được nói với La Quân, ngũ muội tuy nhiên lời nói thiếu điểm, nhưng là cái tuyệt đối cô nương tốt. Tam đệ, ngươi cũng không thể cô phụ nàng. La Quân mỉm cười, nói ra, đại ca, ngươi yên tâm đi,
ta tuyệt sẽ không. Tư Đồ Linh Nhi lúc đầu vẫn luôn không làm sao nói, nàng lúc này đột nhiên giơ ly rượu lên nói với Trầm Phong, đại ca, ta kính ngươi. Trầm Phong nao nao, sau đó cười ha ha. Sau khi uống rượu xong, mọi người ngồi lên xe Bentley về quán rượu. Tư Đồ Linh Nhi lái xe. Los Angeles ban đêm là mỹ lệ, huy hoàng. Bất quá lúc này, lại tung bay bay là tả dưới dậy tuyết tới. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hắn hiện tại cảm giác rất không tệ. Váng đầu hồ hồ, cái này có thể cho hắn vô sở cố kỵ. Uống rượu người, lớn nhất hưởng thụ cũng là loại này chóng mặt cảm giác. Có thể không kiêng nể gì cả nói ra lời trong lòng, có thể không cần quan tâm người khác ánh mắt. Xe bình ổn hướng phía trước lái xe, đèn đường quang mang hỗn hợp có tuyết hoa vẩy chiếu xuống tới. La Quân quay đầu nhìn một chút, Trầm Phong bọn họ đều đã ở phía sau ngã trái ngã phải ngủ. La Quân hiểu ý cười một tiếng, vừa nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cảm nhận được La Quân ánh mắt, nàng quay đầu nhìn La Quân liếc một chút, ánh mắt bình tĩnh mà thanh tịnh. Sau đó, nàng lại nghiêm túc lái xe. La Quân mỉm cười. Tuy nhiên Nhạc Đại Bằng cùng Hàng Hành Thiên cùng Lâm Văn Long đều tính toán là mình uy hát yêu ta. Nhưng La Quân đã không hề e ngại, đơn giản là, hắn không phải một người tại độc thân tác chiến. La Quân vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ tuyết hoa bay lượn lấy. Từ nơi này nhìn thấy bên đường phố trong cửa hàng, những pha lê đó bên trên còn dán lễ Giáng sinh các loại pháo hoa. Lễ Giáng sinh là Los Angeles một cái trọng yếu ngày lễ, trình độ trọng yếu không thua gì trong nước xuân tiết. Mà dưới mắt, lễ Giáng sinh đã qua 10 ngày qua. Nhưng là trên đường còn có ngày lễ không khí vui mừng. Phanh một tiếng. Đúng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Một người bỗng nhiên đụng vào, sau đó, Tư Đồ Linh Nhi khẩn cấp thắng xe. Tiếp theo, người kia thì lăn ra ngoài, ngã trên mặt đất. Làm sao, đằng sau Trầm Phong bọn người bởi vì ngủ, bị cái này quính lên sát đem bọn hắn toàn bộ té xuống. Bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Cùng nhau hỏi. Ta không có đụng vào hắn, là chính hắn đụng vào. Tư Đồ Linh Nhi nói với La Quân, sắc mặt nàng y nguyên nhàn nhạt. La Quân lại không chú ý tới chuyện này, lúc đầu còn tưởng rằng là Tư Đồ Linh Nhi đụng người. Nghe vậy hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Ta đi xuống xem một chút, La Quân đẩy cửa xuống xe. Hắn đi vào đầu xe, lập tức liền trông thấy một cái chừng 30 tuổi người da đen đang rên thống khổ. Người da đen này ăn mặc áo khoác da. Đầu hắn phát rất ngắn, trong mắt lộ ra khó mà phát giác giảo hoạt. Ngươi không sao chứ? La Quân dùng lưu loát tiếng Anh hỏi. Người da đen ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, sau đó, hắn cũng dùng lưu loát Los Angeles bản địa khẩu âm tiếng Anh oán trách nói ra, có thể không có chuyện gì sao? Ta cảm giác xương đuôi đã nát. Hắn đón đến, còn nói thêm, các ngươi những này đáng giận người Hoa, lái xe cũng quá không chú ý. La Quân là thành tinh nhân vật. Hắn xem xét người da đen này liền biết con hàng này là người giả bị đụng. Mặc kệ trong nước quốc ngoại, đều có lưu manh, tiểu côn đồ, tự nhiên cũng không thiếu khuyết người giả bị đụng hàng. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt, anh em, cái này đại trời lạnh, hơn nửa đêm. Xem ở ngươi như thế chuyên nghiệp phân thượng, ta cho ngươi $100. Ngươi cũng đừng cùng ta trang. Sau khi nói xong, La Quân liền từ trong ví tiền móc $100 cho người da đen. Người da đen vội vàng nhặt lên $100, hắn đem 100 đồng nhét vào túi bên trong, trong mắt lóe lên tham lam quang mang. Gia hỏa này nghe không khí, ngửi được mùi rượu, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì La Quân thỏa hiệp nhanh như vậy. Thế là hắn nói với La Quân, khó trách các ngươi hội đụng vào ta, nguyên lai các ngươi là tử điều khiển. Các ngươi những người Hoa này khỉ da vàng, cũng là trời sinh thói hư tật xấu. Đem tại các ngươi trong nước thói quen xấu đều đưa đến chúng ta Los Angeles. Ta nếu là báo động, mà các ngươi lại là muốn bị câu lưu 100 ngày. La Quân mi đầu nhàu xuống dưới, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, bỗng nhiên cười, nói ra, có phải hay không là ngươi trời sinh ngay tại người Hoa trước mặt có cảm giác ưu việt. Ngươi cái này da đen tạp chủng người giả bị đụng đến lừa ta tiền, song còn muốn chỉ trích chúng ta người Hoa có thói hư tật xấu. Ngươi cái này há không phải mình làm kỹ nữ, lại muốn mắng người khác là kỹ nữ. La Quân lời nói không chút khách khí. Người da đen kia nghe được La Quân mắng hắn, sắc mặt hắn lập tức biến. Con hàng này đột nhiên thì đứng lên, hung ác trừng mắt về phía La Quân, nói, Hoàng Bì Chư, ngươi dám mắng ta. La Quân cười ha ha, nói ra, thế nào, chỉ cần ngươi mắng người khác. Khác người không thể mắng ngươi,
người da đen tài trí hơn người sao? Hắc, có người nói, người da đen cũng là còn cao hơn hoàng bì chư người nhất đẳng. Các ngươi những này hoàng bì chư, ở trong nước kiếm tiền, còn không phải liều mạng muốn di dân đến chúng ta nước Mỹ, khóc xin muốn đem hải tử đưa tới. Chúng ta Los Angeles bầu không khí cũng là bị các ngươi những này hoàng bì chư cho ô nhiễm. Có bản lĩnh, các ngươi đều không muốn đến nước Mỹ. La Quân đang muốn nói chuyện. Thế nào biết lúc này, Mạc Vũ đột nhiên lao ra, mà mẹ nó, lão tử cái này bạo tính khí. Mạc Vũ xuất sinh đại gia tộc, tiếng Anh tốt rất lợi hại, hắn vừa ra tới thì dùng tiếng Anh mắng chửi người, Tam ca, ngươi theo cái này đần độn giảng đạo lý gì? Đó là tại kéo thấp ngươi IQ, nhìn ta đến giáo dục hắn. Mạc Vũ nói xong cũng đi vào người da đen trước mặt. Ngươi lại kêu một tiếng hoàng bì chưa thử nhìn một chút. Mạc Vũ lạnh lùng nói. Người da đen lại là không sợ, cười lạnh nói, thế nào, muốn lấy nhiều khi ít. Hoàng bì chư, ta gọi thì thế nào? Ta nhổ vào, Mạc Vũ một miếng nước bọt vừa vội lại hung ác nôn hướng người da đen này lại là không tránh kịp, trực tiếp phun tại trên mặt hắn. Sau đó, Mạc Vũ một bàn tay vung quá khứ. Ba một chút, Mạc Vũ liền đem người da đen gò má trái đánh sưng lên tới. Người da đen hợp máu phun ra một chiếc răng tới. Mạc Vũ nói. Mà mẹ nó, lão tử đánh ngươi còn cần lấy nhiều khi ít. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này so dạng. Người da đen giận tím mặt, thì muốn phản kích. Mạc Vũ một chân đá tới, trực tiếp đem con hàng này cất đổ vào trương. Sau đó, Mạc Vũ một chân giẫm tại người da đen trên đầu, nói, có phục hay không? Người da đen bị đánh cho choáng váng, Mạc Vũ trên chân không ngừng tăng lực. Người da đen đau đớn khó nhịn, thế là nói gấp, phục, phục. Ngươi có phải hay không tạp chủng? Mạc Vũ hỏi. Vâng, ta là, hắc người nói. Mạc Vũ còn nói thêm, gọi tiếng ra ra nghe một chút. Ra ra, hắc người lập tức kêu lên. Mạc Vũ cười hắc hắc, sau đó đá một cái bay ra ngoài người da đen, nói ra, cút đi. Người da đen vội vàng đứng lên, lộn nhào rời đi. Mạc Vũ xông La Quân nói ra, Tam ca, thế nào? Trên đời này, có ít người chính là như vậy. Ngươi không thảo mẹ hắn, hắn cũng không biết ngươi là cha hắn a. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, sau đó vỗ vỗ Mạc Vũ bả vai, nói ra, tận lực muốn lấy đức phục người a. Mạc Vũ sờ sờ đầu, nói, có ý tứ gì? Bất quá mặc kệ như thế nào, cuộc phong ba này cũng cứ như vậy quá khứ. Người da đen nếu như miệng không hèn như vậy, chẳng phải lòng tham, hắn sẽ có cái vui sướng ban đêm. Sau đó, La Quân cùng Mạc Vũ lên xe. Tư Đồ Linh Nhi tiếp tục mở xe. Lúc đầu, La Quân lấy vì chuyện này cứ như vậy quá khứ. Nhưng là lập tức, sự tình lại tới. Sau 20 phút, mấy chiếc gào thét xe cảnh sát đối diện ra, rất nhanh liền đem xe Bentley bức ngừng. Sau đó, cái kia ba chiếc xe cảnh sát cửa xe mở ra. Tầm 10 tên cảnh sát cấp tốc xuống xe, móc súng trận địa sẵn sàng đón quân địch đem xe Bentley vây quanh. Chiến trận làm rất lớn, theo bắt quốc tế đạo tặc giống như. Tất cả mọi người lập tức xuống xe, hai tay nâng quá đỉnh đầu, ngồi xuống. Cầm đầu béo cảnh quan quát, cái này béo cảnh quan là cái người da trắng. Đồng thời, trước đó bị đánh người da đen cũng xông tới, nói ra, cũng là bọn họ tại tửu điều khiển, hơn nữa còn đánh ta. La Quân cả đám xuống xe, bất quá bọn hắn nhưng không có tay nâng đỉnh đầu. Trầm Phong cũng coi là hoàn toàn thanh tỉnh, hắn hướng Mạc Vũ cùng Tần Lâm nhạt lạnh nói ra, đem bọn hắn thương cho hết dưới. Để bọn hắn thật dễ nói chuyện. Mạc Vũ cùng Tần Lâm nghe vậy liền nói một tiếng tốt. Sau đó hai người lôi đình xuất động. Hai người này thân pháp triển khai, cảnh sát bình thường nơi đó có thể bắt. Chỉ chốc lát, Mạc Vũ cùng Tần Lâm trên tay liền xuất hiện 10 cây. Béo cảnh quan cùng đám cảnh sát lập tức sắc mặt đều bạch. Trầm Phong hướng đi béo cảnh quan lập tức thân thể phát run lên. Người da đen kia núp ở phía sau mặt. Gia hỏa này lúc này mới phát hiện hôm nay đụng phải là cọng rơm cứng. Trầm Phong ánh mắt băng hàn, xông béo cảnh quan nói, xin hỏi chúng ta phạm cái gì sai? Béo cảnh quan hít sâu một hơi, chấn định tâm tình, nói ra, có người lên án các ngươi tửu điều khiển. Trầm Phong nói ra, chúng ta xác thực uống rượu, nhưng là tài xế không uống rượu. Các ngươi Los Angeles pháp luật có quy định, uống rượu người không thể ngồi xe sao? Không, không có. Béo cảnh quan run giọng nói ra. Trầm Phong nói ra, nói miệng không bằng chứng, ngươi để thủ hạ ngươi đi dò tra. Ta ngũ muội còn đang điều khiển vị bên trên,
nàng thế nhưng là động cũng không động. Béo cảnh quan liền để phía dưới cảnh sát đi thăm dò. Kết quả, đo đạc nghi thượng tự nhiên biểu hiện Tư Đồ Linh Nhi không uống rượu. Chúng ta có thể đi sao? Trầm Phong nhạt lạnh hỏi béo cảnh quan. Có thể, đương nhiên có thể. Béo cảnh quan vội vàng nói. Trầm Phong liền để Tần Lâm đem những súng ống đó trả lại. Cái này béo cảnh quan đến thương về sau, hắn đầy bụng tức giận lập tức phát đến người da đen kia trên thân, đem cái này bịa đặt ra hỏa bắt, đi. Đám cảnh sát này đến nhanh, qua cũng nhanh. Trầm Phong quay người liền lên xe. Hắn giải quyết sự tình thủ pháp, đơn giản, thô bạo, nhưng lại hữu hiệu. Nói đến, Mạc Vũ cũng là cái này tính tình. La Quân ngược lại là nhu hòa một số, bất quá hắn cũng không phải tốt tính người. Hắn là ngay từ đầu hội giảng giảng đạo lý, nhưng là đối phương nếu như quá không nhìn được thú, dẫn lửa hắn, thủ đoạn hắn thì càng kinh khủng một số. Tỷ như lúc trước để Diệp Bố Y qua cả Dương Lăng, tỷ như qua đánh Dương Ngọc Mai, đây chính là không có chút nào mập mờ. Chờ những cảnh sát kia đều sau khi đi, La Quân cũng tới xe. Tư Đồ Linh Nhi lần nữa nổ máy xe. Nửa giờ sau, xe rốt cục lái về cách Nhĩ Lan Đại khách sạn. Mọi người sau khi xuống xe, Tư Đồ Linh Nhi đem chìa khóa xe giao cho bảo an qua bãi đậu xe. Mọi người liền đi vào trong tửu điếm, đúng lúc này. Đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên nhìn thấy bên kia một chiếc xe đằng sau tựa hồ có cái hắc ảnh hiện lên. La Quân không khỏi hơi hơi kỳ quái, liền nói ra, chờ một chút. Mọi người ngừng chân nhìn về phía hắn, nói, làm sao? La Quân lại là không để ý tới, bay thẳng đến bóng đen kia chỗ đi đến, chờ đến gần, lại là trông thấy cái kia phía sau xe giấu một người da đen tiểu nữ hài. Người da đen tiểu nữ hài sợ hãi nhìn về phía La Quân, nàng tựa hồ là muốn tránh tại phía sau xe, hưởng thụ một chút đuôi xe nhiệt độ không khí độ. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó từ trong ví tiền móc ra 500 đô la Mỹ, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhét vào tiểu nữ hài trong tay. Người da đen tiểu nữ hài nhất thời ngây người, nàng giống như là cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy giống như. La Quân cười ha ha, sau đó xoa xoa nàng đầu, nói ra, gặp lại. Sau đó, La Quân đứng dậy, trở lại bên người mọi người. Cứ việc, cô bé này cũng là người da đen, nhưng La Quân tuyệt sẽ không bởi vì hôm nay cái kia ác liệt người da đen đến giận lây sang tiểu nữ hài này. Một người da đen rất lợi hại ác liệt, cũng không có nghĩa là sở hữu người da đen ác liệt. Một cái người hoa không có tố chất, cũng không có nghĩa là sở hữu người hoa không có tố chất. Bởi vì một hành vi cá nhân mà phủ quyết một chủng tộc nỗ lực, cái kia là tuyệt đối không công bằng. Không nói đến những này, La Quân cả đám trở lại quán rượu gian phòng về sau, liền riêng phần mình tắm rửa ngủ. La Quân cũng không nghĩ hắn, chỉ cần không tại thần vực trong tổng bộ, như vậy, mặc kệ là Hàng Hành Thiên vẫn là Nhạc Đại Bằng, hoặc là Lâm Văn Long, đều khó có khả năng tới giết hắn. Cho nên cái này một giấc, La Quân ngủ rất lợi hại an ổn. Về phần về sau phiền não, chờ tỉnh ngủ sau rồi nói sau. Sáng ngày thứ 20 điểm. La Quân bên này bị Tần Lâm điện thoại thức tỉnh. Tần Lâm nói ra, rời giường không? La Quân tỉnh thần, nói ra, còn không có, lập tức đứng lên. Tần Lâm cười ha ha, nói ra, người cái tên này, mỗi ngày ôm cái xinh đẹp như vậy nàng dâu, rời giường thật là khó khăn. La Quân cười ha ha, nếu như nói với bọn họ, chính mình cùng Linh Nhi vẫn luôn là thuần khiết quan hệ. Bọn họ có thể hay không coi là lão tử bất lực đâu. Tần Lâm còn nói thêm, nhanh lên một chút đi, đại ca sai sử Mạc Vũ đi mua bữa sáng qua. Đại ca để cho chúng ta đều vào trong phòng của hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm đâu, thuận tiện thương lượng một chút, ứng làm như thế nào đối phó Nhạc Đại Bằng lão chó già kia. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nhị ca, ngươi là người có văn hóa a. Ngươi làm sao cũng theo đại ca cùng Mạc Vũ cái kia hai người thô hào một dạng, hồ nhạc sư huynh vì lão cẩu đâu. Tần Lâm cười ha ha một tiếng, nói ra, đây là gần son thì đỏ, gần mực thì đen a. Sau đó, hai người ta chê cười lấy thì tắt điện thoại. La Quân hô Tư Đồ Linh Nhi rời giường. Tư Đồ Linh Nhi ân một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống. Dưới mắt, Tư Đồ Linh Nhi đối La Quân là không có bài xích. Bất quá nàng tựa hồ đối chuyện nam nữ rất lợi hại bài xích, dựa vào loại nguyên nhân này, La Quân tôn trọng nàng, yêu quý nàng, cũng vẫn không có cưỡng cầu. Hắn cảm thấy chỉ cần Tư Đồ Linh Nhi cảm thấy dễ chịu, cái kia là được rồi. Sau 20 phút, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đi vào Trầm Phong trong phòng. Tần Lâm cùng Mạc Vũ đều sớm đã đến.
Mạc Vũ mua phong phú bữa sáng, những này bữa sáng đều là sandwich, điềm điềm vòng, ngọc mễ nùng thang, sữa bò các loại. Dù sao những này bữa sáng làm sao cũng không bằng trong nước mì thịt bò, bánh bao hấp đến thuận miệng. Đương nhiên, mọi người cũng không phải bắt bẻ người. Mọi người vây quanh bàn trà ăn điểm tâm, ăn đồng thời, Trầm Phong nói ra, ta cẩn thận nghiên cứu một chút nhiệm vụ trên bảng quy tắc, tỉ như ta cùng nhị đệ cùng đi tham gia một hạng nhiệm vụ. Sau cùng, nhị đệ đem nhiệm vụ bên trong bàn giao đồ, vật thu hồi, sau đó giao cho thần vực. Như vậy, nhiệm vụ này liền xem như nhị đệ hoàn thành, mà cùng ta là không hề có một chút quan hệ. Nhưng là, nếu như nhiệm vụ tại kỳ hạn bên trong không có hoàn thành, như vậy ta cùng nhị đệ liền muốn cùng một chỗ bị đóng băng. Tần Lâm mỉm cười, nói ra, quy định này ngược lại cũng không gì đáng trách. Không phải vậy lời nói, bản thân không có bản sự người đi theo người khác nhiệm vụ cùng một chỗ, cái kia chính là cọ nhiệm vụ. Trầm Phong nói ra, còn có, nhiệm vụ nhận lấy về sau, người khác muốn, cần tại trong vòng một canh giờ. Nếu như vượt qua một giờ, cái này một hạng nhiệm vụ liền sẽ bị khóa chết. La Quân mọi người nghiêm túc nghe, Tần Lâm nói ra, ta cũng phát hiện, thần vực hết thảy vận chuyển, cùng thiết lập, quy củ đều rất lợi hại nghiêm cẩn. Nhiệm vụ tại sau một tiếng bị khóa chết, cũng là tốt. Không phải vậy lời nói, người khác không ngừng nghỉ tiến đến, lúc đó để nhiệm vụ này rất hỗn loạn. Trầm Phong nói ra, ta trước đó nghĩ biện pháp, đó chính là chúng ta mấy cái huynh muội cùng một chỗ trợ giúp tam đệ hoàn thành ba kiện cấp nhiệm vụ, như thế về sau, tam đệ tấn thăng đến cấp bậc bạch ngân. Cũng liền không lại sợ hãi Nhạc Đại Bằng đến tìm phiền toái. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là ta cảm thấy biện pháp này vẫn chưa được. Bởi vì chúng ta năm người cùng một chỗ tuy nhiên có thể chống cự Nhạc Đại Bằng. Nhưng là Nhạc Đại Bằng nhìn thấy chúng ta năm người toàn bộ tham gia, hắn cũng có thể tìm trợ thủ. Phải biết, Nhạc Đại Bằng là Thiên Tông phe phái, Thiên Tông phe phái người bản thân thì xem chúng ta không quá thuận mắt. La Quân có chút buồn bực sờ mũi một cái, cười khổ nói, xem ra nhất thời bán hội, còn thật không có một biện pháp tốt nhất. Trầm Phong nói ra, còn có một cái biện pháp, cái kia chính là tam đệ ngươi nhanh chóng tấn thăng đến hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh đệ tử, tự động thăng cấp làm cấp bậc bạch ngân. La Quân nói ra, hóa thần chi cảnh cũng không phải là muốn vào liền có thể tiến. Đại ca ngươi đều không có cách nào hiểu thấu đáo, ta cách hóa thần cảnh khoảng cách càng xa. Đây cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Trầm Phong nói ra, chúng ta nơi này còn có tụ linh đan không phải. Hắn đón đến, nói ra, hết thảy có 20 hạt tụ linh đan, ta phân phối một chút. Ta cùng Linh Nhi muội tử trước mắt là kim đan đỉnh phong, cách hóa thần cách xa một bước. Ta cùng hắn vẫn là một người 4 hạt, nhị đệ trước mắt cũng là tại thời khắc mấu chốt, cho ngươi lưu 2 hạt. Tam đệ tình cảnh là nguy hiểm nhất, chúng ta muốn toàn lực trợ hắn, cho nên, Mạc Vũ ngươi 4 hạt còn có nhị đệ 2 hạt, tăng thêm tam đệ bản thân 4 hạt tụ linh đan. Tổng cộng là 10 hạt, toàn bộ đều cho tam đệ. Ta không ý kiến, Tần Lâm lập tức nói. Mạc Vũ khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, sau đó cũng nói, ta cũng không ý kiến. Trầm Phong hướng Mạc Vũ nói ra, trước mắt là phi thường thời kỳ, chờ chúng ta đều có chỗ sau khi đột phá, toàn bộ cùng đi trợ giúp ngươi. Cho nên, ta hy vọng ngươi đừng có tâm lý ý nghĩ. Mạc Vũ lập tức cởi mở cười một tiếng, nói ra, đại ca, ta không ý nghĩ gì. Khả năng giúp đỡ tam ca, ta là cầu còn không được. La Quân cảm thấy có chút xấu hổ, nói ra, vẫn là quên đi, sao có thể để Mạc Vũ một hạt đều không có, cái này không thích hợp. Trầm Phong nói ra, thì an bài như vậy đi, tam đệ ngươi không cần nói nhiều. Còn đối phó thế nào Nhạc Đại Bằng, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Tóm lại, tại chưa nghĩ ra biện pháp trước đó, mọi người trước đều không muốn nhận nhiệm vụ. Miễn cho bị Nhạc Đại Bằng trả đũa. Vâng, đại ca, mọi người đáp. Ngay sau đó, ăn sáng xong về sau, Trầm Phong liền đem tụ linh đan cho phân. La Quân một người thì phân 10 hạt, cái này khiến La Quân cảm thấy có chút xấu hổ, đồng thời lại cảm thấy mình có điểm giống nhà giàu mới nổi. Như thế về sau, mọi người các về các phòng ở giữa. Về đến phòng về sau, La Quân trước cho Mạc Vũ gọi điện thoại. Mạc Vũ, ngươi đến phòng ta đi, La Quân nói ra. Mạc Vũ ở bên kia nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tốt, tam ca, ta biết ngươi muốn làm gì. Ta thật sự là cam tâm tình nguyện, không có một chút ý nghĩ. Mà lại, ta tin tưởng đại ca an bài như vậy, khẳng định là có đại ca đạo lý. Thế nhưng là, La Quân vẫn cảm thấy rất lợi hại ngượng ngùng. Mạc Vũ liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, tam ca,
ngươi lại khách khí như vậy, vậy ta thì thật tức giận. Tốt, không cùng ngươi nhiều lời. Hắn nói xong liền tắt điện thoại. Trong phòng, Từ Đồ Linh Nhi đem trong hộp gấm 4 hạt tụ linh đan cầm tới La Quân trước mặt, nói ra, ngươi dùng đi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó đem Từ Đồ Linh Nhi kéo vào trong ngực, nói ra, ngốc nhà đầu, đại ca nói không sai, ngươi cũng là tại thời khắc mấu chốt, chính ngươi giữ lại, biết không? Từ Đồ Linh Nhi lắc đầu, nàng nghiêm túc nhìn lấy La Quân, nói ra, ta không có cái gọi là. La Quân nói ra, Nhạc Đại Bằng nếu là tìm không thấy ta phiền phức, khẳng định thì sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là nhanh lên cũng đến hóa thần cảnh mới an toàn. Từ Đồ Linh Nhi gặp La Quân khăng khăng không muốn, nàng cũng không dễ miễn cưỡng nữa. Nàng bản thân cũng là hàm xúc người. Sau đó, La Quân liền một mình ở trên ghế salon ngồi xếp bằng. Hắn một hơi ăn 2 hạt tụ linh đan. Tụ linh đan tiến nhập thể nội, lập tức liền bị hòa tan. Dinh dưỡng cấp tốc bị phân giải, trong thân thể tế bào lập tức điên cuồng hấp thu dinh dưỡng. Sau 10 phút, sở hữu dinh dưỡng bị tế bào phân giải hết. Nhưng La Quân cảm giác được tế bào còn là ở vào trạng thái đói bụng. Lúc này, La Quân nghĩ đến trước đó chính mình ăn vô cực kim đan, lúc ấy kim đan dinh dưỡng rất mãnh liệt, tế bào đều có chút phân giải không đến. Nhưng bây giờ tụ linh đan uy lực giống như kém xa tít tắp, chẳng lẽ tụ linh đan so vô cực kim đan kém rất nhiều? Không đúng. La Quân đột nhiên minh bạch, đây là bởi vì, trước đó ăn vô cực kim đan lúc, chính mình tu vi vẫn là hóa kính. Bây giờ cũng đã là kim đan đỉnh phong, cho nên tế bào cũng đi theo tiến hóa. La Quân dứt khoát một hơi đem còn lại 8 hạt tụ linh đan toàn bộ ăn. Lúc này, sở hữu tế bào điên cuồng hấp thu dinh dưỡng, cũng rốt cục có bão hòa cảm giác. La Quân liền cảm giác sảng khoái tinh thần, hắn cấp tốc khống chế lại thân thể khí. Đồng thời, đem sở hữu dấu ấn tinh thần cùng thân thể khí tức dung hợp. Hóa cương vì khí. Lúc này, cương kình chính là khí kình. Mỗi một đạo khí kình bên trên liền đều dung hợp La Quân võ đạo tinh thần. Đồng thời, huyết dịch cũng bị cái này cố kình khí đi khắp toàn thân. Khí huyết lại một lần nữa bị tinh luyện. La Quân nhắm mắt ngưng thần, thân thể của hắn đang phát sinh lấy cự đại biến hóa. Không bao lâu, hắn lại mở mắt ra lúc, trong mắt tách ra cường hãn thần quang tới. Cái này một cái chớp mắt, hắn đã tránh thức hóa cương vì khí. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thế mà như kỳ tích trở thành kim đan đỉnh phong cao thủ. Bản thân hắn lực lượng đạt tới 4.000 cân. Chờ quen đi nữa tất huyết hạch chi lực, đến lúc đó bạo phát huyết hạch chi lực, quyền lực có thể đạt tới 6.000 cân. 6.000 cân đã là hóa thần trung kỳ lực lượng. La Quân vui mừng không thôi, hắn lần nữa cảm nhận được đan dược thần kỳ. Lúc này, hắn cũng minh bạch vì cái gì những đại gia tộc kia con cháu tu vi nhanh chóng. Bọn họ có đan dược trợ giúp, xác thực có thể tiến triển cực nhanh. Nhưng là những con cháu đó, bởi vì trước đó không có tích lũy. Cho nên năng lực thực chiến kỳ kém vô cùng, rất nhanh liền bị đào thải. Từ đi vào kim đan, đến kim đan đỉnh phong, La Quân chỉ dùng 2 tháng. Thời gian này, có thể nói là thần tốc. Thường nhân nghĩ cũng không dám nghĩ tưởng. La Quân có thể cấp tốc lấy được dạng này tiến bộ, một là bởi vì hắn tại hóa kính đỉnh phong bên trên dừng lại quá lâu. Dưới mắt cũng coi là hậu tích bạc phát. Thứ hai là bởi vì nguy cơ bức bách, để hắn lĩnh ngộ đại đế ấn, sau cùng thành công đột phá trung kỳ ràng buộc. Thứ ba thực là rất khó một bước, nếu như La Quân không có nhiều như vậy tụ linh đan đến ăn, hắn là tuyệt không thể nào làm được một bước này. Cái này tụ linh đan phóng tới trên thị trường qua bán, mỗi một hạt giá trị đều là hơn 100 triệu. Loại đan dược này, cho dần dần già đi lão nhân ăn, lập tức hội mưa thuận gió hòa, khô mộc phùng sinh. Chí ít có thể cấp cho lão nhân kéo dài 10 năm thọ mệnh. Tại những người có tiền kia trong mắt, 10 năm thọ mệnh là xài bao nhiêu tiền đều nguyện ý. Có thể La Quân tại 2 ngày loại hình, cứ như vậy ăn hạt đậu đồng dạng ăn 11 hạt. Chẳng khác gì là hắn đã tiêu hao hơn 1 tỷ người dân tệ. Nghĩ như thế, hắn có thể đến kim đan đỉnh phong tựa hồ cũng liền chẳng có gì lạ. Cùng lúc đó, La Quân phát sinh vốn nên đến chính mình tế bào cùng thân thể bởi vì ăn tụ linh đan, đã cảm thấy bão hòa cảm giác. Nhưng bây giờ, bởi vì tu vi đề bạt, tế bào thân thể toàn bộ lại ở vào một loại trạng thái đói bụng. Hắn không khỏi cảm thấy thân thể này quả nhiên là một cái lớp không đầy cần khủng bố a. La Quân tiếp tục vận công, bắt đầu thu nhiếp tinh thần, đem cái này kim đan đỉnh phong cảnh giới cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp. Lúc này, thân thể của hắn bộ phận cơ thịt cũng đang phát sinh biến hóa,
trở nên càng cường hãn hơn, có thể tiếp nhận càng thêm cường đại lực lượng. Trước đó, La Quân liền xem như có 6.000 cân lực lượng, hắn cũng không dám dùng. Bởi vì thân thể không chịu nổi mạnh mẽ như vậy khí huyết, cưỡng ép vận chuyển, sẽ đem mạch máu toàn bộ căng nứt. Nhưng bây giờ, La Quân bộ phận cơ thịt, mạch máu toàn bộ theo tiến hóa, cường đại. Nhân loại thân thể không phải cường đại nhất, nhưng nhân loại thân thể có một cái khác đồ, vật đều bằng được không. Cái kia chính là nhân loại thân thể có thể không ngừng tiến hóa. La Quân thì như vậy vận công tu luyện, một mực tu luyện tới 6 giờ tối. Trong thời gian này mười mấy giờ, hắn không ăn không uống. Tư Đồ Linh Nhi cũng một mực đang một bên không có quấy rầy hắn. La Quân khi mở mắt ra đợi, thân thể của hắn đã hoàn toàn thói quen kim đan đỉnh phong cường thịnh khí huyết. Hóa cương vì khí, mỗi một quyền, mỗi một đạo khí kình đều tràn ngập cá nhân hắn sát thái cùng dấu ấn tinh thần. Huyết hạch bên trong khí huyết cũng lại một lần nữa lớn mạnh. Chờ La Quân tới trình độ nhất định, cũng chính là thân thể đến đỉnh phong, tiến hóa tới cực điểm, không thể tiếp tục cường đại thời điểm. Khi đó La Quân liền có thể dùng chấn hồn quy thần đến lớn mạnh huyết hạch, đồng thời để huyết hạch đem khí huyết chi lực che giấu. Khí huyết giấu ở, liền có thể để La Quân không cần nhiều như vậy dinh dưỡng đến cung cấp. Thì đi theo ngủ đông một dạng. Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng là giấu ở khí huyết cường đại, cho nên ngoại nhân tài nhìn không ra hắn đến có bao nhiêu lợi hại. La Quân hiện tại làm theo còn không có đạt tới Tư Đồ Viêm lão gia tử trình độ này. Tư Đồ Linh Nhi cũng một mực đang khoanh chân tu luyện, bất quá nàng cũng không có ăn tụ linh đan. La Quân mở rộng thân thể, đứng lên. Tư Đồ Linh Nhi cảm giác được La Quân động tác, cũng liền theo mở to mắt. Nàng nhìn ngay lập tức gặp La Quân đột phá đến kim đan đỉnh phong. Trong mắt nàng không tự chủ được hiện lên một tia không thể phát giác vui mừng. Linh Nhi, ngươi nhất định đói à? La Quân nói ra. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta qua tìm đại ca bọn họ, sau đó chúng ta cùng đi ăn cái gì. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, tốt. La Quân tiếp tục làm tìm Trầm Phong, Trầm Phong mấy người cũng là riêng phần mình trong phòng tu luyện. La Quân nhìn thấy Trầm Phong thời điểm, Trầm Phong tinh thần trạng thái rất không tệ. Hắn ăn còn lại 4 hạt tụ linh đan, sau đó đi qua tu luyện, trạng thái thân thể đã đạt tới một cái chút cao. Chỉ là lại cần một chút xíu cơ duyên, liền có thể đột phá đến hóa thần chi cảnh. Tần Lâm cùng Mạc Vũ làm theo không có gì tiến triển. Mọi người thấy gặp La Quân đã đột phá, nhưng đều là vì La Quân hoan hỉ. Cả đám rất nhanh tụ hợp, La Quân biết Tư Đồ Linh Nhi 4 hạt tụ linh đan không có ăn, liền nói với Trầm Phong, đại ca, ngươi có phải hay không còn kém đan dược. Linh Nhi nơi này còn có, ngươi trước ăn, nhìn có thể hay không nhất cử đột phá thành công. Trầm Phong lắc đầu, nói ra, không cần, hóa thần chi cảnh cũng không phải bằng vào đan dược liền có thể lao ra. Ta hiện tại không kém là đan dược, mà chính là một cái linh cảm, một cái cơ duyên. Cái này giống như là một cái có tài học đại tài tử, hắn đã có viết một phần kinh thiên động địa bài văn năng lực. Nhưng hắn đến có một cái linh cảm, linh cơ nhất động, cũng nhưng nói là một cái cơ duyên. Linh cảm đến, mới có thể một mạch mà thành tựu kinh thiên động địa bài văn. Hóa thần chi cảnh là gian nan, nếu như không gian nan, cái kia hóa thần cao thủ cũng liền không có như vậy đáng tiền. Liền xem như thần vực đều sẽ đối hóa thần cao thủ nhìn với con mắt khác, bởi vậy có thể thấy được, hóa thần đến cỡ nào khó. Mọi người ngay tại trong tửu điếm ăn cơm, lần này ăn là cơm Tây. Cà ri bò, dê đào, hoa quả salad, mì ý, là tống canh các loại. Lại phối mấy bình không tệ rượu vang đỏ, mọi người ăn đến cũng là có tư có vị. Sau khi ăn cơm xong, đã là hơn 8 giờ tối. Los Angeles ban đêm lại bắt đầu phồn hoa. Mạc Vũ lôi kéo Tần Lâm qua quán ba chơi, Trầm Phong làm theo biểu thị không đi, hắn muốn tiếp tục luyện công. Trầm Phong là chuyện này nghiệp lòng tham trọng người, từ không gặp qua nhiều hưởng thụ. Mạc Vũ liền cũng liền không lại miễn cưỡng. La Quân làm theo cũng không muốn qua, nhưng hắn biết Tư Đồ Linh Nhi ưa thích qua quán ba uống rượu. Cho nên, hắn liền để Mạc Vũ bọn họ mang Tư Đồ Linh Nhi cùng đi. Tư Đồ Linh Nhi gặp La Quân không đi, nàng cũng có chút không muốn đi. Nhưng La Quân lại là khăng khăng, Tư Đồ Linh Nhi cũng liền ngoan ngoãn nghe lời. Dạng này Mạc Vũ ở một bên cảm khái, ngũ muội thật sự là tốt. Ta nếu có thể cưới như thế một cái nàng dâu, vậy thì thật là chết cũng đáng. Tần Lâm ở một bên cười ha ha, lại không nhiều nói. Tần Lâm tính cách chất phác, hắn sự tình gì đều sẽ chiều theo người khác.
cho nên Mạc Vũ theo Tần Lâm rất thân. Tựa như Tần Lâm thực cũng không lớn muốn đi quán bar, nhưng là Mạc Vũ muốn lôi kéo hắn qua, hắn cũng liền theo. Mà Trầm Phong tính cách là tuyệt sẽ không qua chiều theo, hắn đã nói là làm. La Quân cùng Trầm Phong về sau trở về phòng của mình ở giữa. La Quân một mình trong phòng, hắn trước cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng cũng một mực đang lo lắng La Quân, nàng tiếp vào La Quân điện thoại tất nhiên là hoan hỉ. La Quân liền đem chính mình tình huống trước mắt đại khái nói, cùng Nhạc Đại Bằng xung đột, còn có các vị huynh đệ hỗ trợ, cùng Lạc Ninh tham gia. Trầm Mặc Nùng nghe về sau, không khỏi dài thở phào một hơi. Nàng thoảng qua hưng phấn nói ra, cái này quả nhiên là chính nghĩa thì được ủng hộ, người trạch tâm nhân hậu, ban đầu ở xà đảo bên trên làm đến đại nghĩa. Trong lúc vô hình, nhân quả hình thành, ngược lại lại cứu ngươi nhất mệnh. Nàng đón đến, nói, bây giờ ngươi đạt được mấy người này trợ giúp, đem đến thiên địa sát kiếp, liền càng có thêm phần chắc chắn. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ngược lại không có lạc quan như vậy. Chúng ta mấy người này đều rất lợi hại cổ quái. Rất đơn giản, chúng ta 5 người, trừ Mạc Vũ, còn lại 4 người đều là thiên mệnh giả. Có thể thiên đạo an bài, thiên mệnh giả sau cùng chỉ có thể sống được một người. Ta thật lo lắng tương lai chúng ta hội tự giết lẫn nhau. Trầm Mặc Nùng nói ra, tương lai sự tình, người không cần thiết quá lo lắng. Nàng đón đến, nói ra, thiên đạo đến an bài thế nào, ai cũng không nói chắc được. Không có cái gì là tuyệt đối, liền xem như thiên đạo, cũng không thể để tất cả mọi chuyện đều dựa theo nó lộ tuyến tiến lên. Người bình thường dẫy không ra trói buộc, các người chưa hẳn dẫy không ra. La Quân nghe vậy, tưởng tượng liền cảm giác xác thực như thế. Hắn cũng liền không có lo lắng như vậy. Sau đó, hắn lại nói mình ăn 11 hạt tụ linh đan, thành công đột phá đến kim đan đỉnh phong sự tình. Trầm Mặc Nùng hưng phấn nói ra, ngươi được đấy, lúc này mới 2 tháng, ngươi thế mà liền đến kim đan đỉnh phong. Không tệ không tệ. La Quân nói ra, nhưng ta cảm giác tế bào lại đến trạng thái đói bụng, ta đang nghĩ, ta có phải hay không lại muốn làm chút đan dược, sau đó để cho mình tích lũy cấp tốc đạt tới đầy đủ. Như thế cũng tốt đột phá đến hóa thần chi cảnh tới. Trầm Mặc Nùng nói ra, tế bào cảm thấy nghèo đói là trạng thái bình thường. Bởi vì ngươi tế bào tổ chức cải biến bộ phận cơ thịt, đây là không ngừng tại phân liệt cùng tiến hóa. Tựa như là ta tế bào dịch thể cảm thấy vô cùng nghèo đói, đây cũng là ta muốn có được sinh sinh tạo hóa đan nguyên nhân. Nàng đón đến, nói ra, chờ ngươi đến hóa thần chi cảnh, tụ linh đan loại đan dược này dinh dưỡng đối với thân thể ngươi tới nói, chín châu mất sợi lông, căn bản dậy không cái tác dụng gì. La Quân giật mình như ngộ, hắn nói ra, ta đang nghĩ, chúng ta một mực dựa vào đan dược, dạng này đối thân thể có chỗ tốt sao? Luôn cảm giác có chút không phải huyền môn chính tông. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi sai, ta biết ngươi là bởi vì kiến thức đến những thế gia tử đệ đó, từng cái kim đan tu vi, lại là không chịu nổi một kích. Nhưng bọn hắn không chịu nổi một kích không phải là bởi vì bọn họ ăn đan dược, mà là bởi vì bọn hắn một mực là tại nhà ấm lý trưởng lớn. Nếu như đem bọn hắn từ nhỏ nhét vào châu Phi, Đông Âu chiến trường bên trong, bọn họ một dạng không thể so với ngươi kém. Đan dược, cũng không phải là một loại kích thích tính dược vật, mà là một loại doanh dưỡng tề. Chúng ta chính là muốn hấp thu dinh dưỡng, không ngừng tiến hóa tế bào. Thân thể là một cái cự đại bảo tàng, chúng ta cũng là đang không ngừng khai quật tiềm lực. Nàng đón đến, nói ra, người bình thường nếu như không có đan dược, rất khó đến kim đan chi cảnh. Tiến vào kim đan chi cảnh về sau, càng là nửa bước khó đi. Không có đan dược trợ giúp, muốn thành tựu kim đan đỉnh phong cũng là phi thường khó khăn. Mà muốn đi vào hóa thần, càng là nói chuyện viển vông. Chúng ta đến hóa thần về sau, bản thân có thể khai quật tiềm lực đến cực hạn, lúc này nhất định phải dựa vào đan dược. Tựa như là người không có thể bay lên trời, đến dựa vào phi cơ một dạng. Thiên đạo lúc đầu là không cho phép nhân thể tu luyện tới cái này cường độ, nhưng chính là có cao nhân có thể hiểu thấu đáo câu đố, sử dụng đan dược đến khai quật thân thể tiềm lực. Thần thông chi môn, La Quân nói ra, ta nghe Lạc Ninh nói qua thần thông chi môn. Trầm Mặc Nùng hơi hơi kinh ngạc, nói ra, người cũng biết thần thông chi môn. La Quân nói ra, người cũng biết. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đương nhiên biết, ta cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử đều không nói với các ngươi những vật này, là bởi vì các ngươi khoảng cách thần thông chi môn quá xa. Nói sẽ chỉ nhiễu loạn các ngươi tâm cảnh. La Quân biết Trầm Mặc Nùng nói cái này một điểm không sai, cho nên hắn cũng không xoắn suýt, thần thông chi môn đến là cái gì. Trầm Mặc Nùng nói ra, trong truyền thuyết, người trong đầu có một đạo thần thông đại môn.
Đạo này đại môn là đóng chặt, chỉ có mở ra thần thông đại môn, mới có thể tu luyện não vực, tiến tới thông qua tế bào não, não hạch đến sinh ra mạnh đại tinh thần lực. Tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định, cũng là pháp lực. Pháp lực vô biên, hiển hóa vạn vật. Pháp lực vô biên. La Quân trong lồng ngực bỗng nhiên nhiệt huyết kích động. Hắn cũng muốn trở thành cái kia pháp lực vô biên người. Khi còn nhỏ đợi, hắn nhìn qua Tây Du Ký, trông thấy Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào cách xa vạn dặm, hắn hâm mộ qua. Về sau La Quân lớn lên, biết người căn bản không có khả năng có pháp lực, cho nên hắn thì đoạn cái này ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, Trầm Mặc Nùng nói có thể pháp lực vô biên. La Quân tâm tư hoạt lạc. Thần thông chi môn, thần thông chi môn. La Quân thì thào thì thầm. Trầm Mặc Nùng liền nói ra, thần thông chi môn không phải tốt như vậy mở ra. Tu vi con đường, càng về sau đi, càng là gian nan. Người bây giờ trước mặt hóa thần cảnh khảm cũng đã là khó như lên trời. Càng đừng nói từ hóa thần đến thần thông chi môn khoảng cách. La Quân sâu biết rõ được hóa thần cảnh khó xử, cho nên đối Trầm Mặc Nùng lời nói rất tán thành. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, hóa thần, thần thông chi môn đều cần đại lượng đan dược đến chèo chống. Muốn mở ra thần thông chi môn, nhất định phải để tế bào thân thể, bộ phận cơ thịt hoàn toàn tiến hóa đến điên phong trạng thái. Như thế về sau, dư thừa dinh dưỡng mới có thể xông vào trong não vực, bắt đầu khai phát não vực. La Quân nói ra, đã đan dược trọng yếu như vậy, vì cái gì mọi người không tự nghĩ biện pháp luyện đan? Chẳng lẽ đan dược chỉ có thần vực mới có thể luyện sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng không phải chỉ có thần vực mới có thể luyện đan, còn có thật nhiều môn phái bí ẩn, hoặc là quốc ngoại một số như huyết tộc, hắc ám hội nghị, giáo đình các loại. Bọn hắn cũng đều có chính mình luyện đan phương pháp. Nàng đón đến, tiếp tục nói, luyện đan rất khó khăn, cá nhân muốn luyện đan, khó như lên trời. Đầu tiên, người phải có một ngụm lò luyện đan đỉnh, cái này lô đỉnh cũng không phải bình thường đồ, vật. Bên trong phải có đạo gia cao thủ thiết trí trận pháp, có biện pháp trận khống chế hỏa hầu, có biện pháp trận phụ trách đem tạp chất dẫn vào phế vật trong máng. Liền lấy thần vực Vũ Vương đỉnh tới nói, cái này miệng Vũ Vương đỉnh chính là thượng cổ thời kỳ pháp bảo, nặng đến 3.600 cân. Bên trong trận pháp có 136 cái. Mỗi cái trận pháp đều là tinh diệu vô cùng. Cũng là bởi vì này, thần vực chỗ luyện đan dược, phẩm chất phi thường tốt. Mà lại, chỉ có lô đỉnh cũng không được. Còn muốn có cao minh luyện đan sư đến nắm giữ hỏa hầu, lúc nào thêm tài liệu gì, đều muốn nhất thanh nhị sở. Sau đó, hai thứ này đều không phải là khó khăn nhất. Người biết khó khăn nhất là cái gì không? La Quân nói thực ra nói, không biết. Trầm Mặc Nùng nói ra. Đần độn, là tài liệu A. Ngươi cho rằng luyện đan là dùng không khí luyện, thần vực những nhiệm vụ kia bảng ngươi đạo là cái gì? Toàn bộ đều là để cho các ngươi đi sưu tập liên quan tới luyện đan tài liệu, cùng một số còn sót lại tại các nơi trên thế giới pháp bảo. Có thật nhiều đan dược tài liệu, không chỉ là dược tài. Có đan dược cần ngũ hành tinh khí hội giấu ở cái nào đó pháp bảo bên trong. Có đan dược cần địa tạng chi tinh, có đan dược cần liệt hỏa hùng hoàng các loại. Thần vực vì sao lại cường đại đến nước này? Đây là bởi vì, thứ nhất, bọn họ đan dược đông đảo. Đan dược nhiều, tạo nên cao thủ cũng nhiều. Thứ hai, bọn họ tài lực hùng hậu, lại để cho nhiều cao thủ như vậy đi sưu tập tài liệu, lòng vòng như vậy, liền càng phát ra cường đại. Người nói người bình thường kia, thế lực nhỏ có thể có cái này quy mô. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, to như vậy thần vực, nhìn như uy phong vô cùng. Nhưng trên thực tế, bên trong cao thủ toàn bộ đều là tại làm một cái người phục vụ. Cái kia chính là thần đế. Thần đế muốn mọi người tín ngưỡng cường đại pháp lực, lại phải mọi người qua thu thập tài liệu. Đến thần đế tình trạng này, không cần cái kia rất nhiều hạ đẳng đan dược. Cho nên thì dùng hạ đẳng đan dược đến làm trả thù lao. Mà mọi người hoàn thành nguy hiểm nhiệm vụ, chỗ nộp lên trên đồ, vật, lại có thể tạo ra được cực phẩm tiên đan tới. Cứ việc, là quân minh bạch điểm này. Nhưng hắn cũng biết, hắn không thể siêu thoát, cũng phải dựa theo quy củ đến làm việc. Bởi vì, dù cho chính mình tìm tới cái gì liệt hỏa hùng hoàng chờ một chút đến đồ tốt. Nhưng mình cầm ở trong tay cũng luyện không ra đan dược, chẳng khác gì là phế. Nhân thần vực mạnh thì mạnh tại có thiết bị, có lò luyện đan nha. Cùng người công xưởng có thiết bị, có cường đại sức sản xuất giống như. La Quân thầm nghĩ, quả nhiên, vạn sự vạn vật đều có tương đồng đạo lý. Thần vực cách làm này, thật giống như bọn họ là một nhà công xưởng, mà chúng ta là công nhân. Chẳng qua là đổi cái phương thức, thay cái tên A.
Trầm Mặc Nùng theo La Quân sau đó lại trò chuyện chút đừng, tiếp theo, Trầm Mặc Nùng hỏi, người bây giờ có tính toán gì? La Quân nói ra, Nhạc Đại Bằng sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa còn có Hàng Hành Thiên. Thần vực bên trong phe phái rất lợi hại phức tạp, Nhạc Đại Bằng, Hàng Hành Thiên đều là Thiên Tông phe phái. Ta hiện tại cũng không dám nhận nhiệm vụ, một khi nhận nhiệm vụ, vạn nhất bọn họ tham dự vào ta rất lợi hại đau đầu. Mà lại, ta cũng không thể để đại ca mấy người bọn hắn tiến đến. Bởi vì chúng ta bên này nhiều người, Nhạc Đại Bằng bọn họ cũng có thể hô càng nhiều sư huynh đệ tiến đến. Trước mắt liều thực lực, ta bên này chỗ nào liều đến qua. Những này phe phái tranh đấu, La Quân vừa rồi cũng nói với Trầm Mặc Nùng. Cho nên, Trầm Mặc Nùng hiện tại cũng hiểu một số, nàng nói ra, vậy ngươi không phải là cũng có phe phái mà. La Quân cười khổ, nói ra, chúng ta tại phe phái bên trong còn không có địa vị, tiểu lâu la một cái, còn có thể chỉ nhìn bọn họ đến giúp đỡ. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi cũng không cần muốn quá phức tạp. Dù sao hiện tại mấy cái phe phái đều còn nể mặt nhau, mặt trên còn có thần đế đây. Thiên Tông phe phái cũng không có khả năng để Nhạc Đại Bằng đem sự tình náo quá lớn. La Quân khẽ giật mình, theo rồi nói ra, người nói cũng có chút đạo lý. Ta chậm rãi lại nghĩ biện pháp đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, có cần hỗ trợ thì mở miệng. La Quân nói ra, Sau đó, hai người liền tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, trong phòng liền lâm vào một mảnh tĩnh mịch. La Quân cũng không muốn luyện công, hôm nay tu luyện cả ngày, cũng là chân chính đầy đủ. Hắn vô tình đi đến cửa sổ sát đất trước. Màn cửa là khép lại, La Quân kéo màn cửa sổ ra. Mà lại, hắn chả đem cửa sổ mở ra. Trong phòng lúc đầu mở điều hòa, ấm áp vô cùng. Cái này một cái chớp mắt, theo cửa sổ mở ra, phong tuyết lập tức thổi vào. Nơi này là 30 tầng cao ốc. La Quân từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ Los Angeles đại khái hình dáng. Vô số nhà cao tầng san sát. Cái này khiến La Quân nhớ tới rất nhiều Hollywood bên trong tràng cảnh. Tại Hollywood bên trong, Los Angeles cư dân luôn luôn rất lợi hại không may. Một hồi ngoại tinh nhân đến, một hồi Godzilla đến, một hồi người một nhà bên trong tiến sĩ muốn nổ địa cầu. Còn một hồi, đột nhiên phong bạo tới. Tuyệt đối nước sôi lửa bỏng. La Quân nghĩ tới những thứ này. Đột nhiên có chút buồn cười. Chính mình gặp phải một đoàn loạn ma nguy cơ, vẫn đang suy nghĩ những này loạn thất bát tao sự tình. Mấy ngày qua, vẫn luôn là một đám người cùng một chỗ. La Quân đột nhiên rất tưởng niệm một người độc thân thời gian. Hắn quyết định qua Chinatown tìm một nhà quầy đồ nướng, thì tại dạng này khí trời bên trong uống một chai bia, ăn một số sâu nướng, vậy khẳng định là rất lợi hại vui sướng sự tình. La Quân nghĩ đến thì làm. Tiếp lấy liền ra khỏi phòng. Hắn cũng không có qua quấy rầy Trầm Phong. Rất nhanh, La Quân thì ra quán rượu. Lúc này, tuyết hoa tung bay bay lả tả, trong màn đêm Los Angeles đèn neon lấp lóe, là xinh đẹp như vậy mà huy hoàng. La Quân hiện tại cũng không có lái xe, bởi vì xe Bentley bị Tư Đồ Linh Nhi các nàng lái đi. Lúc này, La Quân chỉ có lấy sĩ. Hắn khỏa khỏa thân bên trên màu đen áo khoác, sau đó trở về lập tức bên đường. Liền cũng tại lúc này, một cái hoan hỉ thanh âm truyền đến, thúc thúc. Là dùng tiếng Anh hô. La Quân nhìn lại là hôm qua người da đen kia tiểu nữ hài. Người da đen tiểu nữ hài mặc một bộ màu đỏ giá rẻ áo da, bất quá nàng bây giờ nhìn lại thì so với hôm qua muốn ấm áp nhiều. Người da đen tiểu nữ hài còn đánh một thanh tiểu vũ tán, nàng xem thấy La Quân, có vẻ hơi hưng phấn. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, hắn ngồi xổm người xuống, cười cười, hòa ái nói ra. Tiểu muội muội, có phải hay không không đủ tiền? Hắn nói liền muốn bỏ tiền. Mặc kệ như thế nào, tiểu cô nương này còn như thế tiểu. Nàng cái tuổi này vốn nên là tại phụ mẫu dưới gối hầu hạ, nhưng nàng lại lưu lạc đầu đường, cái này liền đã nói rõ nàng là cái người đáng thương. Mà tiền đối với La Quân đến nói không lại là sổ tự, cho nên hắn rất tình nguyện hỗ trợ. Liền xem như ở trong nước, La Quân nhìn thấy ăn xin người già phu phụ hắn cũng sẽ cho. Lão nhân gia đều nhanh phải vào quan tài, thanh này niên kỷ lại muốn xuất đến ăn xin, vì cái gì không cho một số. Đương nhiên, những qua đời đó ý đi ra ăn xin hào hoa khất cái, còn có một số bị cái bang khống chế nhi đồng, La Quân là sẽ không cho tiền. Đưa tiền tương đương hại bọn họ, cái bang nhìn thấy có thể có lợi, liền sẽ qua giết hại càng nhiều hài tử. Chỉ có hay không lợi ích, bọn họ mới có thể dừng tay. La Quân có đôi khi nhìn thấy một đám đại học sinh tại đầu đường bên trên làm nhạc đoàn diễn xuất,
hắn cũng rất tình nguyện cho một số tiền. Hắn cảm thấy những đại học sinh đó thanh xuân là hắn hướng tới, cũng là hắn không có. Không nói đến những này, người da đen tiểu nữ hài lập tức khoát tay, nói ra, không phải, ca ca, ta không phải tìm đến ngài đòi tiền. Ngài hôm qua đã cho ta rất nhiều, chúng ta nửa năm này đều có tiền ăn cơm. La Quân nào nào. Người da đen tiểu nữ hài còn nói thêm, ta gọi Ellie, ca ca, ta ở chỗ này đã đợi ngươi một ngày. La Quân không khỏi kỳ quái, hắn nhìn về phía Ellie. Ellie nhìn mới 5 tuổi, nàng con ngươi như màu đen mã não, tràn ngập tinh khiết. Nàng cứ như vậy bình tĩnh nhìn lấy La Quân. La Quân sau đó mỉm cười, nói, chờ ta là có chuyện gì không? Ellie nói ra, ca ca, tỷ tỷ của ta sinh bệnh. Nàng muốn gặp một lần ngài, có thể sao? La Quân nhất thời có chút do dự, hắn thực là không muốn đi phức tạp. Nhưng là hắn nhìn ngay lập tức gặp Ellie tiểu cô nương trong ánh mắt tràn ngập cầu khẩn cùng chờ đợi. Hắn cuối cùng cứng rắn không xuống tâm địa này, liền cười một tiếng, nói ra, đương nhiên có thể. Hắn biết, có lẽ vừa thấy mặt liền sẽ có rất nhiều phiền phức. Có thể La Quân nếu không đáp ứng, hắn lương hội bất an. Ellie gặp La Quân đáp ứng, không khỏi hân hoan nhảy cẫng đứng lên. Ellie nói ra, ca ca, ta dẫn người đi. La Quân nói ra, chờ một chút. Hắn nói xong cũng dắt Ellie tay, nói ra, ta qua mua vài món đồ. Hắn lại là mang theo Ellie qua đối diện tiệm bánh mì bên trong mua rất nhiều bánh mì cùng điểm điểm vòng, về sau lại tại phụ cận mua một số hoa quả. Như thế về sau, vừa rồi chiêu sĩ. Thượng sĩ về sau, Ellie nói địa chỉ. Xe taxi khởi động. Ellie cùng tỷ tỷ nàng ở là thuê giá rẻ phòng, là thuộc về Los Angeles chính phủ một hạng phúc lợi, không cần giao nạp tiền thuê nhà. Mà lại mỗi tháng còn có thể dẫn tới nhất định tiền cứu tế. La Quân thầm nghĩ, tiểu cô nương cũng thật sự là đáng thương. Nhỏ như vậy, rất có thể phụ mẫu cũng không tại. Mà lại tỷ tỷ còn sinh bệnh. Nếu không phải là như thế, nàng cũng không cần trời lạnh như vậy bên ngoài ăn xin. Ellie nhà thuê giá rẻ phòng tại so sánh nơi hẻo lánh, nơi này phụ cận một mảnh đều là cũ kỹ thuê giá rẻ phòng. Những này thuê giá rẻ phòng, thượng hạ hai tầng, thoạt nhìn như là lầu cắt nhiều một ít. Ellie nhà là tại tầng thứ nhất, một phòng ngủ một phòng khách. Nhà bếp thì trong phòng khách, cho nên cái kia phòng khách lộ ra u ám mà dơ giấy bẩn thỉu. Cũng không có mở đèn, La Quân lúc đi vào đợi, cảm giác trong phòng tựa hồ so bên ngoài còn lạnh. Hắn chả ngửi được một cỗ mùi nấm mốc. Ellie lôi kéo La Quân qua phòng ngủ. Khiến La Quân nghĩ không ra là, Ellie tỉ tỉ lại là cái người da trắng nữ tử, nhìn mới chừng 25, mà lại, vô cùng xinh đẹp. Bất quá Ellie tỉ tỉ tinh thần trạng thái thật sự là hỏng bét tới cực điểm. Nàng nằm ở trên giường, che kín mấy cái giường thật dày chăn mền. Ánh mắt của nàng đóng chặt, nghe được Ellie hô tỉ tỉ về sau, nàng mới yếu ớt mở to mắt. La Quân thấy được nàng con ngươi lại là màu xanh ngọc. Ellie tỉ tỉ muốn ngồi xuống, nhưng nàng lộ ra rất lợi hại cố hết sức. Ellie muốn đỡ tỉ tỉ, nhưng nàng quá thấp, khí lực cũng quá nhỏ. La Quân vội vàng nói, ngươi không cần khách khí. Ellie tỉ tỉ kiên trì muốn ngồi xuống, La Quân liền hỗ trợ dìu nàng một thanh. Nàng nhìn về phía La Quân, suy yếu nói ra, tiên sinh, đa tạ ngài đối Ellie khẳng khái. La Quân mỉm cười, nói ra, bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Lại nói Ellie rất lợi hại đáng yêu. Ellie tỉ tỉ liền nói ra, ta gọi Ruth, không biết tiên sinh ngài xưng hô như thế nào. Ta họ La, tên một chữ một cái La chữ. La Quân nói ra. Ruth nói ra, mạo muội mời tiên sinh tới, thực sự có chút xấu hổ. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, không sao. Hắn đón đến, nói ra, nhìn, Ruth tiểu thư ngài bệnh có chút nghiêm trọng, ta đưa ngài đi bệnh viện đi. Ruth hơi hơi ho khan. Nàng khoát khoát tay, thoảng qua cố hết sức nói ra, không cần, La tiên sinh, cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá ta tự mình biết việc của mình, cái này là gia tộc chúng ta bệnh di truyền, gia tộc bọn ta người, không ai có thể sống qua 30 tuổi. La Quân hơi hơi kinh ngạc, xem ra đây là một loại gia tộc bệnh. Ruth nói ra, gia tộc bọn ta gọi là đất gia tộc, các tổ tiên nói, chúng ta trong máu có hấp huyết quỷ huyết thống. Mà chúng ta là nhân loại, không chịu nổi loại này huyết thống. Cho nên mới sẽ sống không quá 30 tuổi. Nàng nói đến đây, mỉm cười, nói, bất quá, hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì ta là gia tộc chúng ta người cuối cùng. Không có ta, gia tộc bọn ta cũng liền từ đó diệt tuyệt. La Quân không khỏi nói, cái kia Ellie.
Ruth nói ra, Early là ta thu dưỡng, nàng không phải nhà chúng ta tộc nhân. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ. Ngươi hy vọng ta tại ngươi sau khi chết, có thể thu dưỡng Early đúng hay không? Ruth gật đầu, nói ra, Early còn quá nhỏ, ta thực sự thả xuống không được nàng. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ta cuộc đời mình không có chỗ ở cố định, chỉ sợ không có cách nào đem Early thu dưỡng ở bên người. Bất quá, ta có thể phó thác bằng hữu của ta tới chiếu cố nàng. Ruth trong mắt lóe lên vui mừng, nàng lại lo lắng nói, bằng hữu ngài có thể tin được không? La Quân nói ra, như không đáng tin, cũng sẽ không phó thác. Ruth liền nói ra, cảm ơn ngài. La Quân nói ra, không cần cảm ơn, ngươi là người sắp chết, còn có tâm tâm niệm niệm muốn chiếu cố Early. Ta tự nhiên nên giúp ngươi một cái. Ruth nói ra, là tiên sinh, ngài ân tình, ta không biết nên làm sao hồi báo. La Quân nói ra, ngươi tốt nhất điều dưỡng thân thể đi. Khác đều không nên suy nghĩ nhiều. Ruth lại là run rẩy từ trong chăn móc ra một dạng sự vật, cái kia là một cái phong cách cổ xưa màu đen ngọc bội, là tiên sinh. Đây là chúng ta đắc gia tộc đời đời truyền lại một kiện bảo vật, gọi là thái âm. Cụ thể, cái này thái âm có chỗ lợi gì chúng ta đều không rõ ràng. Nhưng là tổ tông xem như chân bảo, khả năng còn có chút bí quyết là chúng ta không biết. Ngài thu, coi như là ta lòng biết ơn. La Quân cũng không nhìn thái âm ngọc bội, mặc kệ thứ này cỡ nào quý giá, nhưng hắn đều khó có khả năng muốn. Chỉ nói là nói, Ruth tiểu thư, cái này thái âm ngươi vẫn là lưu cho Early, cũng coi là một cái ý nghĩ. Ngươi yên tâm, Early ta nhất định sẽ thích đáng an trí, không cho nàng chịu khổ. Ruth lắc đầu liên tục, nói ra, không, không, không. Nàng nói chuyện càng phát ra cố hết sức, nói, trước kia có qua cao thủ cướp đoạt qua thái âm, gia tộc bọn ta sở dĩ ra đạo sa sút, lưu lạc đến nước này, hết thảy đều là bởi vì thái âm. Ta có thể nhìn ra, ngài là một vị có đại tu vi cao thủ. Cái này thái âm đặt ở ngài trên tay, có lẽ có đại tác dụng. Nhưng tuyệt không thể đặt ở Early trên tay, ngài như cảm thấy giữ lại thái âm là phiền phức, có thể đưa nó vứt bỏ. La Quân hơi hơi run lên, hắn ngay sau đó đưa tay tiếp nhận thái âm. Ruth trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thái âm tới tay, lại là toàn thân rét lạnh, La Quân thậm chí cảm nhận được cỗ này ý lạnh như băng cấp tốc tiến vào thân thể bên trong, phóng tới trong não vực. Đây là một loại rất lợi hại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Liền chán đều là nhẹ nhàng khoan khoái, thanh tịnh. Cố nhiên là bảo vật. Cứ việc La Quân không biết bảo vật này có tác dụng gì, nhưng hắn biết, vật này bất phàm, tốt, vậy ta thì nhận lấy. La Quân nói ra. Ruth dài thở phào một hơi, nàng bỗng nhiên cười cười. Nàng nụ cười lộ ra thê mỹ như vậy. Nàng nói, ta yên tâm. Nói vừa xong, đột nhiên nghẹo đầu, như vậy khí tuyệt. Cô gái này, chính là Hoa Nhi một dạng niên kỷ. Nhưng nàng lại chạy tới điểm cuối cuộc đời. La Quân ngây người. Cái này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên cảm giác được sinh mệnh tốt yếu ớt. Early phảng phất cũng ý thức được sinh mệnh, đong đưa rút tay, khóc hô tỉ tỉ. Vào lúc ban đêm, La Quân liền đem rút thi thể đưa đến Los Angeles nhà tang lễ bên trong. Từ Đồ Linh Nhi bọn họ sau khi trở về cho La Quân gọi điện thoại, La Quân liền nói có việc, để bọn hắn không cần phải để ý đến. Từ Đồ Linh Nhi đối La Quân yên tâm rất lợi hại, cho nên cũng không nhiều hỏi, sau đó thì tắt điện thoại. Lúc thi thể ngược lại không có thuận lợi như vậy hỏa táng. Bởi vì nói đến, La Quân là cái người Trung Quốc, mà Ruth là còn trẻ như vậy. Rạng sáng 5 giờ thời điểm, một đám cảnh sát đến đây tìm La Quân điều tra. La Quân tại chỗ thì phát cáu, sớm mẹ nó làm gì đi. Người sống thời điểm, không có thấy các ngươi qua nửa điểm hỗ trợ trợ cấp. Lúc này tới làm chính nghĩa sử giả. Những cảnh sát kia cũng không quá chim La Quân, bọn họ tự nhiên không thể gặp một cái người Đông Phương đối bọn hắn nổi giận. Kết quả, La Quân dứt khoát sáng ra thần vực người thân phận. Khoan hãy nói, cái thân phận này rất lợi hại có tác dụng. Đám cảnh sát này lập tức thái độ thì tốt hơn nhiều. Ruth sự tình cơ bản không có cái gì ẩn tình, đám cảnh sát cũng có thể tia, a được Ruth là gia tộc bệnh di truyền. Sau cùng cục cảnh sát người da đen cảnh quan còn đối La Quân trịnh trọng ngỏ ý cảm ơn. La Quân làm theo nâng lên hắn đáp ứng Ruth, muốn chiếu cố Early. Hy vọng có thể đem Early đưa đến Hoa Hạ qua. Cái kia cảnh quan vốn là muốn đem Early đưa đến cô nhi viện qua, gặp La Quân nguyện ý chiếu cố, liền nói ra, là tiên sinh, chiếu cố một đứa bé không phải một chuyện nhỏ, ngài muốn cân nhắc tốt. La Quân nói ra,
cái này ta biết, ta sẽ vì chính ta hành vi phụ trách. Cảnh quan nói ra, xét thấy đây là Ruth tiểu thư nguyện vọng, ta sẽ vì ngài làm tương quan thủ tục. Bất quá Early muốn tại Hoa Hạ định cư cũng có chút rườm rà. La Quân nói ra, ta sẽ giải quyết. Lúc đầu, La Quân là có thể cho Early tiền, sau đó đưa nàng đưa đến tốt một chút trong cô nhi viện. Nhưng là La Quân cảm thấy mình cầm Ruth thái âm, hắn thực sự ngượng ngùng chuyển tay liền đem Early đưa đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Ruth đã hạ táng. Ban đêm thời điểm, La Quân đem Early mang về quán rượu. Nhìn thấy từ đồ Linh Nhi thời điểm, Early rụt rè. La Quân nói với Early, đây là Linh Nhi tỷ tỷ. Early liền dùng tiếng Anh hô, Linh Nhi tỷ tỷ. Từ đồ Linh Nhi nhàn nhạt mắt nhìn Early, cũng không có cái gì biểu lộ. Nàng hơi hơi nghi hoặc nhìn về phía La Quân. La Quân liền nói với Early, Early, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, ta cùng Linh Nhi tỷ tỷ đơn độc nói chuyện một chút. Early gật gật đầu. Sau đó, La Quân lôi kéo từ đồ Linh Nhi ra khỏi phòng. Hắn theo từ đồ Linh Nhi đem tiền căn hậu quả. Từ đồ Linh Nhi liền hỏi, ngươi muốn. La Quân nói ra, ta nghĩ ngươi giúp ta đưa nàng mang về nước bên trong chiếu cố, không có việc gì thời điểm bồi thiếp ra ra. Đợi nàng lại dài lớn hơn một chút về sau, chúng ta thì đưa nàng đến Los Angeles thư đến. Ngươi cảm thấy thế nào? Từ đồ Linh Nhi nói ra, tốt. La Quân nói ra, cảm ơn. Từ đồ Linh Nhi nói ra, không cần. Nàng vẫn là như thế thanh lãnh, nhưng cái này cũng không hề là nàng cố ý lạnh lùng, mà chính là nàng tính cách cho phép. La Quân sau đó lại đơn độc theo Early giải thích từ đồ Linh Nhi tính cách. Cứ việc khả năng không nhiều lắm dùng, nhưng La Quân cũng chỉ có thể làm đến nơi đây. Vào lúc ban đêm, La Quân để Early ngủ ở trên ghế salon. Hắn cũng không dễ để Early cùng hắn cùng Linh Nhi ngủ cùng một chỗ. Dù sao mình cùng Linh Nhi đối với Early tới nói vẫn là lạ lẫm. La Quân cũng không dễ để Early qua mặt khác gian phòng ngủ, như thế đối với vừa mất đi tỷ tỷ nàng có chút tàn nhẫn. Cho nên điều hòa dưới để Early ngủ ghế sofa. Còn tốt, cái này phòng tổng thống ghế sofa cũng là tuyệt đối không kém, ngược lại sẽ không ủy khuất Early. Ngày thứ hai, La Quân ăn điểm tâm thời điểm mang lên Early. Đồng thời để Early đem Trầm Phong cả đám đều nhận cha nuôi, sau cùng lại để cho Mạc Vũ đợi chút nữa mang Early qua mua quần áo. La Quân cũng coi như là dụng tâm lương khổ, hắn biết Trầm Phong mấy người kia đều là không phàm nhân. Early nhận bọn họ làm cha nuôi, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Ăn sáng xong về sau, La Quân để Early trở về phòng. Sau đó, hắn ở trước mặt mọi người xuất ra thái âm ngọc bội. Đây là Early tỷ tỷ lưu cho ta, đại ca ngươi nhìn xem. La Quân biết thái âm là bảo bối tốt, nhưng hắn tuyệt sẽ không theo tự gia huynh đệ che giấu. Trầm Phong tiếp nhận ngọc bội, hắn nắm bắt tới tay bên trên, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Sau một hồi khá lâu, hắn lại cho bên cạnh Tần Lâm. Thế nào, đại ca? La Quân lập tức hỏi. Trầm Phong nói ra, ngọc bội kia đến có chỗ tốt gì ta cũng không nói lên được. Nhưng tuyệt đối là một kiện chí bảo, ngươi làm việc tốt đạt được ngọc bội kia, đây là ngươi tạo hóa. Có lẽ về sau hội có tác dụng lớn, đây cũng là ngươi cơ vận, ngươi phải thật tốt cầm. Tần Lâm cũng cảm thấy thái âm rất lợi hại cổ quái, rất lợi hại huyền diệu. Hắn gật đầu đồng ý, lại đem ngọc bội cho Mạc Vũ nhìn. Mạc Vũ tự nhiên cũng là nói không ra cái như thế về sau. Sau cùng, Mạc Vũ đem thái âm trả lại La Quân. La Quân đem ngọc bội đeo tại trên cổ. Đối với về sau muốn thế nào tiến hành, mọi người còn không có kết luận. Dù sao cũng không nóng nảy, trước hết chờ đợi ở đây. La Quân sai sử Mạc Vũ mang Early qua mua quần áo. Tần Lâm lại nói cũng phải cùng đi, hắn vừa cười vừa nói, tốt xấu ta cũng là Early cha nuôi nha. Tần Lâm tính cách trung hậu ôn nhuận, hắn cũng minh bạch La Quân dụng ý. Cho nên cũng đối Early quan tâm nhiều hơn một số. Tần Lâm cùng Mạc Vũ mang Early ra quán rượu, La Quân làm theo cùng Tư Đồ Linh Nhi về quán rượu gian phòng. Mặc dù không có lửa xém lông mày nguy cơ, nhưng La Quân vẫn là tại không ngừng nghĩ biện pháp, nghĩ đến như thế nào phá giải đến từ Nhạc Đại Bằng cùng Hàng Hành Thiên nguy cơ. Cái này nguy cơ không giải trừ, đằng sau đường hội đi thẳng không đi xuống. Bọn họ có thể nói là La Quân trên tu hành chướng ngại vật. Đừng nói La Quân dưới mắt rất khó đột phá đến hóa thần chi cảnh. Liền xem như kỳ tích phát sinh, La Quân thành công đột phá. Nhưng là hắn vẫn là không cách nào qua vui sướng tham gia nhiệm vụ. Bởi vì Nhạc Đại Bằng cùng Hàng Hành Thiên tùy thời tùy chỗ đều có thể đến trong nhiệm vụ tới. Trận này ân oán, nhất định phải kết.
La Quân cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể qua cùng bọn hắn hòa giải. Đã không thể cùng giải, như vậy thì muốn giết chết Nhạc Đại Bằng cùng Hàng Hành Thiên. Nhưng là thế nào giết? La Quân không có cách nào, lẫn nhau ở giữa thực lực cách biệt quá xa. La Quân trong lúc nhất thời vẫn là không có đầu mối, hắn dứt khoát đánh mở tửu điếm máy tính, sau đó cắm vào thuẫn, mở ra thần vực trang web chính thức. La Quân đổ bộ trang web chính thức, mở ra nhiệm vụ bảng. Hắn trông thấy nhiệm vụ bảng hết thảy có 6 cái cấp bậc. Theo thứ tự là cấp, song cấp, cùng tối cao cấp biệt tử vong cấp bậc. Tử vong cấp bậc trong nhiệm vụ cho không có công bố ra, La Quân muốn nhìn cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết loại này tử vong cấp bậc tuyệt đối là khó đến vô pháp tưởng tượng. Bất quá tử vong cấp bậc khen thưởng La Quân ngược lại là có thể trông thấy. Phần thưởng kia là 3 hạt thiên đan, 1 hạt thần đan. Bất quá phía trên nói thần đan thì là 1 năm về sau mới có thể đổi tiền mặt. Thiên đan cũng đã là có được tự thân linh tính siêu cấp đan dược, diệu dụng vô cùng. So thiên đan còn muốn lợi hại hơn. 3 hạt thiên đan, giá trị liên thành. Mà thần đan, đó là trong truyền thuyết đồ, vật. Thần đan có thể có được chính mình ý thức, đó là nghịch thiên đồ, vật. La Quân phỏng đoán thần đan sở dĩ muốn 1 năm về sau đổi tiền mặt, đó là bởi vì luyện chế thần đan khẳng định cùng tử vong nhiệm vụ có quan hệ. Có thể muốn vào tay thứ nào đó mới có thể luyện chế thần đan. Nhiệm vụ này khoảng cách La Quân quá xa, không phải hắn quan tâm. La Quân trước nhìn cấp nhiệm vụ khen thưởng phổ biến là 10 hạt tụ linh đan. Cái này tụ linh đan tại thần vực coi là thật sự tình không quá đáng tiền đồ, vật. La Quân nhìn thấy bên trong mấy cái cấp nhiệm vụ, có muốn đi Côn Lôn Sơn tìm 10 cái tuyết hồ, nhiệm vụ thời gian làm 1 tháng. Tuy nhiên tìm tuyết hồ có chút khó khăn, nhưng là lấy La Quân loại tu vi này, nhưng cũng không phải rất khó khăn. Nếu như La Quân không phải kiêng kỵ Nhạc Đại Bằng cùng Hàng Hành Thiên, hắn thì thật nhận nhiệm vụ này. Còn có cấp nhiệm vụ là bảo vệ nước Nga Mafia công chúa, đang bảo vệ sau 3 tháng, từ công chúa cầm trên tay đến 1 khỏa lam bảo thạch thù lao. Nhiệm vụ này cũng rất tốt làm. La Quân cũng chỉ có thể nhìn một chút, không thể ra tay. Mà liền tại cái này lỗ hổng, La Quân trông thấy nhiệm vụ này đã bị người hạ xuống tay. Logo bên trên biểu hiện, thần vực ngoại môn thanh đồng đệ tử Hồ Quốc Khánh nhận nhiệm vụ này. La Quân không khỏi thầm mắng, con chó, ra tay thật đúng là nhanh. Hắn thực cũng được, chỉ bất quá, hắn một khi. Đến lúc đó, hai người sẽ vì Lam Bảo Thạch đánh cái ngươi chết ta sống. Bởi vì cái này nhiệm vụ điều kiện thắng lợi cũng là Lam Bảo Thạch. Còn có cái cấp nhiệm vụ muốn đi Kỳ Liên Sơn tìm trăm năm lão tham. La Quân cảm thấy cấp nhiệm vụ rất lợi hại thoải mái, tốt làm. Theo chơi game online một dạng, bắt đầu thăng cấp luôn luôn rất đơn giản. Đương nhiên, cái này đơn giản cũng là tương đối. Nếu là vận khí không tốt, cũng có thể kết thúc không thành. Một khi quy định thời gian kết thúc không thành, đó mới gọi bi kịch. Sau đó, La Quân lại đi xem cấp nhiệm vụ. Cấp nhiệm vụ độ khó cũng là thẳng tắp tăng lên. Cái gì qua Siberia tìm huyết tinh nguyên thạch, còn có tại Đại Tây Dương tìm bất lão tuyển suối nước các loại. Đều là chút ly kỳ cổ quái nhiệm vụ. La Quân lại nhìn cấp nhiệm vụ liền càng thêm khó. Nhưng là cấp nhiệm vụ khen thưởng liền càng thêm phong phú. Nhiệm vụ này càng lên cao, càng là biến thái. Riêng là song cấp nhiệm vụ. La Quân đột nhiên thì khóa chặt tại bên trong một cái song cấp nhiệm vụ bên trên. Sắc mặt hắn hơi hơi biến. Bởi vì cái này nhiệm vụ lại là tìm thái âm. Phía trên có hình vẽ, thì là La Quân chỗ cầm thái âm ngọc bội. Hơn nữa còn có giới thiệu, trong giới thiệu nói thái âm chính là hỗn độn mới sinh lúc ban đầu ngọc tinh thạch, toàn thân rét lạnh, có tỉnh thần chi dụng. Trong giới thiệu liền nói nhiều như vậy, không có càng nhiều đồ, vật. La Quân lại mắt nhìn cầm tới thái âm khen thưởng. Khen thưởng chính là 3 khỏa thiên đan. 3 khỏa thiên đan, tuyệt đối là khiến người ta thèm nhỏ dãi. Bất luận cái gì 1 khỏa thiên đan lưu lạc đến trên thị trường, đều có thể gây nên phong thưởng. 3 khỏa thiên đan có thể để người ta điên cuồng. La Quân chấn động trong lòng, hắn biết, nếu như mình qua đem thái âm giao cho Nhạc Đại Bằng cùng Hàng Hành Thiên. Hai người kia nhất định sẽ nguyện ý hóa giải cái này cái cọc ân oán. Bởi vì 3 khỏa thiên đan đối bọn hắn tới nói, càng trọng yếu hơn. Nói không chừng có thể trực tiếp giúp bọn hắn mở ra thần thông đại môn. Cái này một cái chớp mắt, La Quân mới ý thức tới bởi vì chính mình nhất thời thiện niệm, sở được đến hồi báo là cỡ nào phong phú.
Đây cũng không phải là một chút xíu tiền tài có thể so sánh. Nếu có tâm người cầm thái âm đến theo thần vực đổi tiền, đoán chừng thần vực ra 10 tỷ USD bọn họ đều là nguyện ý. La Quân tâm tư chấn động. Hắn nhịn không được hô Tư Đồ Linh Nhi tới, đồng thời cũng cho Trầm Phong gọi điện thoại. Tư Đồ Linh Nhi trông thấy cái này xong cấp nhiệm vụ về sau, ngược lại không có phản ứng gì, nàng đối những vật này rất là không quan trọng. Trầm Phong rất nhanh liền tới. Khi hắn nhìn thấy cái này xong cấp nhiệm vụ về sau, sắc mặt hắn cũng có vẻ hơi cổ quái. Đại ca, người nói ta là cầm cái này qua hoán thiên đan, vẫn là dùng đến theo Nhạc Đại Bằng bọn họ hóa giải ân oán. Hoặc là chính ta giữ lại dùng. Trầm Phong nhìn La Quân liếc một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, trong lòng ngươi thực có đáp án, đúng hay không? Lấy ngươi tính cách, làm sao có thể đi cùng Nhạc Đại Bằng bọn họ hóa giải ân oán? Nhạc Đại Bằng cùng Hàng Hành Thiên cái này hai đầu lão cẩu tính là thứ gì, bọn họ đã là mặt trời lặn cuối chân núi. Mà chúng ta chính đang tuổi trẻ, sao lại e ngại bọn họ? Về phần cùng thần vực đem đổi lấy thiên đan, ta cũng không quá tán thành. Bởi vì cái này thái âm chính là ngươi cơ duyên, ngươi như qua đổi lấy thiên đan, chính là đem cơ duyên chắp tay nhường cho. Thần vực là không biết làm ăn lỗ vốn, bọn họ nguyện ý ra nặng như thế giá, khẳng định là bởi vì thái âm có vượt qua 3 khỏa thiên đan giá trị. Trầm Phong đón đến, tiếp tục nói, tuy nhiên chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm thái âm đến có tác dụng gì, nhưng cái này không sao, chúng ta còn có là thời gian. La Quân có thể cảm giác được Trầm Phong là thật tâm vì chính mình suy nghĩ. Hắn không khỏi hơi hơi cảm động, theo rồi nói ra, ta nghe đại ca ngươi. Trầm Phong cười nhạt một tiếng, liền còn nói thêm, Nhạc Đại Bằng cùng Hàng Hành Thiên ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Đại không, chúng ta gấp rút tu luyện, tránh thức quyết đấu đứng lên, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ngươi yên tâm, ta cùng nhị đệ, ngũ đệ nhất định sẽ làm ngươi kiên cường hậu thuẫn. Đa tạ đại ca, La Quân Thành vừa nói. Trầm Phong nói ra, tự gia huynh đệ. Vậy cần khách khí như vậy. Không có việc gì ta trước đi qua. Trầm Phong rất nhanh liền đi. Trước khi đi bàn giao La Quân nói, tục ngữ nói tốt, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Cái này thái âm tại trong mắt hữu tâm nhân, là bảo vật vô giá. Ngươi phải giấu kỹ. La Quân gật đầu, nói ra, ta sẽ. Trầm Phong sau khi đi, La Quân trong tay vuốt ve thái âm. Hắn thầm suy nghĩ, thái âm a thái âm, người đến có cái gì ẩn tàng bí mật. Rất lợi hại hiển nhiên, thái âm không cách nào trả lời La Quân. Liền cũng tại lúc này, La Quân điện thoại di động bỗng nhiên vang. La Quân cầm điện thoại di động lên xem xét, là cái số xa lạ. Vẫn là Los Angeles bên này dãy số. La Quân không khỏi kỳ quái, mình tại Los Angeles bên này lại không bằng hữu, là ai đánh cho mình. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp tiếp thông điện thoại. Bên kia truyền đến lại là Lạc Ninh thanh âm. La Quân. Ta tại quán rượu phía dưới, người xuống tới gặp ta. Lạc Ninh nói chuyện khách khí là không thể nghi ngờ, nàng sau khi nói xong thì tắt điện thoại. La Quân cũng không có cảm thấy không vui, tốt xấu Lạc Ninh trước đó trợ giúp chính mình hóa giải Nhạc Đại Bằng. Đây là một cái rất đại ân đức. La Quân là cái ân oán rõ ràng người. Thu điện thoại di động, La Quân mắt nhìn chính ở trên ghế salon an tĩnh tọa Tư Đồ Linh Nhi. Hắn đi vào Tư Đồ Linh Nhi trước mặt. Sau đó hôn lên nàng cặp môi thơm. La Quân lướt qua liền thôi, sau đó mỉm cười, nói ra, Lạc Ninh đặc sứ gọi điện thoại cho ta, để cho ta xuống dưới. Đoán chừng là có chuyện gì. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nàng nói ra, người đi đi. La Quân liền bóp dưới khuôn mặt nàng, nói ra, đợi chút nữa Ly sau khi trở về, mang nàng cùng nhau ăn cơm. Nàng muốn ăn, người cũng phải ăn, biết không? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, tốt. La Quân sau đó liền yên tâm rời đi quán rượu phòng. Los Angeles hôm nay đã đình chỉ tuyết rơi. Lúc này là 11 giờ trưa. Đường đi xung quanh, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang. Trên đường cái cũng rất trơn ướt. Mà Lạc Ninh là ngồi tại một cỗ bi tổ bên trong. La Quân xuống tới về sau, Lạc Ninh quay cửa kính xe xuống, nói ra, lên. Nàng nói chuyện ngắn gọn hữu lực. La Quân trông thấy nàng hôm nay mặc là màu trắng áo khoác. Tóc nàng là tóc thẳng, cứ như vậy hất lên. Nàng lộ ra rất có khí khái hào hùng cùng già dặn, xem xét cũng là chỗ làm việc bạch cốt tinh loại hình. La Quân đi vào trước xe, mở cửa xe lên xe. Vừa lên xe, liền nghe đến trong xe mùi thơm. La Quân trước kia là rất sắc, nhìn thấy xinh đẹp nữ liền có chút chuyển không ra chân.
không dính người ta chút lợi lộc thì khó chịu. Nhưng bây giờ La Quân đã kết hôn, hắn trong lúc vô hình biến ổn trọng mà quy củ. Huống chi trước mắt nữ nhân là đặc sứ. Cho nên hắn biểu hiện rất lợi hại quy củ, nhìn không chớp mắt. Lạc Ninh thì là nổ máy xe. Xe rất nhanh lái đi ra ngoài, La Quân nhìn không được hỏi, chúng ta đi chỗ nào? Lạc Ninh nói ra, nên ăn bữa trưa, ta dẫn người đi nơi này không tệ một nhà nước Pháp nhà ăn. Đến đâu, chúng ta vừa ăn vừa nói. Ngươi không có ý kiến chớ. La Quân mỉm cười, nói ra, đặc sứ mời khách, ta thì không ý kiến. Lạc Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, không có vấn đề. La Quân tâm lý thì tại phỏng đoán Lạc Ninh đến là có ý gì, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nửa giờ sau, hai người rốt cục đến nhà kia nước Pháp nhà ăn. Bên ngoài là giá lạnh, nhưng trong nhà ăn lại là ấm áp như xuân. Bên trong bố trí tinh xảo mà ấm áp, trang nhã mà sang trọng. Có không ít khách nhân ở hưởng thụ mỹ thực, nói thầm thì thầm. Đại bộ phận khách nhân đều là người Mỹ, cũng có một bộ phận người Hoa. La Quân cùng Lạc Ninh thì là tìm bao một cái phòng. Túi kia phòng còn có ban công, vô cùng trang nhã sáng ngời. La Quân cùng Lạc Ninh tại trước bàn ăn ngồi xuống, hai người điểm tốt bữa ăn về sau, xinh đẹp nước Mỹ cô nàng phục vụ viên đưa lên khai vị tửu. La Quân uống một ngụm khai vị tửu, cảm thấy vị đạo cũng không tệ lắm. Đặc sứ, có chuyện gì, người cứ việc nói thẳng đi. La Quân nói ra. Lạc Ninh nói ra, chúng ta ở bên ngoài, thì đừng gọi ta cái gì đặc sứ. Chúng ta là đồng môn, người tựu ta Ninh sư tỷ đi. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ta chỉ sợ còn chưa đủ tư cách xưng hô như vậy a. Lạc Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, người cũng liền vấp bên trên đùa nghịch hoa. Người nào lại nhìn không ra ngươi người này lòng cao hơn trời đâu. La Quân cười ha ha, liền hô, Ninh sư tỷ. Lạc Ninh cũng liền nghiêm mặt nói ra, các ngươi trước mắt đứng trước khốn cảnh ta là biết. Ta cũng có cái biện pháp có thể giúp ngươi. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, sư tỷ mời nói. Lạc Ninh nói ra, đương nhiên, ta biện pháp này rất lớn một bộ phận cũng là vì chính ta. Bất quá cũng xác thực có thể giúp được ngươi. La Quân không khỏi tò mò, nói ra, đến là biện pháp gì? Lạc Ninh nói ra, ta chỗ này có một cái song cấp nhiệm vụ, ta nghĩ ngươi cùng đi với ta hoàn thành. Sau khi hoàn thành, ngươi mang theo mục tiêu qua nhận lấy khen thưởng. Đến lúc đó, ngươi có thể trực tiếp tấn thăng đến cấp bậc Bạch Ngân đệ tử. Đồng thời, song cấp nhiệm vụ, khen thưởng là 3 khỏa thiên đan. Đến lúc đó, ta chỉ cần 1 khỏa thiên đan, còn lại cho ngươi. La Quân quái dị nhìn về phía Lạc Ninh. Nói ra, cái này chẳng phải là bánh từ trên trời rớt xuống cho ta. Tốt như vậy sự tình, Ninh sư tỷ tại sao muốn tìm ta? Lạc Ninh nói ra, liền biết ngươi sẽ thêm nghi. Ta nói, biện pháp này có thể giúp được ngươi. Càng nhiều cũng là vì chính ta, cho nên, không tính là rớt đĩa bánh cho ngươi. Ngươi đầu tiên muốn rõ ràng, ngươi đến thiên đan, có thể trực tiếp để bạt ngươi đến tu vi, mà lại để ngươi tại cấp bậc bạch ngân. Về sau ngươi hành sự hội thuận tiện rất nhiều, mà lại. Lần này ta và ngươi cùng một chỗ, nếu như Nhạc Đại Bằng dám đến tìm phiền toái, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ giết hắn. La Quân là khôn khéo người, hắn cũng không vì Lạc Ninh nói tới các loại chỗ tốt mà thay đổi. Nói ra, Ninh sư tỷ, cái này đến là nhiệm vụ gì? Chỗ tốt tuy nhiều, nhưng ta cũng phải có mệnh cầm. Chúng ta hôm nay vẫn là trước tiểu nhân, sau quân tử, đem hết thảy đều nói cái rõ ràng. Như thế hợp tác thời điểm. Cũng sẽ không có cái gì kiêng kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Lạc Ninh nói ra, cái này song cấp nhiệm vụ là tìm kiếm Sở La Môn Vương tại Thánh Điện bên trong còn sót lại một bản Tây Nại Pháp Điển. Ta có chuyện cần sử dụng đến Tây Nại Pháp Điển, cho nên đến lúc đó, chúng ta tìm tới Tây Nại Pháp Điển về sau, ta trước tiên phải ở trên tay lưu 3 ngày, sau đó lại cho ngươi nộp lên trên thần vực. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, Sở La Môn Vương Tây Nại Pháp Điển. Hắn nghe xong liền đã biết nhiệm vụ này độ khó khăn. Tuyệt bức là thuộc về song cấp nhiệm vụ A. Lạc Ninh gật gật đầu. La Quân không khỏi cười khổ, hắn sờ mũi một cái, nói ra, Ninh sư tỷ, chúng ta không nói trước đừng. Cái này Sở La Môn Vương bảo tàng tại trong dòng sông lịch sử bị đề cập qua rất nhiều lần, mấy trăm năm nay đến, không biết bao nhiêu người qua đi tìm cái này bảo tàng. Nhưng chưa từng bị người tìm tới. Cái gì Sở La Môn Vương, 72 trụ ma thần. Nghe càng giống là thần thoại truyền thuyết. Ta chỉ sợ thế gian căn bản không tồn tại ngươi muốn tìm đồ, như vậy chúng ta tùy tiện qua tìm, chẳng phải là sau cùng đều phải đối mặt bị băng phong hạ tràng.
Lạc Ninh nói ra, ba khỏa thiên đan giá trị, tuyệt thế liên thành. Muốn có được, nào có dễ dàng như vậy. Nếu không, chúng ta đi trước tìm Tây Nại Pháp Điển. Chờ tìm được về sau, lại đến nhận lấy nhiệm vụ. Dạng này là có thể tránh khỏi mạo hiểm. La Quân lập tức nói. Lạc Ninh nói ra, như có thể có như thế thông minh biện pháp, ta cũng liền không cần tới tìm ngươi. Bất luận cái gì nhiệm vụ, tại trong nhiệm vụ đều sẽ có tương ứng nhắc nhở, Sở La Môn Tây Nại Pháp Điển cũng giống như vậy. Chúng ta nhất định phải nhận lấy nhiệm vụ, mới có thể xem đến phần sau trọng yếu nhắc nhở. La Quân nói ra, nếu không dạng này, ngươi nhận lấy nhiệm vụ, ta cùng đi với ngươi tìm. Đợi khi tìm được Tây Nại Pháp Điển, ngươi đến lúc đó cho ta phân một hạt thiên đan liền thành. Không được, Lạc Ninh quả quyết cự tuyệt. La Quân cười khan một tiếng, cũng biết là không được. Mạo hiểm toàn để cho người khác gánh chịu, sau cùng đi theo nghĩ kỹ chỗ, thế đi đâu đến như vậy sự tình tốt. Lạc Ninh nói ra, La Quân, ngươi cũng hẳn phải biết. Ngươi tu vi tuy nhiên coi như không tệ, nhưng là tại ta chỗ này, thật đúng là không đáng chú ý. Ta nguyện ý lựa chọn ngươi cùng một chỗ, còn đáp ứng giúp ngươi đối phó Nhạc Đại Bằng. Đây là bởi vì ta coi trọng nhất ngươi vận khí, tìm Tây Nại Pháp Điển, vận khí là trọng yếu nhất. Ta không đem ngươi kéo vào được, vậy ta tìm ngươi làm gì? Ngươi là thiên đạo bên trong thiên mệnh giả, ta tin tưởng lão thiên sẽ không để cho ngươi mới bắt đầu thì bị băng phong. Ngươi như lựa chọn nhiệm vụ, lại không bị băng phong, cái kia chỉ có một kết quả, cũng là tìm tới Tây Nại Pháp Điển. La Quân không khỏi nói, vận khí là cái nói không rõ, đoán không ra đồ, vật. Vạn nhất vận khí ta không dùng được, vậy chúng ta há không thảm. Lạc Ninh nói ra, làm chuyện gì có thể không có nguy hiểm. Muốn không có nguy hiểm, người vẫn đợi tại hoa hạ rừng sâu núi thẳm bên trong, người nào cũng sẽ không qua quấy rầy ngươi không phải. La Quân tâm lý bắt đầu tính toán. Hắn lập tức lại hỏi, tại sao là ta? Ta tin tưởng thần vực bên trong thiên mệnh giả hẳn là rất nhiều, không chỉ một mình tôi. Còn có ta đại ca Trầm Phong, hắn tu vi mạnh hơn ta, hắn cũng là thiên mệnh giả. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi muốn chọn ta? Lạc Ninh nói ra, rất đơn giản, đây là bởi vì ta một mực đang nghiên cứu ngươi. Ngươi trong khoảng thời gian này phát triển quỹ tích, để ta cảm thấy ngươi vận khí là thịnh vượng nhất. Đông đảo thiên mệnh giả bên trong cũng là có khác nhau, có thiên mệnh giả nhất định là vật làm nền, có nhất định là vương giả. La Quân khẽ cười khổ, nói, cảm ơn ngươi nhìn như vậy dạy ta. Hắn đón đến, nói ra, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, cùng đi với ngươi tìm Tây Nại Pháp Điển. Lạc Ninh hơi hơi ngoài ý muốn, nói, đột nhiên lại sảng khoái như vậy. La Quân cười ha ha, nói ra, khó chịu là bởi vì có nghi vấn. Sảng khoái là bởi vì không có nghi vấn. Lạc Ninh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nàng nói ra, vậy thì tốt, ngươi hôm nay trở về chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, sáng mai chúng ta cùng một chỗ lĩnh nhiệm vụ, sau đó xuất phát. La Quân nói ra, tốt. Hai người trò chuyện xong chính sự, sau đó bữa ăn điểm cũng liền lên. Lạc Ninh bắt đầu nghiêm túc ăn cái gì. La Quân cũng chẳng nói hắn, hắn nhìn nhiều Lạc Ninh liếc một chút. Cảm thấy cái này Ninh sư tỷ hiện tại không giống trước đó khảo hạch lúc, lạnh lùng như vậy bất cận nhân tình. Hiện tại cảm thấy nàng nhân tính hóa rất nhiều. Mà lại, nàng thật rất xinh đẹp. La Quân còn mắt nhìn dưới nàng màu trắng áo lông cừu đại bạch thỏ, thật là rất sung mãn a. Ân, có vẻ như so Linh Nhi lớn. Mau ăn xong thời điểm, La Quân mượn nói muốn đi nhà vệ sinh, thuận tiện lặng lẽ đem mua một cái. Tuy nhiên La Quân ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng hắn nhưng không có để nữ sĩ tính tiền thói quen. Sau khi ăn xong, Lạc Ninh hô phục vụ viên tính tiền. Kết quả phục vụ viên lại nói đan đã mua, Lạc Ninh lập tức liền minh bạch là thế nào. Sắc mặt nàng không có thay đổi gì, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy thư sướng. Bởi vì đây là một loại tôn trọng. Nữ nhân đều sẽ hưởng thụ loại này tôn trọng, các nàng không ngại tính tiền, nhưng để ý không được tôn trọng. Về sau, Lạc Ninh lái xe đưa La Quân về quán rượu. La Quân trở lại quán rượu về sau, hắn tới trước chính mình trong phòng. Đi vào liền phát hiện Tư Đồ Linh Nhi cùng Ơ Ly đang dùng cơm, bữa trưa rất lợi hại phong phú. Tần Lâm cùng Mạc Vũ cũng tại. Mạc Vũ hướng La Quân bất đắc dĩ nói ra, Tam ca, ta nói muốn mời mọi người đi tới mặt ăn, Tam tẩu không đi à. La Quân cười ha ha, nói ra, đều không cái gọi là. Ơ Ly cũng nhu thuận đứng lên, hô, La Quân ca ca. La Quân mỉm cười. Nói ra, ngoan, tiếp tục ăn cơm. Ơ Ly liền nhu thuận ngồi xuống. La Quân liếc nhìn liếc một chút,
nói, đại ca làm sao không có tới dùng cơm. Tần Lâm khẽ cười khổ, nói ra, đại ca là cái luyện công cuồng, mới không rảnh ăn cơm đây. La Quân nói ra, ta đi trước tìm đại ca, nhị ca ngươi cùng Mạc Vũ cơm nước xong xuôi liền đến, ta có chuyện nói với các ngươi. Mạc Vũ cùng Tần Lâm hơi hơi ngoài ý muốn, hai người lập tức buông xuống bát đũa, nói ra, chúng ta cũng kém không nhiều no bụng, cùng đi đi. La Quân liền nói ra, cũng được. Tư Đồ Linh Nhi làm theo không có gì tốt quan tâm, cùng Ơ Ly tiếp tục ăn cơm. Ba người tới Trầm Phong trong phòng. Trầm Phong khoanh chân ngồi ở trên ghế salon, lúc này hắn mở mắt ra, buông xuống chân. La Quân trước đem trên bàn trà sổ ghi chép mở ra, sau đó chen vào thuẫn. Chỉ chốc lát về sau, thần vực trang web chính thức mở ra, bên trong nhiệm vụ bảng xuất hiện. La Quân cấp tốc khóa chặt xong cấp nhiệm vụ bên trong tìm kiếm Tây Nại Pháp Điển nhiệm vụ. Hắn nói với mọi người, hôm nay Lạc Ninh tìm ta, nàng để cho ta cùng hắn cùng đi chấp hành cái này tìm kiếm Tây Nại Pháp Điển nhiệm vụ. Sau khi chuyện thành công, nhiệm vụ khen thưởng đều tính toán tại trên đầu ta. Mà lại, nàng chỉ cần một hạt thiên đan. Ngươi đáp ứng, Trầm Phong hỏi ra lớn nhất vấn đề mấu chốt. La Quân gật đầu, nói ra, đúng, ta đáp ứng. Trầm Phong nói ra, nhiệm vụ này rất khó, bất quá ngươi như là đã đáp ứng, vậy chúng ta đã không còn gì để nói. La Quân nói ra, xác thực rất khó, cũng rất nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cũng là cơ hội, ta không thể còn như vậy mang xuống. Hắn đón đến, nói ra, ta ý nghĩ là, chờ ta cùng Lạc Ninh nhận lấy nhiệm vụ. Xác định Nhạc Đại Bằng tham gia nhiệm vụ này, như vậy các ngươi cũng có thể đi lĩnh lấy hắn nhiệm vụ. Chúng ta tranh thủ tất cả mọi người sớm đến cấp bậc Bạch Ngân. Trầm Phong nói ra, sự tình liền cũng cứ như vậy định ra tới. La Quân sau đó trở lại gian phòng của mình bên trong, lại đem chuyện này cùng Tư Đồ Linh Nhi nói một lần. Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta và ngươi cùng một chỗ. La Quân quả quyết cự tuyệt, hắn chắc chắn sẽ không để Tư Đồ Linh Nhi tham dự vào. Nhiệm vụ này độ khó khăn hệ số quá cao, vạn nhất tìm không thấy, cái kia tất cả mọi người muốn bị băng phong. La Quân hướng Tư Đồ Linh Nhi nghiêm mặt nói ra, người giúp ta đem Early đưa đến ra ra bên người, còn có, người cũng phải ăn tụ linh đan, mau chóng đến hóa thần chi cảnh. La Quân đối Tư Đồ Linh Nhi không có càng nhiều khẩn cầu, chỉ cần nàng đến hóa thần cảnh, lại là cấp bậc Bạch Ngân đệ tử. Như thế, nàng liền có thể an an ổn ổn đợi tại thần vực hoặc là trong nhà. Hắn sự tình, hết thảy từ hắn đến khiêng. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng còn muốn kiên trì. Nhưng La Quân kiên cố hơn quyết, nói ra, chuyện này, ngươi nhất định phải nghe ta lời nói. Tư Đồ Linh Nhi cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, nàng không muốn La Quân không vui. La Quân gặp Tư Đồ Linh Nhi rầu rĩ đáp ứng, không khỏi lại có chút đau lòng, ngay sau đó xoa bóp khuôn mặt nàng, nói ra, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ an toàn trở về gặp ngươi. Tư Đồ Linh Nhi gật gật đầu, nói, Như thế về sau, La Quân thở phào một hơi, hắn đi vào sổ ghi chép phía trước bắt đầu ở bên trên điều tia. A liên quan tới Sở La Môn Vương tư liệu tới. La Quân thẩm tia, Sở La Môn Vương, hắn phát hiện, Sở La Môn Vương chính là công nguyên trước 971 năm tại vị. Nói cách khác, khoảng cách hiện tại đã có hơn 3.000 năm. Như vậy, chính mình vẫn là đoán chừng sai lầm. La Quân nhất định phải thừa nhận chính hắn đến lịch sử tri thức không thế nào tích. Nói như vậy đứng lên, Sở La Môn Vương bảo tàng đến bây giờ đã có mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm nay, các lộ hào kiệt đều muốn tìm đến Sở La Môn Vương bảo tàng, nhưng là một mực không ai tìm tới. Chẳng lẽ mình thì có thể tìm tới? Cái này thật đúng là cái không có chuyện. Bất quá mặc kệ như thế nào, La Quân đều không có ý định đổi ý. Hắn sớm biết chuyện này là cửu tử nhất sinh, Lạc Ninh bỏ ra mặt, cái này là mình một cái cơ hội. Nếu như một khi thành công, hồi báo không thể nghi ngờ là phong phú. La Quân tiếp tục thẩm tia, liên quan tới Sở La Môn Vương sự tình. Hắn càng tia, càng cảm thấy thú vị. Hắn phát hiện, tại người Hoa cố hữu tư duy bên trong vẫn luôn là thượng hạ 5.000 năm lịch sử. Nhưng là có rất ít người biết, tại Đại Tây Dương bên kia, nhóm người kia đang làm cái gì. Thậm chí trước kia, tất cả mọi người không cho rằng trừ Hoa Hạ, bên ngoài còn có nhân loại tồn tại. Mà Sở La Môn thời đại kia, nhưng cũng là ầm ầm sóng dậy. Thập tự quân Đông Trinh, Giê-xu thần thoại, Thánh Kinh thời đại, còn có Roma tàn khốc. Sở La Môn Vương, 72 trụ ma thần chờ một chút hết thảy, xây dựng thành châu Âu lịch sử hệ thống thậm chí thần thoại hệ thống. Có lẽ,
Tại ngoài vũ trụ bên trong, còn có một thứ có sinh mệnh tinh cầu tại vận chuyển. Có lẽ, còn có bình hành không gian chờ chút. Thế gian này, có quá nhiều bí ẩn cùng huyền bí là nhân loại vô pháp hiểu thấu đáo. La Quân nhìn 2 giờ liên quan tới Sở La Môn lịch sử, hắn đối với Sở La Môn Vương cũng có nhất định giải. Trong truyền thuyết, Sở La Môn Vương lúc đầu không được tốt lắm, nhưng về sau đạt được thần chỉ bày ra, lại có Tây Nại Pháp Điển cùng Jehovah ước quý cùng Sở La Môn Kim Bảo. Sở La Môn Vương tại Jerusalem xây thành tạo thánh điện, trở thành người Do Thái cùng Israel người tin ngưỡng. Hắn siêu tập vô số chân bảo tại trong thánh điện. Trước công nguyên 590 năm, Tân Babylon vương Nebuchadnezzar nhị thế lần thứ 2 tiến binh Do Thái, Jerusalem thành, cũng chính là thánh thành đang bị nhốt 3 năm về sau, rốt cục tại trước công nguyên 586 năm bị Babylon quân đội công chiếm, vương cung cùng thánh điện toàn bị thiêu hủy, số lớn người Do Thái bị áp giải đến Babylon, đây chính là cái gọi là Babylon chi tù. Từ đó, vô giá chi bảo Jehovah ước quý cùng Sở La Môn Kim Bảo cùng Tây Nại Pháp Điển toàn bộ tung tích không rõ. Mấy ngàn năm nay, rất nhiều người đều muốn tìm đến Jehovah ước quý cùng Sở La Môn chân bảo, mà Tây Nại Pháp Điển là bị lãng quên đồ, vật. Đại khái tất cả mọi người cảm thấy Pháp Điển không quý giá như vậy đi. Nhưng cho tới hôm nay, vẫn không có kết quả. Sớm nhất bắt đầu tìm kiếm Jehovah ước quý là Israel một trưởng lão A Lợi Lai. A Lợi Lai tại Jerusalem bị hãm lúc, bởi vì trốn đi, không có bị người Babylon bắt đi. Khi người Babylon rút lui sau khi đi, hắn đi vào thánh điện phế tích, muốn tìm đến Jehovah ước quý, đem nó trộm ra Jerusalem giấu đi. A Lợi Lai tại san thành bình địa thánh điện trong phế tích, trông thấy chữ danh Abraham cự thạch. Nghe nói Jehovah ước quý lúc trước thì đặt ở khối này cự thạch phía trên. Nhưng là Jehovah ước quý sớm đã vô ảnh vô tung. Như vậy hiếm thấy chân bảo Jehovah ước quý đến tột cùng giấu ở nơi nào. Đầu thế kỷ này, một số học giả cho rằng, Jehovah ước quý cùng Sở La Môn Kim Bảo khả năng thì giấu ở Abraham dưới tảng đá lớn tối trong động. La Quân nghĩ là, như vậy Tây Nại Pháp Điển cũng hẳn là cùng những này chân bảo cùng một chỗ. Mắt nhìn con người hơi mệt chút, La Quân xoa xoa mi tâm. Hắn sở được đến những tài liệu này đều là dân mạng truyền lên, có phải là thật hay không thực còn chưa nhất định. La Quân cảm thấy chuyện này tựa như là một đoàn loạn ma, thật muốn đi tìm Tây Nại Pháp Điển, là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Sau đó, La Quân chợt nhớ tới Trầm Mặc Nùng. Hắn cảm thấy Trầm Mặc Nùng kiêm quản quốc an lục sử, biết chắc muốn so với chính mình nhiều. Hắn lập tức liền ra phòng ngủ, tìm nơi yên tĩnh cho Trầm Mặc Nùng đánh tới. Bên kia Trầm Mặc Nùng lập tức tiếp thông điện thoại, nói ra, La Quân, có phải hay không có tình huống mới? La Quân nghiêm mặt nói ra, thật là có tình huống mới. Trầm Mặc Nùng nói, cái gì tình huống mới? La Quân nói ra, muốn trước thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì? Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, trước ngươi không phải là muốn sinh tạo hóa đan đúng không? Cái kia đan dược là tiên đan cấp bậc, có chút khó giải quyết ha. Trầm Mặc Nùng nao nao, theo rồi nói ra, chuyện này không nóng nảy, ta nói là ngươi có biện pháp liền giúp ta. Không có cách nào, cũng không cần gấp. La Quân cười ha ha, nói ra, cho ngươi đổi thành cửu chuyển kim đan thế nào? Trầm Mặc Nùng không khỏi ngây người, sau đó mắng, ngoá, La Quân, ngươi cầm tỷ đến lái xuyến đúng hay không? Cửu chuyển kim đan là thiên đan, cái này nghĩ cùng đừng nghĩ. Nơi nào sẽ cho ngươi đạt được? La Quân liền nói ra, lần này thật đúng là không có đùa giỡn với ngươi, dù sao ta lần này không thành công thì thành nhân. Bởi vì ta cũng định qua chấp hành một lần xong cấp nhiệm vụ. Một khi thành công, ta liền có thể có 2 hạt cửu chuyển kim đan. Ngươi nói đùa cái gì? Trầm Mặc Nùng nhất thời giật mình. La Quân nói ra, sự tình là như thế này. Ngay sau đó hắn liền theo Trầm Mặc Nùng kỹ càng giảng hắn cùng Lạc Ninh sự tình còn có trước mắt khốn cảnh. Lại giảng đủ loại chỗ tốt. Dù sao ta đã đáp ứng. La Quân nói ra, sống hay chết, ta đều muốn đụng một cái. Trầm Mặc Nùng trầm mặc nửa ngày, sau đó khe khẽ thở dài, nói ra, vốn cho là ngươi đi thần vực, cũng liền yên tĩnh. Không nghĩ tới sự tình vẫn là một đợt nối một đợt tới. Ngươi như là đã quyết định, vậy ta cũng không dễ nói thêm cái gì. Ngươi nhất định muốn cẩn thận, có gì cần ta hỗ trợ một mực mở miệng. La Quân nói ra, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết hay không liên quan tới Tây Nại Pháp Điển sự tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta nơi này không có liên quan tới Sở La Môn Vương hồ sơ. Bất quá Israel quan phương nơi đó, hẳn là ghi chép nhiều một ít. Nhưng là,
chuyện này, ta bên này không có khả năng qua tìm Israel điều tra. Không phải vậy bọn họ hội cho là chúng ta có ý đồ gì. Nhưng là, cái này ngươi có thể làm một cái manh mối đi thăm dò. Nàng đón đến, nói ra, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Sở La Môn Vương bảo tàng càng giống là một cái hư huyễn truyền thuyết, cũng không tồn tại. La Quân nói ra, ta cũng cho rằng như vậy qua. Nhưng là thần vực, thần đế đều là chúng ta không thể đo lường nhân vật, hắn đã tại nhiệm vụ trên bảng viết, có lẽ vẫn là có dấu vết mà lần theo. Trầm Mặc Nùng nói ra, chỉ mong đi. La Quân còn nói thêm, lần này qua, đoán chừng Nhạc Đại Bằng cùng Hàng Hành Thiên muốn tìm ta phiền phức. Ngươi có thể hay không đem ta chi kia thương cho ta lấy tới Israel qua. Trầm Mặc Nùng nói ra, làm khẳng định là làm qua được. Bất quá, ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn ỷ lại ngươi thương. Lần này cũng là một cái rất tốt ma luyện cơ hội mà. La Quân nghĩ cũng phải, ngay sau đó lên đường, vậy được rồi. Sau đó, hai người liền tắt điện thoại. Sáng ngày thứ hai Lạc Ninh đến đây, nàng tại quán rượu phía dưới cho La Quân gọi điện thoại. La Quân rời giường, rửa mặt, sau đó cùng Tư Đồ Linh Nhi cáo biệt. Hắn xuống lầu thời điểm theo Trầm Phong gọi điện thoại, để Trầm Phong cho Mạc Vũ cùng Tần Lâm cũng chi hội một tiếng. Sau đó, La Quân liền đến quán rượu phía dưới. Lạc Ninh mở vẫn là chiếc kia Beetle. La Quân bên trên tay lái phụ. Vừa vào trong xe, La Quân đã nghe đến trên người nàng mùi thơm. Lạc Ninh hôm nay mặc là một kiện rất lợi hại diễm lệ màu đỏ áo khoác, dạng này để nàng xem ra càng giống là một cái đô thị lệ nhân. Nàng tóc thẳng rất là xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy nàng là cái cao quản quản lý một dạng. Mà lại, La Quân phát hiện Lạc Ninh hôm nay bôi son môi, miệng nàng môi hồng nhuận phơn phớt bên trong mang theo mê người lộng lẫy, khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên một ngụm. La Quân ngồi xuống về sau, Lạc Ninh liền nói, hiện tại ngươi hối hận còn kịp, nhiệm vụ này xác thực rất nguy hiểm, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, liền xem như thất bại cũng không quan trọng, có thể cùng Ninh sư tỷ cùng một chỗ bị băng phong, đó cũng là một kiện chuyện tốt. Lạc Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, kết hôn người, miệng cũng vẫn là như thế miệng lưỡi trơn tru. La Quân nói ra, kết hôn, cũng sẽ không ảnh hưởng ta thưởng thức mỹ lệ hoa nhi. Chỉ cần không đi ngắt lấy là được. Hắn lời này là có chút đùa giỡn thành phần. Nói vừa xong, La Quân đã cảm thấy có chút hối hận. Bởi vì Lạc Ninh cũng không phải phổ thông nữ tử, nàng là thần vực nội môn đệ tử, là hóa thần chi cảnh siêu cấp cao thủ. Loại nữ nhân này cao cao tại thượng, có thể không phải mình loại này con tôm nhỏ có thể đùa giỡn. Bất quá cũng may Lạc Ninh cũng không có nói thêm cái gì, sắc mặt nàng nhàn nhạt, nổ máy xe, theo rồi nói ra, phía dưới trong ngăn kéo có điểm điểm vòng cùng sữa bò, chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. La Quân vừa thật là có chút đói, nghe vậy liền cũng là vui vẻ. Hắn càng vui vẻ hơn là Lạc Ninh không có tức giận trách tội. Mở ra ngăn kéo, La Quân xuất ra điểm điểm vòng, cái kia điểm điểm vòng vẫn là nóng hổi, ăn cũng là rất là thơm ngọt. La Quân một hơi ăn 5 cái điểm điểm vòng. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? La Quân lại hỏi. Lạc Ninh nói ra, ta đã đặt trước xong đi Israel Jerusalem phi trường quốc tế vé máy bay. 8:30, chúng ta còn có một canh giờ liền muốn lên phi cơ. La Quân trong lòng nhưng, lại hỏi, lúc nào nhận lấy nhiệm vụ? Lạc Ninh nói ra, chờ đến Jerusalem lại nhận lấy đi, ta mang sổ ghi chép cùng thẻ vô tuyến, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhận lấy. Còn có, nhận lấy nhiệm vụ sau. Nhiệm vụ hội khóa chặt đến chúng ta trên điện thoại di động, dạng này người nào cùng theo vào nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể vừa nhìn thấy ngay. La Quân giải gật gật đầu, cảm thấy cái này công trình vẫn là rất nhân tính hóa mà. Nửa giờ sau, La Quân cùng Lạc Ninh đi vào Los Angeles phi trường quốc tế. Lúc này là sớm hơn 7 giờ, hôm qua tuyết liền đã ngừng. Lúc này lại có tia nắng ban mai vẩy soi sáng phi trường trong đại sảnh. Lạc Ninh cùng La Quân cùng đi lĩnh vé máy bay. Lại qua đổi lấy đăng ký bài. Không bao lâu, thời gian để đến được, hai người liền thuận lợi lên phi cơ trước đó, Lạc Ninh nói ra, không nên tùy tiện bại lộ thân phận chúng ta. Thần vực tuy nhiên ở bên ngoài uy danh hiển hách, nhưng rất nhiều người mang cự bảo người cũng biết, thần vực người một khi ẩn hiện, khẳng định là để mắt tới thứ nào đó. Nếu như chúng ta thân phận tại Yêu Tát lãnh bại lộ, quan phương người khẳng định sẽ đặc biệt phòng bị chúng ta. La Quân gật gật đầu. Nói ra, tốt, ta biết. Hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra, ta cũng không có khả năng qua bắt lấy người, nói cho hắn biết, ta là thần vực người nha.
Lạc Ninh lại là không để ý tới La Quân đùa nghịch. Phi cơ rất nhanh cất cánh. Máy bay hành khách xông lên Lam Thiên Bạch Vân. Vân Hải ngao du. La Quân là ngồi cạnh cửa sổ vị trí, Lạc Ninh ở bên cạnh hắn. La Quân nhìn lấy bên ngoài tầng mây giống như là một đoàn kẹo bông gòn, cái kia mặt trời mới mọc ngay tại phía đông tản ra lập lòe kim quang, cái này cảnh tượng mỹ lệ tới cực điểm. Lạc Ninh ở trên máy bay rất lợi hại buông lỏng. Nàng đối diện hướng phong cảnh hứng thú không lớn, cho nên nàng mới khiến cho La Quân ngồi bên trong. Nàng không bao lâu liền ngủ mất. La Quân nhìn lấy phi cơ bên ngoài những mỹ lệ đó tầng mây, hắn đột nhiên cảm giác được nhân sinh rất kỳ diệu. Hắn nhớ tới Forrest Gump bên trong câu nói kia. Nhân sinh tựa như một hộp sô-cô-la, người vĩnh viễn cũng không biết tiếp theo khỏa hội ăn vào cái gì khẩu vị. Một năm trước, hắn trả tại châu Phi trên chiến trường rong ruổi. Dẫn theo một đám huynh đệ, ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn. Hơn nửa năm trước, hắn đến Hải Tân, kinh lịch một dãy chuyện. Mặc dù không có trên chiến trường như vậy trực tiếp, nhưng vụng trộm gió tanh mưa máu càng khủng bố hơn. Nhưng mà, Hải Tân nơi đó, nhất làm cho hắn hoài niệm lại là ở tại giá rẻ phòng thuê bên trong, nhìn lén Đinh Hàm tắm rửa thời gian. Nhân sinh tế ngộ thật sự là vô thường. Hắn nghĩ không ra hắn sẽ rất nhanh kết hôn, lại đến thần vực. Những kinh nghiệm này ngọt bùi cay đắng đều có, nhưng sau cùng đều trở thành một loại lắng đọng kinh lịch, trở thành La Quân tích lũy cùng tài phú. Cho nên, La Quân giờ phút này đối nhiệm vụ lần này ngược lại có chút mong đợi. Ngay tại La Quân suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, Lạc Ninh đầu bỗng nhiên nương đến La Quân trên vai. La Quân thân thể nhất thời cứng đờ, hắn hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Lạc Ninh. Lạc Ninh vẫn còn ngủ say bên trong. La Quân một cử động cũng không dám, sợ đánh thức nàng. Hai người cái bộ dáng này, lại thật giống là một đôi tình lữ. La Quân cúi đầu nhìn sang. Hôm nay Lạc Ninh không có mặc áo lông cừu, bên trong lại là một kiện cổ tròn màu trắng lo lắng. La Quân cúi đầu xuống, liền có thể xuyên thấu qua Lạc Ninh cổ áo nhìn thấy bên trong. Hắn vội vàng nhìn một chút, nhìn thoáng qua trông được đến một dính bông tuyết. La Quân tâm nhất thời phù phù nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn nhìn lén Đinh Hàm lúc tuyệt đối là khí định thần nhàn. Nói đến, đó là bởi vì Đinh Hàm không có tu vi, hắn theo Đinh Hàm ở giữa, chỗ hắn tại một loại có thể trưởng khống tâm tính. Nhưng Lạc Ninh khác biệt a. Lạc Ninh thân phận thì cho La Quân một loại rất cưỡng chế bách cảm giác. La Quân thầm nghĩ, không thể lại nhìn, quân tử không lấn phòng tối a. Ta nhổ vào. Lập tức, một thanh âm khác ở trong đầu hắn vang lên. Ngươi đồ chó hoang, còn dám đàm chính mình là quân tử. Ngươi nhìn lén Đinh Hàm bao nhiêu lần. Thế nhưng là lão tử hiện tại là kết hôn người. Kết hôn thì sao, chưa từng nghe nói nhìn lén khác nữ nhân coi như vượt quá giới hạn. Tốt a. La Quân tự thuyết phục chính mình, mẹ chứng, chủ yếu nhất là, hắn làm sao có thể bỏ qua trước mắt cái này cơ hội thật tốt. Buông tha, hắn La Quân cũng không phải là La Quân. Cái này bày ở trước mặt không nhìn, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, đó là muốn trời đánh ngũ lôi. La Quân lần nữa xoay đầu lại, hơi hơi cúi đầu, con mắt hướng xuống nghiêng mắt nhìn. Con hàng này theo như làm tặc, còn trước bốn phía liếc nhìn một vòng, sợ bị người phát hiện. Chờ phát hiện không ai chú ý về sau, La Quân mới thở phào, chính thức cúi đầu nhìn lại. Lạc Ninh mang là màu đen áo ngực, một màn kia trắng như tuyết, mê người khe rãnh, La Quân nhìn tâm thần chập chờn. Lập tức, La Quân cảm thấy khí huyết có chút khống chế không nổi, lại muốn chảy máu mũi. Hắn giật mình, nếu là máu mũi nhỏ tại Lạc Ninh trên ngực, vậy mình coi như khứu lớn, cũng xong đời. Lạc Ninh thông minh như vậy người, chỗ nào có thể không biết là tình huống như thế nào. Trong lúc tình thế cấp bách, La Quân vội vàng vận chuyển khí huyết, đem máu mũi chặn trở về. Xoa! Nguy hiểm thật! La Quân thầm nghĩ, may mắn ca biết công phu, không phải vậy lưu manh này cũng không dễ làm a. Liền cũng tại lúc này, Lạc Ninh tỉnh lại. Nàng phát giác chính mình tựa ở La Quân trên vai, khuôn mặt liền hơi đỏ lên, lập tức chống đỡ ngồi xuống. Nàng vì ngăn ngừa xấu hổ, cũng không để ý tới La Quân, mà chính là đưa tay gảy dưới tán loạn sợi tóc. Động tác này vũ mị cực, cũng vô cùng có nữ nhân mùi vị. Cái này tiểu khúc nhạc dạo ngắn, cũng cứ như vậy quá khứ. Lạc Ninh sẽ không biết chính mình lộ hàng, La Quân đánh chết cũng sẽ không nói chính mình nhìn lén. Thời gian dài phi hành qua đi, tại Israel thời gian 10 giờ tối, La Quân cùng Lạc Ninh ngồi chuyến bay rốt cục đáp xuống Jerusalem phi trường quốc tế.
thời gian phi hành đại khái là 10 giờ, bất quá Israel cùng Los Angeles cũng là tồn tại chênh lệch. Ra phi trường, khắc sâu vào La Quân tầm mắt là Jerusalem, tòa này tràn ngập cổ lão khí tức thành thị. Trong tòa thành thị này gánh chịu châu Âu rất nhiều đặc sắc lịch sử, thập tự quân xâm lấn, Sở La Môn Vương, Thánh Điện, người Do Thái, Israel người, còn có các loại tôn giáo toàn bộ cũng dung nhập trong tòa thành thị này. Jerusalem thành là phồn hoa, nhưng nó kiến trúc cũng có thật nhiều cổ lão thành bảo, đây là một loại di sản văn hóa bảo hộ. Tại phi trường quốc tế bên ngoài là một cái quảng trường, trên quảng trường còn có suối phun. Trên trời có một vầng minh nguyệt. Lui tới đều là lữ khách, có lữ khách là đến du lịch, bọn họ theo thứ tự là người Nhật Bản, người Hoa, người Hàn, cũng có người da đen, người da trắng. Trên mặt bọn họ tràn ngập mới tới bảo địa cảm giác hưng phấn. Cũng không ít lữ khách là đạp vào trở về hành trình. La Quân hít một hơi thật sâu, hắn nhắm mắt lại một cái chớp mắt. Cái kia một cái chớp mắt, trong đầu của hắn lao nhanh qua rất nhiều hình ảnh. Đó là một loại lịch sử khí tức, lao nhanh thập tự quân xâm lấn, Giê-xu bị đính tại trên thập tự giá, cổ lão người Do Thái chờ chút. Chúng ta trước tìm quán rượu ở lại, Lạc Ninh nói với La Quân. La Quân đương nhiên không có ý kiến, nói ra, tốt. Lạc Ninh liền đưa tay chiêu một cỗ sĩ. Hai người rất nhanh hơn sĩ. Cái kia mở sĩ tài xế là cái người Do Thái, màu da rất tối, trong mắt hiện ra khôn khéo quang mang. Lạc Ninh nói ra, lân cận giúp chúng ta tìm một nhà khách sạn 5 sao. Nàng nói là tiếng Hoa. Cái kia người Do Thái nghe Lạc Ninh lời nói, lập tức một mặt mờ mịt. La Quân nói ra, đoán chừng hắn nghe không hiểu Hoa ngữ. Lạc Ninh nói ra, chẳng lẽ giảng tiếng Anh. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng tiếng Anh tựa hồ thật là so sánh quốc tế hóa một số. Hắn đón đến, hướng tài xế kia dùng tiếng Anh nói ra, chúng ta là tới nơi này du lịch. Do Thái tài xế quả nhiên hiểu tiếng Anh, hắn cũng dùng tiếng Anh nói ra, hoan nghênh các ngươi. La Quân nói ra, bất quá hôm nay quá muộn, chúng ta muốn lân cận tìm một nhà không tệ quán rượu trước ở lại. Do Thái tài xế nói ra, tốt, cái này không có vấn đề. Hắn đón đến, lại nói, các ngươi là vợ chồng a? La Quân nói ra, đúng. Lạc Ninh nhất thời quái dị nhìn một chút La Quân, tuy nhiên có chút bất mãn, nhưng vẫn là không nói gì. La Quân làm theo nghĩ là, lúc đầu hai người liền không thể để cho người khác nhìn ra là thần vực người nha, cho nên ngụy trang thành phu phụ, ngược lại tùy cơ ứng biến. Do Thái tài xế ngay sau đó liền bắt đầu chuyên tâm lái xe. La Quân trước đó cũng ở trên máy bay ngủ một trận, hiện tại tinh thần đầu rất tốt. Hắn có chút hăng hái đánh giá đến Jerusalem tòa thành thị này tới. Nửa giờ sau, sĩ tại một nhà gọi là A Đường Đại khách sạn phía trước dừng lại. Lạc Ninh sớm thay xong bên này tiền tệ, cho nên cũng không có vấn đề gì. Trả tiền qua đi, hai người tiến vào A Đường Đại khách sạn. Nhà này đại khách sạn đại đường rộng lớn, sinh ý rất tốt. La Quân cùng Lạc Ninh đi thẳng tới trước đài. Phục vụ tiểu thư là Israel người, màu da lệch hắc, nhưng rất lợi hại đoan trang. Nàng dùng tiêu chuẩn tiếng Anh vấn an. Lạc Ninh nói ra, mở hai gian phòng tổng thống. Nàng cũng là không thiếu tiền người, cho nên vô cùng tài đại khí thô. La Quân cũng là vui với hưởng thụ người, tiền bất quá là phục vụ công cụ. Hai người làm là tùy thời bỏ mệnh nghề, không đối với mình tốt đi một chút, như vậy sao được. Ngượng ngùng, cái kia phục vụ tiểu thư trên mặt là tiêu chuẩn mỉm cười, nói ra, hiện tại gian phòng đã đông nghẹt, chỉ có một gian tiêu chuẩn ở giữa. Lạc Ninh nhất thời ngốc ngẩn ngơ. La Quân ở một bên cũng là sững sờ, trong lòng vẫn là có chút nho nhỏ chờ mong. Có thể vừa mới chờ mong, lại cảm thấy rất có lỗi với Tư Đồ Linh Nhi. Hắn dứt khoát ở một bên không nói lời nào. Phó thác cho trời a. Lạc Ninh cau mày nói, lớn như vậy một cái quán rượu, làm sao lại không nhà ở giữa. Phục vụ tiểu thư vội vàng nói xin lỗi, nói ra, ngượng ngùng, gần nhất du lịch người tương đối nhiều, cho nên. Lạc Ninh trầm mặc nửa ngày, nàng cũng có chút mệt mỏi, không nguyện ý lại bôn ba. Ngẫm lại, liền nói, cái kia thanh căn này mở cho ta. Tốt, phục vụ tiểu thư lập tức nói. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Ninh nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, chúng ta đi ra ngoài bên ngoài, hết thảy đều là vì nhiệm vụ, cho nên không có chú ý nhiều như vậy, nên sự cấp tòng quyền thì sự cấp tòng quyền. Nàng nói là hoa ngữ. La Quân cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, Ninh sư tỷ, ta sẽ không hiểu sai. Ta ngủ ghế sofa.
Lạc Ninh ân một tiếng. Mở tốt gian phòng về sau, hai người liền cầm thẻ phòng qua hướng gian phòng. Cái này đánh dấu ở giữa là tại lầu 18, mở ra về sau, phát hiện bên trong công trình vẫn còn có chút phục cổ vị đạo. Gian phòng rất không tệ, tràn ngập một loại nói không nên lời dị quốc nhân văn tình hoài. Bất quá, để La Quân nhức cả trứng là, gian phòng không lớn. Mà lại, mẹ nó không có ghế sofa được không? Cái này đánh dấu ở giữa cũng là một cái giường lớn, một cái TV LCD, một cái phòng tắm. Phòng tắm vẫn là pha lê bình phong, mông lung. Chuyên môn cho mướn phòng nam nữ chuẩn bị. Lạc Ninh nhìn thấy đây hết thảy, khuôn mặt nàng nhất thời có chút khó coi. La Quân không khỏi nói ra, nếu không, ta ngủ hành lang. Lạc Ninh nói ra, không cần, sự cấp tòng quyền. Chính nàng nói sự cấp tòng quyền, nếu như bởi vì cái này điều kiện liền đem La Quân đuổi tới trên hành lang đi ngủ, đó cũng là có chút quá giả mồm. Ta muốn tắm rửa, người có thể đi ra ngoài một chút sao? Lạc Ninh sau đó hướng La Quân hạ đạt vô tình khu trục lệnh. La Quân cái này trong đầu còn đang miên man bất định, nghĩ đến Lạc Ninh tắm rửa bộ dáng đây. Lạc Ninh câu nói này giống như một bầu nước lạnh hất xuống đầu, hắn có thể nói cái gì? Đương nhiên là chỉ có một chữ hảo. La Quân ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắn chờ ước chừng nửa giờ sau, Lạc Ninh mở cửa phòng. Lúc này Lạc Ninh tóc vẫn là ướt sũng, nàng dùng khăn lông khô tại xoa xoa cọng tóc. Mà trên người nàng mặc một bộ màu đỏ cổ tròn lo lắng, thân dưới mặc là quần bò. Không thể không nói là, Israel hơn phân nửa bộ phận đều là sa mạc. Nơi này khí hậu rất là khô ráo. Cho nên nơi này khí trời rất nóng, cho dù là mùa đông, cũng rất ấm áp. La Quân nhìn thấy Lạc Ninh xoa cọng tóc động tác lúc ngốc ngẩn ngơ, cảm thấy cái này Lạc Ninh sư tỷ càng ngày càng tiếp địa khí. Lạc Ninh xoa làm cọng tóc, sau đó liền lấy ra sổ ghi chép ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nàng mở ra sổ ghi chép, không biết đang lộng thứ gì. La Quân đóng cửa phòng, ở một bên có chút không bình tĩnh, thử thăm dò nói ra. Ninh sư tỷ, ta cũng phải tắm rửa. Ngươi có muốn hay không né tránh dưới? Lạc Ninh nhìn về phía La Quân, rất lợi hại thuận tự nhiên hỏi, tại sao phải né tránh? Ta cũng sẽ không nhìn lén ngươi. La Quân ngẩn ngơ, hắn cảm thấy Lạc Ninh nói xong có đạo lý, hắn thế mà không phản bác được. Sau đó, La Quân bỗng nhiên trở lại vị. Cái gì gọi là không có nhìn trộm cũng không cần né tránh. Cái này làm như chính mình né tránh là bởi vì như không tránh né liền sẽ nhìn lén một dạng giống như. Đây không phải vũ nhục nhân cách sao? La Quân tâm lý nghĩ như vậy thời điểm, lập tức lại phi chính mình một ngụm. Đậu phộng, người cái tiện nhân còn có nhân cách, không cho ngươi ra ngoài, ngươi là tuyệt bức hội nhìn lén. Đương nhiên, đây đều là La Quân loạn thất bát tao ý nghĩ. Hắn tại hôm qua liền chuẩn bị tốt xuất phát quần áo. Cho nên hiện tại, hắn lấy chính mình y phục thì tiến phòng tắm. Tuy nhiên không thể nhìn lén Lạc Ninh tắm rửa, nhưng La Quân khi tắm nghĩ đến Lạc Ninh thì ở bên ngoài, hắn vẫn cảm thấy cái không khí này có chút quái dị. Sau khi tắm xong, La Quân cũng mặc một bộ màu đen lo lắng, quần bò đi ra. Hắn lộ ra rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Lạc Ninh cũng không ngẩng đầu lên, nói ra, nhiệm vụ ta đã nhận lấy, người cũng tới nhận lấy một lần đi. Đây là chính sự. La Quân không có gì tốt chối từ. Hắn liền tới đến trước giường ngồi xuống, Lạc Ninh đem sổ ghi chép giao cho La Quân. La Quân điểm kích nhận lấy. Tiếp theo, La Quân điện thoại di động thì thu đến tin tức. Trên điện thoại di động cho thấy là thần vực trang web chính thức đặc thù phù hào tiêu ký, đồng thời còn muốn đưa vào ấn ký mật mã mới có thể đi vào. La Quân dùng di động quét hình trên cánh tay ấn ký, như thế vừa rồi điểm đi vào. Phía trên liền biểu hiện xong cấp nhiệm vụ. Tìm kiếm Tây Nại Pháp Điển bị Lạc Ninh cùng La Quân nhận lấy. Nhiệm vụ thời gian là một tháng. Thời gian không thể nghi ngờ là gấp gáp. Lạc Ninh nói tiếp, nhiệm vụ có một cái nhắc nhở. La Quân nhìn về phía sổ ghi chép à, nói, cái gì nhắc nhở? Lạc Ninh nói ra, thứ ba thánh điện. Thứ ba thánh điện, La Quân không khỏi có chút nhức cả trứng, nói, có ý tứ gì? Lạc Ninh trầm ngâm nói, Sở La Môn thần điện được xưng là đệ nhất thánh điện. Đây là Israel cục văn hóa khảo cổ chứng thực qua. Bọn họ nói đệ nhất thánh điện thật là tồn tại qua. Nhưng là thứ ba thánh điện, ta cũng không biết là có ý gì. La Quân nói ra, chẳng lẽ nói là Tây Nại Pháp Điển cũng không tại thứ nhất trong thánh điện, tại chúng ta không biết trong bí mật, thực là có một tòa thứ ba thánh điện tồn tại. Lạc Ninh nói ra, chưa bao giờ có thứ ba thánh điện truyền thuyết.
La Quân nói ra, nhưng đây là một cái manh mối, chúng ta muốn từ thứ ba thánh điện tới tay. Lạc Ninh nhìn về phía La Quân, nói, người dự định làm gì tay? La Quân nói ra, đối với Sở La Môn thánh điện, chúng ta là hai mắt đen thui, thực cái gì cũng không biết. Ngày mai chúng ta đi trước thần điện di chỉ nhìn một chút, nhìn có thể hay không có phát hiện gì. Sau đó chúng ta tại bốn phía hỏi thăm một chút. Lạc Ninh nói ra, thì theo lời ngươi nói xử lý. Nàng đón đến, nói ra, theo ta được biết, trước sau mấy trăm năm qua, không biết bao nhiêu người đến Jerusalem tìm kiếm Sở La Môn Kim Bảo. Nhưng bọn hắn đều không thu hoạch được gì, chúng ta muốn hỏi thăm ra đến, chỉ sợ là rất khó. La Quân mỉm cười, nói ra, khó khăn khẳng định là sẽ có. Dù sao ba hạt cửu chuyển kim đan có thể là bảo vật vô giá, nơi đó có tốt như vậy. Lạc Ninh gật gật đầu, nói ra, người có tâm tính này là tốt. Nàng ngừng một lát, nói ra, đến lúc đó nếu là thất bại, chúng ta bị băng phong 10 năm, người cũng đừng hận ta. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta là người trưởng thành, đây là chính ta làm lựa chọn. Hết thảy hậu quả, tự nhiên cũng phải có gánh chịu khí độ. Lạc Ninh mỉm cười, sau đó nói sang chuyện khác, nói ra, người cảm thấy Nhạc Đại Bằng hội có phản ứng gì? La Quân nói ra, bây giờ ta cùng Ninh sư tỷ ngươi cùng một chỗ, chỉ sợ cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đơn độc tiến đến. Hắn nếu là tiến đến, nhất định là tìm trợ thủ, đồng thời có hoàn toàn chắc chắn. Lạc Ninh nói ra, người phân tích không sai. La Quân nói ra, ta đoán chừng chúng ta một lên phi cơ, hắn liền đã biết được. Cũng biết chúng ta nhất định là vì Tây Nại Pháp Điển mà đến. Hắn chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ ứng đối kế hoạch, hiện tại phải làm ra phản ứng. Hắn vừa dứt lời âm, điện thoại di động liền vang lên thanh âm nhắc nhở. La Quân liền xông Lạc Ninh nói ra, quả thật tới. Hai người điện thoại di động giờ phút này đều có thanh âm nhắc nhở, bởi vì bọn hắn đã ở vào cùng một cái nhiệm vụ bên trong. Thế là hai người đồng thời lấy điện thoại di động ra, quét hình ấn ký, sau cùng bên trong nội dung hiện ra. Nhạc Đại Bằng quả nhiên đến nhận chức phụ trọng, Hàng Hành Thiên lại là không có tới. Cái này khiến La Quân hơi hơi ngoài ý muốn. Lúc đầu, La Quân coi là Nhạc Đại Bằng sẽ cùng Hàng Hành Thiên cùng một chỗ. Bất quá lập tức, La Quân sắc mặt thì biến cổ quái. Bởi vì lại có một người đến trận này trong nhiệm vụ tới. Người này là, Trình Kiến Hoa. Đồ chó này, quả nhiên không chết. La Quân thầm mắng một tiếng, hắn có thể sẽ không cho là cái này Trình Kiến Hoa bất quá là cái trùng tên trùng họ người. Lạc Ninh nhìn ra La Quân sắc mặt cổ quái. Không khỏi nói, làm sao? Trình Kiến Hoa có vấn đề. La Quân gật gật đầu, nói ra, cái này Trình Kiến Hoa là cái rất kỳ quái người, ta cùng hắn có chút khúc mắc. Lạc Ninh không khỏi có chút im lặng, nói ra, người bản sự không lớn, cửu gia nhưng thật ra vô cùng nhiều. La Quân nhất thời tức xạ mặt lại, nói ra, cái này thật đúng là không trách ta, Trình Kiến Hoa người này, nhân phẩm không được tốt lắm. Bất quá ta có chút kỳ quái, hắn thế mà cũng là thần vực người. Hắn dựa vào cái gì thần vực? Lạc Ninh nói ra, cái này ta cũng không có cách nào trả lời ngươi, nhưng ta có thể điều tra, thêm hắn tư liệu. Nàng sau khi nói xong liền thao tác dậy sổ ghi chép tới. Không bao lâu, Lạc Ninh liền tra, được Trình Kiến Hoa. Nàng nói ra, cái này Trình Kiến Hoa nguyên lai là bị Thiên Tông Sư Tôn phá lệ thu nhập môn tường. Hắn hiện tại là Thiên Tông Sư Tôn đệ tử, giống như ta đều là xuất phát từ khu trong nội môn. Địa vị tôn sùng. La Quân sờ mũi một cái, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn khe khẽ thở dài, nói ra, ta trăm cay nghìn đắng khảo hạch, kinh lịch sinh tử gian nguy, sau cùng cũng bất quá là thần vực ngoại môn, cấp thấp nhất thanh đồng đệ tử. Trình Kiến Hoa lại có thể trở thành nội môn đệ tử. Ngươi cùng hắn đến có quan hệ gì? Ta nhìn bầu trời tông sư tôn đã chịu phá lệ thu hắn làm đệ tử, như vậy hắn nhất định có chỗ hơn người. Mà lại lần này, Nhạc Đại Bằng biết rõ ta tham dự nhiệm vụ lần này. Hắn y nguyên xông tới. Chắc hẳn hắn ỷ vào cũng chính là cái này Trình Kiến Hoa. Lạc Ninh trong lúc nhất thời đối Trình Kiến Hoa thân phận hiếu kỳ tới cực điểm. La Quân ngay sau đó cũng liền không giấu giếm, nói ra, sự tình là như thế này. Rất nhanh, La Quân liền đem hắn trợ giúp Bạch Ngâm Xương, sau đó cùng Trình Kiến Hoa ân oán nói ra. Lạc Ninh nói ra, nói cách khác, như không phải là bởi vì ngươi vận khí tốt, ngươi đã sớm chết tại Trình Kiến Hoa trên tay. La Quân nói ra, không sai, bất quá hắn đã bị ta đánh què hai chân, sau cùng lại rơi vào vách đá vạn trượng. Thật không hiểu rõ hắn là làm thế nào sống sót,
làm sao rời đi cái kia vách núi. Lạc Ninh nói ra, Nhạc Đại Bằng không đủ gây sợ, nhưng cái này Trình Kiến Hoa cho ta rất bất an cảm giác. Có cơ hội, nhất định muốn trước hết giết hắn. La Quân gật đầu, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Lạc Ninh nói ra, đêm nay ngủ, tỉnh táo một điểm. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ hiện tại hẳn là còn ở Los Angeles, nhưng cũng làm không tốt bọn họ là đuôi theo chúng ta tới. Chỉ chờ chúng ta một nhận nhiệm vụ, bọn họ liền xuống tay. La Quân âm thầm run lên, nói ra, ừm. Lạc Ninh nói, ta ngủ. Nàng nói xong liền kéo chăn mền, đắp lên trên người ngủ. Trong phòng mở điều hòa, dạng này che kín chăn mền ngủ, rất là sảng khoái. La Quân thấy thế không khỏi thầm nghĩ, ta làm sao bây giờ? Hắn cũng không tiện qua ngủ trên giường. Sau cùng, không có cách, La Quân dứt khoát thì tại cạnh giường nằm xuống ngủ. Dù sao hắn thể chất tốt rất lợi hại, cũng không lo lắng hội xảy ra vấn đề gì. Giờ phút này, khiến cho La Quân cùng Lạc Ninh tuyệt đối nghĩ không ra là, tại cái này A Đường đại khách sạn bên trong, Trình Kiến Hoa cùng Nhạc Đại Bằng đã sớm vào ở. Hai người vẫn là tại La Quân bọn họ trước một ngày đến Jerusalem, cũng định tại cái quán rượu này bên trong. La Quân vẫn là chủ quan, hắn quên Trình Kiến Hoa thần toán kinh người, có không cần đoán cũng biết bản sự. Phòng Tổng thống bên trong, Trình Kiến Hoa lại là ngồi tại trên xe lăn. Nhạc Đại Bằng cao tuổi rồi, nhưng hắn lại là thuộc về Trình Kiến Hoa tiểu đệ, một đường đều phải phục thị lấy Trình Kiến Hoa. Trong phòng khách, ánh đèn nhu hòa, Trình Kiến Hoa thưởng thức một chén thêm đá khối cùng quả chanh rượu vang đỏ. Nhạc Đại Bằng thành thành thật thật ngốc ở bên cạnh. Trình sư huynh, ngươi dự định như thế nào đối phó La Quân bọn họ? Nhạc Đại Bằng nhịn không được hỏi. Trình Kiến Hoa làm im lặng thủ thế, theo rồi nói ra, có nhiều thứ, nói ra thì mất linh. Nhạc Đại Bằng trong lòng không, nhưng Trình Kiến Hoa lại làm thần thần bí bí, cái này có thể hành hạ chết Nhạc Đại Bằng. Nhạc Đại Bằng cũng không dễ tiếp tục truy vấn, đành phải buồn bực ở một bên. Trình Kiến Hoa vẫn là tuấn mỹ như vậy, hắn nói ra, Nhạc sư đệ, ngươi không nên gấp gáp. Muốn nói đối La Quân hận, ngươi không kịp ta. Ta cái này một đôi chân cũng là bị hắn phế, ta cuộc đời sở thụ đến lớn nhất khuất nhục, cũng là bái hắn ban tặng. Ta tại Huyền Y Môn hết thảy cơ nghiệp đều là bị hắn hủy. Nhạc Đại Bằng không khỏi bị kinh ngạc, nói ra, chân ngươi lại là bị La Quân phế. Hắn lúc đầu cảm thấy Trình Kiến Hoa cao thâm mặt chắc, đối với hắn rất có lòng tin. Nhưng bây giờ nghe hắn vẫn là cắm lại La Quân trên tay, ngay sau đó không khỏi có chút không bình tĩnh. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhạc sư đệ, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi cảm thấy ta cũng bại tướng dưới tay là La Quân, cho nên lần này ẩm thực không hắn đúng không? Nhạc Đại Bằng không tốt nói thẳng là, cho nên hắn cười khan một tiếng, nói ra, ta không có ý tứ này. Trình Kiến Hoa nói ra, có ý nghĩ này, cũng rất bình thường. Hắn đón đến, nói, ta sở dĩ đưa tại La Quân trên tay, cũng không phải là bởi vì hắn lợi hại đến mức nào, thông minh. Ta bất quá là bị ta tử quỷ kia sư phụ bày một đạo. Bây giờ, ta tử quỷ kia sư phụ đã tan thành mây khói, La Quân bất quá là ta trong đĩa đồ ăn mà thôi. Ta cũng phải muốn nhìn một chút, lần này có thể có cái gì kỳ tích có thể cứu hắn. Nói càng về sau, hắn trong mắt lóe lên một vòng khủng bố hàn ý. Đây là một loại nghiến răng nghiến lợi, đến cực hạn hận ý. Nhạc Đại Bằng nhìn nhiều Trình Kiến Hoa liếc một chút, nói, cái này sư huynh, chúng ta lúc nào ra tay. Trình Kiến Hoa nói ra, hiện tại tuyệt đối còn không thể ra tay. Ngươi đừng quên, chúng ta còn muốn dựa vào La Quân vận khí tìm đến Tây Nại Pháp Điển. Như là vận khí tốt, lại tìm đến Jehovah ước quỹ, người sư tôn kia khen thưởng tuyệt sẽ không thiếu. Nói không chừng một cao hứng, liền để ngươi cũng vào nội môn. Nhạc Đại Bằng tâm tư cũng lập tức nhảy lên hoạt lạc. Trình Kiến Hoa lời nói quá mức mê hoặc lực, hắn cũng nhịn không được có chút hướng tới. Trình Kiến Hoa trong mắt lóe ánh sáng yếu ớt mang, trên tay hắn mang một cái pháp giới. Giờ phút này, hắn không tự chủ được chuyển động pháp giới, trong đầu lại là hiện lên La Quân đối với hắn vũ nhục. La Quân, ta đã tính sai qua một lần. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm xoay người cơ hội. Ngươi nhất định muốn hảo hảo còn sống, để cho ta hảo hảo a tấn ngươi. Lạc Ninh nửa đêm khi tỉnh dậy, phát hiện La Quân ngủ ở trên sàn nhà bằng gỗ. Nàng nhìn một chút, khóe miệng liên lụy ra mỉm cười đến, cũng không nghĩ nhiều, sau đó xoay người thì ngủ. Nàng tự nhiên không có khả năng đau lòng La Quân, ngẫm lại La Quân cũng là da thô thịt thô, có cái gì tốt đau lòng. La Quân đang ngủ trước đó,
khó tránh khỏi còn đối bên cạnh trên giường Lạc Ninh có chút miên man bất định. Tuy nhiên La Quân hiện tại đã rất lợi hại chính phái, nhưng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hắn không biết làm sao giọt, đối mặt Lạc Ninh lại luôn có chút tâm viên ý mã. Riêng là tại dạng này mập mờ tràng cảnh dưới. Bất quá, hắn cũng có chính mình tuyến. Hắn mặc dù sẽ nhìn lén Hạ Lạc Thà, trong đầu ảo tưởng dưới cái gì, nhưng hắn sẽ không thật theo Lạc Ninh như thế nào. La Quân là cái nam nhân bình thường, hắn những này biểu hiện, cũng là một người nam nhân bình thường đều sẽ làm. Mà La Quân phẩm chất ưu tú ngay tại ở, hắn sẽ không đi phó chư vu hành động. Nếu như hắn thật sự là nửa người dưới suy nghĩ nam nhân, như vậy Đinh Hàm cũng sớm đã bị hắn bắt lại. Không nói đến những này, La Quân ngủ đến nửa đêm làm một cái ác mộng. Hắn mộng thấy trong u ám, Trình Kiến Hoa ngồi tại trên xe lăn, dùng thăm thẳm ánh mắt nhìn lấy chính mình. Mà lại, con hàng này trên tay có một cái pháp giới, đang chuyển động pháp giới. Trình Kiến Hoa ánh mắt giống như đang nói, lần này, sẽ không còn có kỳ tích a, ngươi liền chờ chết đi. Mà mẹ nó, La Quân chửi một câu, trong nháy mắt thanh tỉnh, ngồi xuống. Lạc Ninh là bị La Quân câu này nói tục cho đánh thức. Nàng có chút không khỏi rượu ngồi xuống, nhìn về phía dưới giường La Quân, nói, làm sao? La Quân xoa xoa con mắt, kỳ quái nói ra, ta làm sao dưới giường? Ngươi đá ta xuống tới. Lạc Ninh nhạt lạnh nói ra, cái chuyện cười này không buồn cười. La Quân sờ sờ não trước, lúc này mới muốn tự bản thân vốn là dưới giường ngủ. Thế là cũng liền không xoắn suýt vấn đề này, nói ra, ta làm ác mộng, mộng thấy Trình Kiến Hoa cái thằng nhãi con trốn ở hắc ám địa phương, thăm thẳm nhìn ta. Lạc Ninh không khỏi có chút im lặng, nói ra, Trình Kiến Hoa không phải bại tướng dưới tay ngươi sao? Hắn chả không có xuất hiện thế mà thì dọa đến ngươi làm ác mộng. Làm cái dám đến ác mộng, La Quân nói ra, tốt xấu ta cũng là kim đan đỉnh phong tu vi, cách hóa thần chi cảnh cách xa một bước. Ta tinh thần ổn định, ý chí kiên quyết, làm sao có thể làm ác mộng. Ta đoán chừng Trình Kiến Hoa ngay tại trong quán rượu này, là hắn đang làm trò quỷ. Gia hỏa này, thừa dịp ta ngủ, sử dụng cái kia bộ cẩu thí huyền môn pháp thuật tới dọa ta. Lạc Ninh nghe vậy nao nao, nàng không có phản bác. Bởi vì nàng cũng là cao thủ, tự nhiên biết La Quân cũng không khả năng làm loại này ác mộng. Nàng nói ra, nếu thật là Trình Kiến Hoa cách làm, như vậy Trình Kiến Hoa tinh thần lực còn không phải bình thường cường đại. La Quân nói ra, hắn có không cần đoán cũng biết bản sự, nếu không chúng ta lúc này qua dưới lầu tia, a một chút, nhìn hắn có phải hay không nhập ở tại quán rượu này. Lạc Ninh nói ra, đã ngươi nói hắn có không cần đoán cũng biết bản sự, cái kia tia, a cũng là bạch cha. La Quân nói, lời nói cũng không phải nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể tại trong cõi u minh nhìn thấy một đầu tuyến mà thôi, không có khả năng không rõ chi tiết đều biết. Có lẽ chúng ta thật sự đem hắn tia, a được, thuận tiện đem hắn chặn lại, trực tiếp xử lý, 100 đâu. Lạc Ninh nói ra, đêm hôm khuya khoắt, người đây là đang nằm mộng giữa ban ngày. Nếu quả thật tốt như vậy xử lý, Thiên Tông Sư Tôn lại phái hắn đến đây. Ngươi là cảm thấy Thiên Tông Sư Tôn là heo sao? La Quân đứng lên, nói ra, không cần quan tâm nhiều. Ta muốn đi dò cha. Nếu là vạn nhất ta ra ngoài bị mai phục, trực tiếp bị Nhạc Đại Bằng cho xử lý, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không góp sức. Hắn nói xong cũng đi ra phía ngoài. Lạc Ninh bất đắc dĩ, nàng thật đúng là sợ La Quân cùng với nàng tách ra, sau đó bị Nhạc Đại Bằng cho giết. Vạn nhất đây chính là Trình Kiến Hoa để La Quân làm ác mộng thiết kế đâu. Cho nên Lạc Ninh vì cẩn thận lý do, vẫn là rời giường, cùng La Quân cùng ra ngoài. La Quân liền biết Lạc Ninh sẽ ra ngoài, không phải vậy hắn thực nào dám đơn độc hành động. Dù sao gần nhất 2 tháng này, La Quân là rất bị đè nén. Trước kia hắn tại Châu Phi trong rừng, hóa kính đỉnh phong tu vi, quả thực có loại đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cảm giác. Lúc đầu coi là cái này thân thể bản sự trở lại Hải Tân, cầm tới trang bức đánh mặt là dư xài. Nào biết, nơi này nước mới thật sự là sâu. Hắn tấn thăng đến kim đan chi cảnh về sau là biệt khuất. Mẹ trái trứng, tấn thăng đến kim đan đỉnh phong về sau vẫn là biệt khuất. Mỗi ngày đi ra ngoài đều phải theo cô vợ nhỏ giống như, sợ không cẩn thận bị người cho làm. Nương, La Quân là thật chơi không lại Nhạc Đại Bằng a. La Quân cùng Lạc Ninh một ra khỏi cửa phòng, La Quân bỗng nhiên đứng tại sát vách 804 trước của phòng dừng lại. Lạc Ninh nghi hoặc nhìn về phía La Quân. La Quân hướng bên trong chỉ, nhỏ giọng nói, người nói bọn họ có khả năng hay không ở bên trong.
Lạc Ninh không khỏi nâng trán thở dài, nói, ngươi thật là một cái thiên tài nhi đồng. Nàng nói vừa xong, La Quân phanh một chân đem cửa đá văng. Sau đó, La Quân xông vào. Lạc Ninh bất đắc dĩ, chỉ có đi theo vào. Nàng xem như phục La Quân, gia hỏa này làm việc thật sự là quá lỗ mãng. La Quân xông tới, lập tức liền trông thấy bên trong mở màn đèn, quang mang ảm đạm. Nhưng là trên giường một đôi uyên ương lại là chính thân thể trần truồng tại triền miên. Hơn nửa đêm, bọn họ cũng là rất liều. La Quân cùng Lạc Ninh xông tới, đối với uyên ương hoảng sợ gần chết. Bọn họ vội vàng kéo qua cái chăn kinh hoàng bao lấy. Nam kia là cái nước Mỹ nam tử, dùng tiếng Anh phẫn giận dữ hét, a. La Quân liền biết mình lầm, hắn lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta là hình cảnh quốc tế, hiện đang điều tra, a một cọc phụ nữ lừa bán sự kiện. Người cùng người nữ nhân bên cạnh là quan hệ như thế nào? Cái kia nước Mỹ nam nhân mặt lập tức liền lục. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn là đang trộm tình a. La Quân nói ra, tính toán, đoán chừng ngươi cũng không có gan này. Nhưng sau xoay người rời đi. Cái kia nước Mỹ nam tử hoảng sợ ra một thân đổ mồ hôi, tâm lý tất cả đều là may mắn, tự nhiên không dám đến tìm La Quân phiền phức. La Quân lại đi tới trong một phòng khác phía trước, hắn vừa dừng một chút, Lạc Ninh lập tức giật mình, giữ chặt La Quân nói, thiên tài nhi đồng, ngươi cũng chớ làm loạn. La Quân cười ha ha, nói ra, ta hoảng sợ ngươi. Lạc Ninh im lặng trợn mắt chừng một cái. Sau đó, hai người rất nhanh liền ngồi thang máy đi vào lầu một đại đường. Lầu một đại đường đèn đuốc sáng trưng, trước đài cũng có phục vụ tiểu thư tại phòng thủ. Tiên sinh, ngài khỏe chứ, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ? La Quân cùng Lạc Ninh đi vào trước đài, phục vụ tiểu thư lập tức mỉm cười nói. La Quân sắc mặt lo lắng, nói ra, ta vừa rồi đạt được một tin tức, có người muốn ở chỗ này bố trí bom. Ngươi tranh thủ thời gian tia một chút, có phải hay không có cái gọi Trình Kiến Hoa người vào ở? Phục vụ tiểu thư nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nàng không xác định La Quân nói tới là thật là giả. Vì vậy nói, ta lập tức gọi an toàn quản lý. La Quân gật đầu, nói ra, mau chóng. Phục vụ tiểu thư lập tức gửi điện thoại hoàn tất về sau, nói ra, an toàn quản lý lập tức tới ngay. Xin hỏi ngài là ai? Vì sao lại biết? La Quân nói ra, Trình Kiến Hoa là ta cửu nhân, hắn theo dõi ta tới. Hắn vừa rồi phát một đoạn tin tức nói ở chỗ này giấu bom. Người vẫn là nhanh điều tia, a thêm có hay không người này vào ở tin tức. Nếu như chúng ta kịp thời bắt hắn lại, có lẽ có thể đem nguy cơ lần này giải trừ. Phục vụ tiểu thư do dự bất định, sau cùng cắn răng một cái, lập tức tia được tới. Một bên Lạc Ninh nhất thời đối La Quân có chút lau mắt mà nhìn, con hàng này, thật đúng là nói dối theo uống nước sôi để nguội giống như. Đây cũng là một loại bản sự a. Sau đó, an toàn quản lý lập tức tới ngay. An toàn quản lý là cái cường tráng Israel nam tử, cao lớn thô kệch, màu da đen kịt. Hắn nghi hoặc nhìn La Quân liếc một chút, lại hướng phục vụ tiểu thư nói lên Israel ngữ tới. Dù sao là huyên thuyên, La Quân cũng nghe không hiểu. Cái kia phục vụ tiểu thư nghe xong, lập tức hướng La Quân phiên dịch, nói ra, chúng ta an toàn quản lý hỏi ngài là ai. La Quân nói ra, cái này không mù chậm trễ công phu sao. Chúng ta việc cấp bách là trước tiên đem Trình Kiến Hoa tìm ra. Không phải vậy thật nổ tung, không nói nhận chịu trách nhiệm gì, chúng ta nếu như bị nổ chết đâu. Ngươi thì nói cho ta biết, Trình Kiến Hoa có hay không vào ở tin tức. Cái kia phục vụ tiểu thư bị La Quân cái này tam bản phủ làm hoang mang lo sợ, nói ra, có, hắn vào ở số 708 phòng. La Quân cùng Lạc Ninh nhìn nhau, lập tức, hai người liền cấp tốc hướng số 708 phòng chạy đi. La Quân cùng Lạc Ninh cũng không có ngồi thang máy, mà chính là trực tiếp đi thang lầu. 7 tầng lầu, hai người một phút đồng hồ không dùng đến, đã đến. So đi thang máy đều muốn nhanh. Số 708 trước phòng. Lạc Ninh chính điệu bộ để La Quân không nên vọng động, trước nghe một chút động tĩnh, bàn bạc kỹ hơn cái gì. Nào biết La Quân quá trực tiếp một chân đem đại môn đá văng. Sau đó liền xông đi vào. Lạc Ninh im lặng. Cũng chỉ có thể đi theo vào. Số 708 trong phòng ánh đèn sáng tỏ, nhưng mà bên trong lại đã không có một ai. La Quân chú ý tới trên bàn trà có một notebook. Hắn đi vào sổ ghi chép phía trước, đem sổ ghi chép mở ra. Sổ ghi chép mở ra về sau, trên màn hình nhảy ra một đoạn video văn kiện. Phía trên có mấy cái chữ,
La Quân kính duyệt. Lạc Ninh đi vào La Quân bên người, La Quân ấn mở video. Bên trong lại là một đoàn hắc ám đến khiến người ta cảm giác sợ nổi da gà. Sau đó, cái kia trong bóng tối chậm rãi có động tĩnh, sau cùng, ngồi tại trên xe lăn Trình Kiến Hoa xuất hiện. Hắn chính là đang từ từ chuyển động trên tay pháp giới. Tình huống này, theo La Quân nằm mơ tràng cảnh giống như đúc. La Quân không tự chủ được dùng mình một cái, Song Lạc Ninh nói ra, ta ở trong mơ nhìn thấy cũng là cảnh tượng như thế này. Lạc Ninh sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Cái kia trong video Trình Kiến Hoa bỗng nhiên mở miệng, hắn ánh mắt thăm thẳm, nói ra, La Quân, không nghĩ tới sao. Chúng ta lại gặp mặt, ngươi cho rằng ngươi đi quán rượu điều ti à ta là ngươi thông minh sao? Bất quá là một loại hậu chi hậu giác à, ngươi bởi vì hoảng sợ, cho nên muốn giết ta, cho nên nhất định sẽ tới điều ti à ta, nhất định sẽ tới đến nơi đây. Ngươi là tại từng bước một tiến vào ta bước cục, hiểu chưa? La Quân sắc mặt khó nhìn lên. Mẹ chứng, Trình Kiến Hoa nói xong có đạo lý, La Quân cùng Lạc Ninh đều cảm thấy mình có chút không phản bác được à. Trình Kiến Hoa còn nói thêm, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, ta tại sao muốn đem các ngươi dẫn vào gian phòng này đúng hay không? Các ngươi có cảm giác hay không đến thân thể bắt đầu phát nhiệt? Đây là bởi vì, tại trong gian phòng đó, ta để đặt một loại sổ ghi chép bên trong. Trong video Trình Kiến Hoa còn chưa nói ra để đặt thứ gì. La Quân ba một chút, một chân đạp trên qua, lập tức đem sổ ghi chép vỡ nát. Sau đó, La Quân kéo Lạc Ninh, nói ra, chúng ta đi. Hai người cấp tốc ra khỏi phòng, Lạc Ninh không khỏi kỳ quái nói, vì cái gì không cho hắn nói xong. La Quân nói ra, hắn đang làm trò quỷ, nói chuyện là vì trì hoãn thời gian. Trong phòng khẳng định là thả cái gì kỳ quái đồ, vật, loại vật này một khi tiếp xúc lâu. Hắn có thể sẽ sở cho phép chúng ta từ trường, hô hấp tiết tấu chờ một chút, tới lần cuối trưởng khống chúng ta. Lạc Ninh nói ra, dùng cái gì khẳng định như vậy? La Quân nói ra, Trình Kiến Hoa là cái thông minh vô cùng người, bất quá ta cũng không tính ngu ngốc. Lạc Ninh nói ra, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? La Quân nói ra, về phòng ngủ. Tại một căn phòng khác bên trong, Trình Kiến Hoa cùng Nhạc Đại Bằng chính đang theo dõi lấy. Chờ La Quân cùng Lạc Ninh vừa đi ra ngoài, cái kia Nhạc Đại Bằng hơi hơi thất sắc, nói ra, làm sao bây giờ? Người bát quái huyền ly trận mới khởi động, căn bản còn không có hấp thu đến bọn họ tinh khí thần. Trình Kiến Hoa sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn từ tốn nói, lúc này mới có chút ý tứ nha. Nếu là bọn họ thật thì dễ dàng như vậy bị ta trưởng khống, vậy hắn cũng không xứng làm đối thủ của ta. Nhạc Đại Bằng nói, vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, tại bọn họ đi ra thời điểm, ta đã sắp xếp người qua bọn họ trong phòng thả thất hồn hương. Loại này thất hồn hương là ta đặc biệt chế tác, chờ bọn họ rời đi gian phòng này về sau, ta có thể sử dụng từ trường chi lực thu hồi thất hồn hương. Thất hồn hương bên trong thì có bọn họ tinh khí thần. Nhạc Đại Bằng nghe vậy không khỏi bị kinh ngạc, đồng thời cảm thấy phát lạnh. Cái này Trình Kiến Hoa trí tuệ và mưu kế thật sự là thật đáng sợ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Nếu ai làm hắn địch nhân, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Cái này Trình Kiến Hoa lợi hại nhất địa phương cũng là ở chỗ hắn đối với người tâm trưởng khống. Liền cũng tại lúc này, Trình Kiến Hoa thao tác sổ ghi chép phía trên hình ảnh lập tức kết nối hành lang giám sát. Giám sát lộ ra bày ra La Quân cùng Lạc Ninh đi vào chính bọn hắn trước gian phòng mặt. Lạc Ninh đang chuẩn bị đi vào, La Quân đột nhiên giữ chặt Lạc Ninh. Lạc Ninh nhìn về phía La Quân. Nói, lại thế nào? La Quân trầm giọng nói ra, Trình Kiến Hoa là cái quỷ tinh, không có khả năng chỉ đơn giản như vậy để cho ta nhìn thấu. Rất có thể chúng ta đi tìm hắn đồng thời, hắn tại chúng ta trong phòng làm tay chân. Lạc Ninh cảm thấy run lên, nàng bắt đầu ý thức được cái này Trình Kiến Hoa đáng sợ. Nàng luôn luôn đều là khổ luyện giết địch bản lĩnh, gặp địch đều là quang minh chính đại đánh nhau. Nhưng Trình Kiến Hoa chỗ thi triển chiêu số, toàn bộ đều là bí hiểm khó dò. Có thể hay không hết thảy đều là ngươi suy nghĩ nhiều. Lạc Ninh nhìn về phía La Quân, nói. La Quân nói ra, suy nghĩ nhiều cũng tốt hơn bị hại, gặp được Trình Kiến Hoa, nhiều cẩn thận một chút là không có chỗ xấu. Chúng ta không muốn đi vào, liền để phục vụ viên cho chúng ta đem hành lý lấy ra. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lạc Ninh tán thành La Quân thuyết pháp. Ngay sau đó, hai người liền trực tiếp qua đại đường, sau đó để phục vụ viên đem dương hành lý lấy xuống. Cầm tới hành lý về sau, hai người cẩn thận kiểm tra,
a một phen, phát hiện không có vấn đề vừa rồi tính tiền rời đi. Trình Kiến Hoa cùng Nhạc Đại Bằng còn trong phòng. Nhạc Đại Bằng lúc này cũng phát giác được La Quân chỗ lợi hại, hắn cảm thấy Trình Kiến Hoa là quỷ tinh, mà La Quân cũng tương đương khôn khéo. Hai người này cùng một chỗ, là long tranh hổ đấu. Nhạc Đại Bằng cảm thấy mình cũng rất không tệ, nhưng mình IQ so sánh với bọn họ đứng lên, thì theo tiểu hài tử chơi nhà tròi giống như. Sau đó phải làm sao bây giờ? Nhạc Đại Bằng hỏi Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa sắc mặt nhàn nhạt, hắn chuyển động trên tay pháp giới, nói ra, thời gian còn rất dài, chúng ta có là cơ hội, từ từ sẽ đến đi. La Quân cùng Lạc Ninh rời đi A đường đại khách sạn. Hai người cản một chiếc taxi. Sau khi lên xe, liền để taxi đi hướng trung tâm thành phố. Xe taxi rất nhanh lái đi ra ngoài, sĩ tài xế lúc cái người Do Thái, hắn chuyên tâm lái xe. La Quân cùng Lạc Ninh lợi dụng tiếng Hoa nói chuyện với nhau, cũng là không lo lắng sẽ bị người Do Thái nghe lén đến. Khó nói chúng ta vẫn dạng này như chim sợ cành cong. Lạc Ninh cau mày nói, nàng mi đầu nhẹ trao lại lúc, có loại khác mỹ lệ phong tình. La Quân nói ra, bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, rất khó phản kích. Trình Kiến Hoa huyền môn thuật số quá lợi hại, chúng ta đi nơi nào, hắn đều có thể suy đoán ra tới. Trước đó hắn cùng Trình Kiến Hoa giao phong đã cảm thấy rất lợi hại biệt khuất, bởi vì hắn làm cái gì Trình Kiến Hoa đều biết. Mà Trình Kiến Hoa muốn làm gì, hắn hoàn toàn không biết. Lạc Ninh nói ra, muốn tìa, bọn họ ở nơi nào cũng không khó, chúng ta đi tìm trên đường một số lão đại. Bọn họ tai mắt phổ biến, có lẽ có thể giúp chúng ta tìm tới. Cái này Trình Kiến Hoa một ngày không giết, chúng ta liền xem như tìm tới Tây Nại Pháp Điển, sau cùng cũng chỉ là thay hắn làm áo cưới. La Quân nhãn tình sáng lên, nói ra, cái chủ ý này không tệ. Lạc Ninh nói ra, dưới mắt trước hết không tìm Tây Nại Pháp Điển, Trình Kiến Hoa một ngày không giết, chúng ta cứ như vậy rông dài. Đại không, cùng một chỗ bị băng phong. La Quân nói ra, nếu là chúng ta hiện tại dẹp đường hồi phủ, vậy tuyệt đối muốn để Trình Kiến Hoa bọn họ mắt trợn tròn. Hắn nghĩ tới cái này bỗng nhiên rất chờ mong nhìn thấy Trình Kiến Hoa khi đó biểu lộ. Lạc Ninh bạch La Quân liếc một chút, nói ra, bọn họ chỉ sợ rất khó tìm đến Tây Nại Pháp Điển. Chính chúng ta vận mệnh không thể giao cho trong tay người khác. La Quân cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, nói, ta biết. Đến Jerusalem trung tâm thành phố. Hai người lần nữa tìm một quán rượu vào ở. Lần này, hai người y nguyên vẫn là ở chung phòng phòng. Bởi vì Trình Kiến Hoa bọn họ Uyota đã tới, tách ra ngủ, thật sự là vô pháp kịp thời phòng ngự. Hai người nhất định là phòng tổng thống, lần này La Quân ngủ ở phòng khách trên ghế salon, cái kia ngược lại là dễ chịu rất nhiều. La Quân lần nữa ngủ, hắn cũng không tiếp tục làm ác mộng. Đây là bởi vì La Quân đã rời xa Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa lại cũng không có bản sự này, có thể tại rất xa địa phương để La Quân làm ác mộng. Lại nói, làm ác mộng cũng không có ý nghĩa gì. Trước kia lệ quỷ báo thù, ưa thích tại cừu nhân trong mộng xuất hiện, để thù người vô pháp chìm vào giấc ngủ, tinh thần trở nên kém. Nhưng La Quân loại người này là tuyệt đối sẽ không bị ác mộng khống chế. La Quân cùng Lạc Ninh ngủ rất là thơm ngọt, cũng là một đêm này thật sự là dày vò đầy đủ đầy đủ. La Quân buổi sáng 8 giờ mới tỉnh lại, hắn ngồi xuống, dễ chịu duỗi cái chặn ngang. Sau đó, hắn đi vào ban công chỗ, đem màn cửa kéo ra. Kéo ra trong nháy mắt, tia nắng ban mai vẩy chiếu vào, hắn nhất thời tắm rửa tại kim quang bên trong. Nơi này là thứ 36 tầng, La Quân từ nơi này hướng xuống mặt nhìn lại, toàn bộ Jerusalem thành thị đều ở mắt. Xa xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy không ít tông miếu Phật tự. Jerusalem cũng là một cái tràn ngập tôn giáo sắc thái thành thị. Không khí hơi khô khô, bất quá cái này không ảnh hưởng La Quân tâm tình. Từ lạnh lẽo Los Angeles đến ấm áp Jerusalem, nhìn thấy dạng này long lanh ánh sáng mặt trời, thật sự là để cho lòng người vui vẻ. Sau đó, La Quân chợt nghe cửa phòng ngủ mở ra thanh âm. Hắn quay đầu liền trông thấy Lạc Ninh đứng ở trước cửa, nàng là vừa rời giường, còn có chút còn buồn ngủ. La Quân trông thấy nàng lúc trong nháy mắt cũng có chút thú huyết sôi trào. Bởi vì Lạc Ninh đổi màu trắng áo ngủ, nàng áo ngủ không có cài tốt, trắng như tuyết bắp đùi liền đang ngủ bào bên trong như ẩn như hiện. Ta dựa vào. La Quân gian nan nuốt ngụm nước bọt, hắn đã thật lâu không có chạm qua nữ nhân được không? Đây là vừa sáng sớm, chính là nam nhân lớn nhất tinh thần phấn chấn thời điểm. Đây không phải dụ người phạm tội sao?
Lạc Ninh nhìn thấy La Quân ánh mắt, nhất thời tỉnh giấc tới. Nàng lập tức quay người đi vào phòng, phanh một chút, đóng cửa lại. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, thầm nghĩ, cái này cũng không nên trách ca nha. Ước chừng sau 5 phút, Lạc Ninh đi ra lúc đã mặc chỉnh tề. Lạc Ninh gặp La Quân, cũng không có gì đặc biệt biểu lộ, thì giống chẳng có chuyện gì. Lại nói, cũng là thật không có xảy ra chuyện gì. Bất quá là nhìn xem bắp đùi, ở trên máy bay liền ngực đều nhìn, cái này tính là gì. Hai người sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền dẫn hành lý xuống lầu. Xét thấy đối Trình Kiến Hoa không yên lòng, hai người là sẽ không ở cùng một cái quán rượu, chung phòng phòng ở 2 ngày. Hai người đi trước ăn điểm tâm, ngay tại quán rượu lầu 2 ăn. Quán rượu là miễn phí cung cấp bữa sáng. Đương nhiên, nói mặc dù là miễn phí, nhưng Dương Mao khẳng định là xuất hiện ở dê trên thân. Ăn điểm tâm thời điểm, chung quanh cũng có thật nhiều khách nhân ở. Đều là đến từ khác biệt quốc gia, khác biệt màu da. Jerusalem ngành du lịch vẫn là rất lợi hại phát đạt, riêng là một số tôn giáo tín đồ, đặc biệt ưa thích tới nơi này. Thánh điện truyền thuyết thủy chung là rất nhiều tín đồ trong lòng thánh địa. Lạc Ninh lúc này mặc rất đơn giản, cũng là màu trắng nghỉ dưỡng áo sơ mi, quần bò, tóc châm cái đuôi ngựa, thật sự là cái đi ra du lịch đại cô nương. La Quân thì là màu đen lo lắng, quần bò, giày thể thao, đầu đinh, nhìn thì rất lợi hại gọn gàng, ánh sáng mặt trời đơn giản. Lạc Ninh ăn bánh mì, uống vào ngọc mễ nùng thang, nàng nói ra, chúng ta muốn đi tìm tin tức linh thông người, đợi chút nữa nên từ nơi nào vào tay. Người có ý kiến gì hay không? La Quân nói ra, ý nghĩ tự nhiên là có. Chúng ta muốn tìm không phải là tin tức linh thông người, mà chính là trưởng quản tin tức linh thông người. Nói một cách khác, chúng ta muốn tìm Jerusalem tòa thành thị này, trưởng quản địa hạ vương quốc lão đại. Dạng này người, vô luận là thứ ba thánh điện, vẫn là Tây Nại Pháp Điển, thậm chí Trình Kiến Hoa bọn họ hành tung, đều hẳn là so với thường nhân phải biết nhiều. Lạc Ninh nói ra, nhưng là chúng ta ở chỗ này hai mắt đen thui, đối người nào đều không rõ ràng. Địa hạ vương quốc lão đại, hắn trên trán cũng sẽ không thiếp cái tên. Từ nơi nào vào tay? La Quân mỉm cười, nói ra, đơn giản. Đơn giản, Lạc Ninh nói. La Quân nói ra, bất luận cái gì thành thị đều có màu xám hành nghiệp, tại Jerusalem cũng sẽ không ngoại lệ. Màu xám hành nghiệp tham gia, nhất định phải có lão đại ở phía sau bảo bọc, không phải vậy mặc kệ là quan phương vẫn là trên đường, cũng sẽ tìm đến phiền phức. Chúng ta đợi chút nữa đi tìm một chút nơi này ngu nhạc thành. Lạc Ninh nhãn tình sáng lên, cảm thấy La Quân đầu vẫn là rất dễ dùng. Ăn điểm tâm xong về sau, La Quân cùng Lạc Ninh đem hành lý gửi ở quán rượu, sau đó hai người ra quán rượu. Bọn họ cản một chiếc taxi. Sau khi lên xe, sĩ khởi động. Cái kia sĩ tài xế là cái Israel lão nam nhân. Lão nam nhân sẽ không tiếng Anh, dùng Israel lời nói theo La Quân giao lưu. La Quân nghe liên tục nhíu mày, cái này hoàn toàn là vô pháp giao lưu a. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có một lần nữa chiêu một chiếc taxi. Lên xe trước đó, La Quân thì hỏi tài xế kia, người hội tiếng Anh sao? Tài xế kia lại là cái người Hoa, dùng tiếng Trung nói ra, sao, nói Hoa ngữ cũng không thể thỏa mãn người Hoa nhu cầu. Ta bất quá là người tài xế, lại không muốn thi tiếng Anh cấp 6. La Quân nhất thời mặt đỏ tới mang tai, mẹ nó, không thấy rõ ràng con hàng này là người Hoa a. Lạc Ninh chỉ có thể ở một bên nâng trán thở dài, nàng cảm thấy La Quân con hàng này, có khi khôn khéo muốn chết, có khi ngu xuẩn muốn chết. Hai người lên xe, người Hoa tài xế có chút nhiệt tình. Con hàng này chừng 30 tuổi, hắn một bên nổ máy xe, vừa nói, các ngươi là tới nơi này du lịch à? Nói với các ngươi, nơi này có mấy nơi các ngươi đã đến, vậy thì thật là không đi không được, không đến liền lão tiếc nuối. Con hàng này nói chuyện một ngụm Đông Bắc nói. Hắn đón đến, nói ra, qua khốc tường cầu nguyện, có thể lão linh nghiệm. Một xem các ngươi cũng là còn chưa kết hôn tiểu tình lữ à? Qua cầu ước nguyện, vừa vặn rất tốt, còn có thánh mộ giáo đường. Mái vòm nhà thờ Hồi giáo, thánh điện núi, khổ đường, phủ thị chính, thư điếm, đều là chúng ta nơi này đặc sắc. Hắn thao thao bất tuyệt, thuộc như lòng bàn tay, mặt lại hỏi La Quân nói, đúng, các ngươi kết hôn sao? Ta cảm thấy lấy cũng là không có kết. La Quân từ kính chiếu hậu bên trong có thể nhìn thấy con hàng này còn rất chờ mong. Tại là La Quân vô tình vỡ nát hắn chờ mong, nói ra, ngươi đoán sai, chúng ta kết. Ngươi nhìn ta cái này còn mang nhẫn kết hôn. Nói xong liền lấy ra trên tay giới chỉ.
Chiếc nhẫn kia là La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi nhẫn kết hôn. Lạc Ninh ở một bên, khuôn mặt ửng đỏ, nàng có chút xấu hổ, nhưng cũng không tiện nói gì. Tài xế cười ha hả, cảm thấy La Quân thật sự là sẽ không nói chuyện phiếm. Các ngươi muốn đi đâu Nhi nha? Tài xế lập tức lại hỏi. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, người nói những này danh lam thắng cảnh ta đều không yêu qua a. Vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Tài xế kỳ quái hỏi, các ngươi đến không phải muốn du lịch sao? La Quân nói ra, ta muốn đi đánh bạc, nơi này có không có lớn một chút, chính quy một điểm, kích thích một điểm đổ thành. Mau bệnh, tài xế nói ra, đánh bạc ngươi không đi Las Vegas, không đi Macau, ngươi chạy Jerusalem đến. La Quân có chút phiền muộn, nói ra, cái kia đến nơi đây có hay không dạng này đổ thành đâu. Tài xế đột nhiên liền đem xe taxi sang bên dừng lại, hắn quay đầu lại nghiêm túc nói, tiểu lão đệ, ta cảm thấy lấy ngươi tư tưởng rất lợi hại có vấn đề. La Quân nói ra, ta không có vấn đề a. Tài xế tức giận bất bình nói, còn nói không có vấn đề. Ngươi nhìn bên cạnh ngươi kiều thê, cỡ nào xinh đẹp. Ngươi lang cái thì thân ở trong phúc không biết phúc đấy. Đến Jerusalem, ngươi liền nên mang thê tử ngươi qua du lịch, cầu nguyện. Đánh bạc là lớn nhất hại người, những đổ thành đó, đều là người vì phía sau khống chế, người người có thể trải qua máy móc. Tài xế đối La Quân cũng là một chầu giáo huấn. Lạc Ninh ở một bên thực sự không nhịn được cười, nhưng là nàng cảm thấy mình dạng này cười, quá phá hư bầu không khí. Thế là quay đầu che miệng lại, cực lực khống chế lại cười. Ngươi nhìn, vợ ngươi đều khóc, tài xế lập tức nói. Khoan hãy nói, Lạc Ninh cái dạng này, thân thể đều đang run rẩy, bởi vì thực đang muốn cười, lại phải đình chỉ, cho nên nhìn tựa như là đang khóc. Nàng khóc cái cọng lông, La Quân ở trong lòng tối chửi một câu, hắn khẽ cắn môi, nói, cái kia đến nơi đây có hay không dạng này đổ thành đâu. Tài xế nhất thời trầm mặc xuống dưới. Hắn sau đó rất là đau lòng nhức óc, nói ra, ta nói người cái này tiểu lão đệ làm sao lại minh ngoan bất linh đâu. La Quân đều muốn khóc, mẹ nó, liền muốn hỏi thăm đổ thành. Làm sao lại gặp được như thế có trách nhiệm tâm anh em. Sau cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ có nói ra, tốt a, chúng ta qua khóc tường. Hắn xem như sợ con hàng này. Tài xế nghe vậy mới vui vẻ ra mặt, nói ra, cái này mới đúng mà. Sau một tiếng, hai người đến khóc tường. Tài xế lúc gần đi còn xông Lạc Ninh phất tay, nói ra, muội tử, không cần cảm ơn a. Lạc Ninh nghiêm túc như vậy người cũng nhìn không được phốc phốc cười, phất tay theo tài xế bái bai. Ánh sáng mặt trời diễm lệ. Cái này lúc sau đã là 10 giờ sáng. La Quân cùng Lạc Ninh quay đầu mắt nhìn xa như vậy chỗ nguy nga cổ thành tường, đạo này thành tường tràn ngập lịch sử phong sương. Tại cổ tường phía trước, có vô số người, bất luận màu da, hết thảy mang nón nhỏ thành kính quỷ bái. Những người này, có là người Do Thái, có là muốn cầu nguyện du khách. Lại tới đây du khách đều sẽ nhập ra tùy tục. Tường này nhìn có chút phổ thông, nhưng nó lại là thế giới nổi tiếng khốc tường. Tại sao muốn gọi khốc tường? Cái này bên trong lại có thật nhiều bí mật. Khốc tường là do Thái giáo Thánh điện hai độ tu kiến hai độ bị hủy dấu vết, là do Thái dân tộc năm 2000 đến trôi giạt khắp nơi gia đình tinh thần. Cũng là người Do Thái trong suy nghĩ thần thánh nhất địa phương. Người Do Thái tin tưởng nó phía trên cũng là Thượng Đế, cho nên bình thường là tới nơi này người. Vô luận là có hay không vì người Do Thái đều hết thảy mang nón nhỏ, bởi vì bọn hắn cho rằng, để đầu trực tiếp đối Thượng Đế là bất kính. Vốn có 3.000 năm lịch sử tòa cổ thành này, ở tên người Do Thái thứ hai thánh điện di chỉ khốc tường dưới, cầu nguyện là mọi người sinh hoạt một bộ phận, đang cầu khẩn trong đám người, có tay cầm thánh kinh cõng thương nữ binh, cũng có rear map có dài hơn một thước chuyên tâm thành kính Do Thái lão nhân. Cầu nguyện lúc trai gái khác nhau tiến vào quảng trường tường trước. Nam sĩ nhất định phải đeo lên truyền thống cái mũ, nếu như không có cái mũ, lối vào cũng chuẩn bị mũ giấy cung ứng. Rất nhiều luẩn quẩn không đi cầu nguyện người, hoặc lấy tay phủ mặt tường hoặc đọc thuộc lòng kinh văn hoặc đem viết cầu nguyện câu chữ tờ giấy nhét vào vách tường khe đá ở giữa. Trải qua ngàn năm mưa gió cùng kẻ hành hương xúc giác, khốc tường thạch đầu cũng hời hợt phát sáng, như khóc như tố. Vô luận là ai lại tới đây, đều sẽ bị loại kia tín ngưỡng, thành kính lây. La Quân trầm ngâm nói. Đệ nhất thánh điện bị hủy về sau, lại bị người Do Thái trọng kiến. Thế là được xưng thứ hai thánh điện. Đáng tiếc, thứ hai thánh điện cũng bị hủy, đạo này thành tường cũng là sau cùng di tích. Nhiệm vụ nâng lên bày ra thứ ba thánh điện, nhưng là trong lịch sử xác thực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thứ ba thánh điện.
Lạc Ninh mắt nhìn thành tường kia, nàng nói ra, cái này cũng không kỳ quái, nếu là đều nghe nói qua. Cái kia Sở La Môn Vương bảo tàng cũng sẽ không mấy ngàn năm nay, mọi người đều khắp nơi tìm không đến. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, mấy ngàn năm tìm không được đồ, vật, chúng ta muốn trong vòng một tháng tìm ra. Nghe, chúng ta tựa như là người điên, cái kia Nhạc Đại Bằng cùng Trình Kiến Hoa cũng đúng là điên tử, bọn họ không suy nghĩ, coi như xử lý hai chúng ta, bọn họ chạy thoát được nhiệm vụ này trói buộc sao. Lạc Ninh nói ra, chúng ta đi thôi, nơi này cũng không có gì tốt đợi. La Quân nói ra, chúng ta muốn hay không cũng đi cầu ước nguyện. Dù sao đến thì nhập gia tùy tục. Lạc Ninh mắt nhìn La Quân, từ tốn nói, người muốn hứa cái gì nguyện. Cầu nguyện Trình Kiến Hoa hội chết bất đắc kỳ tử. La Quân ác thú vị nói ra, ta cầu nguyện ngươi sớm một chút tìm tới bạn trai. Hắn ngay từ đầu đối Lạc Ninh là kính sợ có phép, nhưng là hai người ở chung lâu, con hàng này lá gan cũng liền càng lúc càng lớn, lại dám đùa giỡn với Lạc Ninh tới. Lạc Ninh nao nao, sau đó nhạt lạnh nói ra, ta tìm không tìm bạn trai cùng ngươi có quan hệ sao? La Quân cười ha ha, nói ra, ta chính là đang suy nghĩ a, cái dạng gì nam nhân mới có thể xứng với Ninh sư tỷ ngươi nha? Màn này quá đẹp, có chút không dám nghĩ a. Lạc Ninh lại không phải cái có thể cùng La Quân nói đùa người, nàng nhạt vừa nói, làm chính sự đi. La Quân liền cũng thì không nói đùa nữa, hắn quay đầu mắt nhìn Khốc Tường. Khốc Tường sớm đã không phải là trước kia Khốc Tường, nó hiện tại là một đạo danh lam thắng cảnh. Nhưng La Quân đối Sở La Môn chú ý nhiều, đối đạo này tường cũng giải sâu một số. Hắn biết, người Do Thái trong lịch sử gặp quá nhiều khuất nhục, hãm hại. Bọn họ đã từng quốc gia bị hủy, gia viên bị hủy, trôi giạt khắp nơi. Nhưng người Do Thái nhưng không có bị hắn chủng tộc đồng hóa, một mực độc lập xuống tới. Cái này tại lúc ấy trong lịch sử đến xem, là một loại thần thích, là một kỳ tích. Bấp bênh, lẻ loi hưu quạnh thời điểm. Đạo này Khốc Tường là người Do Thái trụ cột tinh thần. La Quân nhìn ngẩn người, trong đầu của hắn có thể có cái kia một loại hình ảnh. Dân tộc, tín ngưỡng. Có lẽ, thứ ba thánh điện theo đạo này tường có quan hệ. Hắn quyết định chờ có thời gian, hảo hảo đến nghiên cứu một chút. Trước mắt trước hết đi giải quyết Trình Kiến Hoa. La Quân lại lần nữa chiêu sĩ, hắn hỏi trước tài xế kia có thể hay không tiếng Anh. Tài xế kia biểu thị sẽ. La Quân cùng Lạc Ninh lúc này mới lên xe. Lần này, La Quân không nói nhảm, nói thẳng ta muốn đánh cược tiền, muốn đánh cược lớn một chút số lượng, mà lại muốn rất lợi hại an toàn, có thể che đậy được loại kia. Tài xế kia nhìn nhiều mắt La Quân, sau đó cũng không nói gì, liền nói một chữ hảo. Sau đó, xe khởi động, lái đi ra ngoài. Nửa giờ sau, tài xế kia lại đem xe chạy đến một cái cấp cao tiểu khu phía trước. Bên trong bãi đậu xe dưới đất cũng là sòng bạc. Chỉ muốn các ngươi có đầy đủ tiền, liền có thể đi vào. Tài xế nói ra. La Quân liền cùng Lạc Ninh xuống xe. Cái tiểu khu này tên là Mật Liệt Ngươi Tiểu Khu. Bên trong giống như là một cái xâm lâm công viên, khắp nơi lộ ra xa hoa cùng tôn quý. La Quân cùng Lạc Ninh cửa trước đình chỗ đi đến. Người gác cổng bên trong có 6 người da đen bảo an, từng cái cao lớn thô kệch, trong mắt lộ ra bưu hãn khí tức. Cái này bảo an cấp bậc là rất cao. La Quân cùng Lạc Ninh còn chưa lên tiếng, một tên người da đen bảo an đi tới, xông La Quân bên này quát, nơi nào đến Hoàng Bì Chư, nơi này không phải tùy tiện người nào đều có thể đến, mau tránh ra. Hắn nói là tiếng Anh, trong lời nói rất lợi hại không khách khí. La Quân cười ha ha, hắn đột nhiên thân thể vọt tới. Người da đen kia bảo an chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phanh một tiếng, La Quân nhất quyền nện ở trên mặt hắn. La Quân sau đó một tay nắm lấy đầu hắn phát, sau đó đâm vào môn kia trụ bên trên, cười tủm tỉm nói, cháu trai, ngươi lại kêu một tiếng Hoàng Bì Chư thử một chút. Hắn nói cũng là tiếng Anh. Còn lại bảo an nhìn thấy bên này tình huống, lập tức liền chạy đến. Bị La Quân nắm lấy người da đen bảo an gặp trợ thủ đi ra, không khỏi dũng khí đại tráng, mắng, da vàng. Bà nội ngươi, La Quân cũng nổi nóng, kéo con hàng này, tay năm tay 12 bàn tay vung quá khứ. Còn lại bảo an lập tức công kích đến, bọn họ tay cầm điện côn, hung hăng hướng La Quân đâm tới. Đám người này ra tay cũng là hắc rất lợi hại, căn bản không quản La Quân chết sống. La Quân thân thể lóe lên, bắt lấy một người da đen bảo an tay, sau đó cầm hắn điện côn phản đâm quá khứ. Cái này bảo an lập tức đã hôn mê. Tiếp theo, La Quân trở tay nhất quyền quật ngã một cái. Một chân đá ngã một cái.
dù sao cũng là quyền đấm cước đá, thuần thục đem mấy cái bảo an toàn bộ chơi ngã. Cháu trai, người mắng nữa thử một chút, La Quân xông cái kia bị đánh thành đầu heo người da đen bảo an nói. Người da đen này bảo an lúc này trong mắt dần hiện ra vẻ sợ hãi, hắn sợ hãi rụt rè lui lại. Cháu trai, quỳ xuống, La Quân quát. Lạc Ninh ở một bên nhìn im lặng, cái này La Quân nhìn lấy rất thanh tú tiểu hòa tử. Tác phong làm việc gọi là một cái dã man a. Người da đen kia sợ La Quân, vẫn thật là nghe lời quỳ đi xuống. La Quân cơn giận này cũng liền ra, hắn liền nói ra, gọi điện thoại đi. Hắc người nhất thời không hiểu, run giọng nói. La Quân nói ra, người bị khi phụ, Hồ lão đại ngươi a. Người da đen lập tức sắc mặt trắng bệch, nói ra, không cần, không cần, là miệng ta thiếu giáo huấn, tiên sinh ngài giáo huấn rất đúng. La Quân tức giận nói ra, để cho ngươi kêu ngươi tựu, lại không gọi, ta tiếp tục quất ngươi nha. Ngài thật làm cho ta gọi, hắc người vẫn là không quá khẳng định. Nào có dạng này người mà. La Quân nói ra, đúng, gọi. Người da đen rốt cục xác định La Quân không phải đang nói đùa, thế là liền run rẩy lấy điện thoại di động ra, cho hắn lão đại đánh tới. Người da đen sau khi gọi điện thoại xong, không tới một phút thời gian bên trong, cái kia trong cư xá thì có ba chiếc màu đen xe Mercedes bắn tới. Xe Mercedes cấp tốc tại người da đen trước mặt dừng lại. Sau đó, xe Mercedes cửa xe mở ra. Ba trong chiếc xe phân biệt xuống tới 10 tên nam tử, những này nam tử thuần một sắc áo sơ mi đen, từng cái để ý lấy đầu đinh. Toàn thân trên dưới lộ ra cỗ bưu hãn khí tức. Cái này 10 tên nam tử, có là người Nga, có là nước Mỹ người da đen, có vẫn là người Hoa. Cầm đầu nam tử là cái người Hoa, hắn gọi là Hạ Thụy Đào. Hạ Thụy Đào chừng 30 tuổi, hóa kính đỉnh phong tu vi. Hắn giấu mà không lộ, khiến người ta rất là kính sợ. Hạ Thụy Đào lại cũng không lỗ máng, hắn dò xét trên trận liếc một chút, liền biết vấn đề xuất hiện ở La Quân bên này. Thế là hắn đi tới, tại La Quân trước mặt 1 mét chỗ đứng nghiêm, tiên sinh ngươi tốt, ta là nơi này an toàn chủ quản, không biết nơi này là ra hiểu lầm gì đó. Hắn ôn tồn thì thầm hỏi. La Quân cũng không phải là cái không giảng đạo lý người, hắn nhặt Hạ Thụy Đào thật dễ nói chuyện, ngay sau đó cũng liền không lại rất hung ác. Chỉ nói là nói, ta muốn gặp một lần ngươi đại lão bản. Hạ Thụy Đào sắc mặt hơi đổi một chút, nói, tiên sinh muốn gặp đại lão bản có chuyện gì không? La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, ta cùng ta đồng bạn chào cừu ra, nhưng là khổ vì tìm không thấy bọn họ tung tích, cảm thấy ngươi đại lão bản có lẽ mặt mũi phổ biến, có thể giúp chúng ta điều tra thêm. Hạ Thụy Đào nói ra, cái này chỉ sợ. La Quân mỉm cười, nói ra, ta biết, vô duyên vô cớ tìm người hỗ trợ xác thực không tốt lắm. Bất quá, tính toán, ngươi cũng là người luyện võ, chúng ta phụ một tay đi. Hắn nói xong liền tiến lên trước một bước, lại là long chảo thủ tàn nhẫn chụp vào Hạ Thụy Đào thủ mạch. Hạ Thụy Đào bị kinh ngạc, hắn thân thể lông tơ dựng thẳng, trong nháy mắt phản ứng như thiểm điện mau lẹ. Thế nhưng là cái này một cái chớp mắt, chuyện quỷ dị phát sinh. Hắn cảm thấy mình rõ ràng có thể né tránh, nhưng là La Quân lại quỷ mị đem hắn tay chụp ở. Hạ Thụy Đào cảm giác được La Quân tay giống như là hỏa nhiệt hồng lô, cái này khiến hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Kim đan chân tiên, Hạ Thụy Đào thất sắc nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, buông ra Hạ Thụy Đào, nói ra, ta nghĩ ta dạng này tư bản, hẳn là có tư cách làm phiền ngươi đại lão bản giúp chút ít mau lên. Hạ Thụy Đào sắc mặt trắng bệch, nhìn La Quân ánh mắt tràn ngập kính sợ. Hắn lập tức nói, ta cần trước theo đại lão bản báo cáo. La Quân liền nói ra, tốt. Hạ Thụy Đào cầm điện thoại đến một bên qua đánh. La Quân làm theo cùng Lạc Ninh đứng chung một chỗ, yên tĩnh chờ đợi. Lạc Ninh nhưng cũng có chút bội phục La Quân, tuy nhiên nhìn như lỗ máng, nhưng hết thảy đều có chính hắn trương pháp. Hạ Thụy Đào không bao lâu liền đến, hắn xông La Quân cùng Lạc Ninh nói ra, đại lão bản cho mời, mời hai vị khách quý đi theo ta. Hắn nói thì cung kính cho La Quân cùng Lạc Ninh mở cửa xe. La Quân cùng Lạc Ninh lúc này lên xe. Hạ Thụy Đào tiếp lấy ngồi vào vị trí lái bên trên, nổ máy xe. Xe một đường chạy qua, lại là hướng phía đông chỗ sâu mà đi. Sau 3 phút, xe đứng ở một ngôi biệt thự trước. Biệt thự kia chạm kế tiếp 2 tên giống như cột điện bảo tiêu. Mà lại, biệt thự đại môn là kỹ thuật nano chế tạo, bình thường súng pháo đều khó mà oanh mở. La Quân sau khi xuống xe, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Liền cũng biết, người đại lão này tấm xác thực là có chút địa vị.
không có địa vị, làm sao có thể như thế sợ chết, làm cao như vậy cấp bậc an toàn. Hạ Thụy Đào đi vào hai tên bảo tiêu trước mặt, thấp giọng thì thầm vài câu. Cái kia hai tên bảo tiêu nhìn La Quân cùng Lạc Ninh liếc một chút, sau đó lại gọi điện thoại báo cáo, sau cùng mới đưa đại môn mở ra, thả mọi người đi vào. Biệt thự phòng khách xa hoa bên trong lộ ra một loại thi hoa lạc crystal phong cách, khắp nơi lộ ra trong suốt sáng long lanh. Mặt đất phủ lên kim ti tuyến thảm. La Quân cùng Lạc Ninh bị Hạ Thụy Đào an bài ở phòng khách trên ghế salon nhập tọa, có bảo mẫu lập tức tới dâng lên cà phê. Hạ Thụy Đào thì đi thông báo đại lão bản. Không bao lâu, một tên Israel trung niên nam tử từ lầu 2 xuống tới. Nam tử này ăn mặc áo sơ mi trắng, dáng người thẳng tắp, lộ ra rất lợi hại có phong độ. Hắn một chút lâu, liền nhiệt tình tiến lên, dùng tiếng Anh nói ra, khách quý đến đây, không có kịp thời ra nghênh tiếp, là ta không phải. La Quân cùng Lạc Ninh lúc này tự nhiên cũng không kiêu căng. Hai người đứng lên, La Quân xông nam tử này mỉm cười, dùng tiếng Anh nói ra, chúng ta mạo muội trước tới quấy rầy, hy vọng ngài đừng nên trách. Cái kia Israel nam tử mỉm cười, nói ra, tiên sinh khách khí, trong bốn biển đều là bằng hữu mà. Hắn chào hỏi La Quân cùng Lạc Ninh ngồi xuống, sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Tiếp theo, hắn nói ra, ta gọi Green Ten, không biết hai vị xưng hô như thế nào. La Quân cùng Lạc Ninh liền tự báo tính danh. Green Ten nói ra, nguyên lai là La tiên sinh cùng Lạc tiểu thư. Hắn đón đến, nói ra, con người của ta thích nhất kết giao bằng hữu, riêng là giống hai vị dạng này người Hoa. Cũng không biết vì cái gì, ta thiên vốn liền đối người Hoa có loại cảm giác thân thiết. Ta đặc biệt hướng tới Hoa Hạ, cũng vô cùng muốn đi Hoa Hạ đi một chút. Đây là Green Ten lời khách sáo. La Quân mỉm cười, nói ra, nếu là Green Ten tiên sinh muốn đi chúng ta Hoa Hạ, ta nhất định đem ngài phụng như khách quý. Green Ten cởi mở cười to, nói ra, vậy chúng ta có thể quyết định như vậy. La Quân nói ra, nhất định. Green Ten cũng không vòng vèo tử, hắn là cái cực kỳ khôn khéo người. Hắn từ Hạ Thụy Đào trong miệng biết cái này La Quân vô cùng lợi hại, cho nên hắn lập tức liền dậy lòng kết giao. Green Ten ngay sau đó nói ra, ta vừa rồi nghe Hạ đội trưởng nói, La Quân tiên sinh ngươi ở bên này có chút phiền phức, cần ta hỗ trợ. Ngươi có gì cứ nói, ta có thể làm được tuyệt không chối từ. La Quân nói ra, vậy ta trước hết cảm ơn tiên sinh ngài. Hắn sau khi nói xong lấy điện thoại di động ra, điều ra trình kiến hoa tài liệu và chân dung. Đây là hắn tìm Lạc Ninh muốn đi qua. Green Ten tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể giúp ta tìm tới người này. La Quân nói ra, ta có thể khẳng định hắn thì tại trong cái thành phố này. Green Ten cầm lấy La Quân điện thoại di động xem xét tỉ mỉ, sau một lúc lâu, hắn sảng khoái nói ra, tốt, ta sẽ an bài người phía dưới nhanh chóng đi thăm dò. Hắn đón đến, nói ra, La Quân tiên sinh, làm phiền ngươi đem tài liệu này truyền đến điện thoại di động ta bên trên. Hắn nói xong liền đem điện thoại di động của mình lấy ra, cái kia lại là một cái quả táo 6. La Quân cùng hắn điện thoại di động Bluetooth kết nối, về sau đem tư liệu truyền đi. Green Ten sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Hạ Thụy Đào, nói ra, đem tin tức này truyền đến tất cả nhân thủ trên máy, muốn bọn họ chú ý người này, một khi có tin tức, lập tức báo cáo. Hạ Thụy Đào cung kính nói ra, đúng. Green Ten an bài hoàn tất về sau. Lại xông La Quân cùng Lạc Ninh mỉm cười, nói ra, hai vị khách quý nhất định còn không ăn bữa trưa à. Ta cái này sắp xếp người chuẩn bị bữa trưa. La Quân cùng Lạc Ninh nhìn nhau, hai người còn có nhiều vấn đề muốn hỏi Green Ten, cho nên cũng không có cự tuyệt. Green Ten thứ đại nhân vật này, bọn họ tâm tư viên thông linh hoạt khéo léo, phổ biến kết thiện duyên, cho nên là sẽ không đắc tội La Quân cùng Lạc Ninh dạng này có bản lĩnh người. Lẫn nhau có kết giao ý tứ. Tự nhiên cũng chính là ăn nhịp với nhau. Chờ đợi bữa trưa thời điểm, Green Ten nói ra, La tiên sinh, Lạc tiểu thư, các ngươi là vừa tới chúng ta bên này à? La Quân gật đầu, nói ra, hôm qua vừa tới. Green Ten nói ra, vậy các ngươi ở chỗ này khẳng định còn không có công cụ giao thông à? Không có công cụ giao thông có thể không tiện lắm, như vậy đi, ta an bài một chiếc xe cùng một người tài xế cho các ngươi. Dạng này các ngươi hành sự cũng thuận tiện một số. La Quân cùng Lạc Ninh nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. La Quân nói ra, vậy thì thật là không thể tốt hơn, cảm ơn ngài. Green Ten mỉm cười, nói ra, khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn còn nói thêm, Hạ đội trưởng là người Hoa các ngươi, cùng các ngươi giao lưu cũng thuận tiện, thì an bài hắn đi. La Quân nói ra, đều nghe ngài an bài.
Liền cũng tại lúc này, Lạc Ninh nói ra, Grinten tiên sinh, không biết ngài nghe nói qua thứ ba thánh điện sao? Grinten nao nao, hắn nhiều dò xét liếc một chút La Quân cùng Lạc Ninh. Sau đó tự tốn nói, ta chưa nghe nói qua thứ ba thánh điện. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn không quá ưa thích người khác nghe ngóng phương diện này sự tình. Lạc Ninh trong mắt phun ra một tia hàn quang, nàng cũng là trở mặt so lật sách còn nhanh người. Nói ra, Grinten tiên sinh, ta cảm thấy ngươi hẳn nghe nói qua. Bầu không khí nhất thời từ trước đó hòa hợp biến có chút vi diệu. Lạc Ninh uy áp phóng xuất ra, Grinten nhất thời biến sắc. Hắn cảm giác được hô hấp có chút gấp gáp, sắc mặt cũng trắng bệch đứng lên. Grinten vẫn cho là chỉ có La Quân là cao thủ, hắn hiện tại mới hiểu được nữ nhân này cũng rất lợi hại. Grinten hít sâu một hơi, sau đó khẽ cười khổ, nói ra, thứ ba thánh điện bất quá là tại người Do Thái trong miệng tận thế luận bên trong đề cập tới. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều học giả đều cũng thảo luận qua thứ ba thánh điện, nhưng đều không có kết quả gì. Sự thật chính là, xác thực căn bản không có cái gì thứ ba thánh điện. Cái kia khốc tường cũng là thứ hai thánh điện di chỉ. Này chỗ nào lại sẽ có thứ ba thánh điện đâu? Hắn sau khi nói xong nhìn về phía La Quân cùng Lạc Ninh, nói ra, La tiên sinh, Lạc tiểu thư, các ngươi sẽ không phải là vì Sở La Môn Vương bảo tàng mà đến đây đi. La Quân nhìn về phía Grinten, lúc này phủ nhận cũng không nhiều lắm ý tứ. Tất cả mọi người là quỷ tinh người, hắn trực tiếp nên nói, không sai, nhưng chúng ta không phải vì tiền tài, mà chính là muốn làm rõ một ít chuyện. Ta cùng bạn gái của ta đối khảo cổ sự tình cảm thấy rất hứng thú. Grinten khẽ cười khổ, nói ra, ta là Jerusalem sinh trưởng ở địa phương này thổ dân người, cũng gặp quá nhiều nhà khảo cổ học, nhà thám hiểm đi vào chúng ta nơi này. Bọn họ đều là vì tìm kiếm Sở La Môn Vương bảo tàng, nhưng đều không ngoại lệ là, bọn họ đều thất bại. Ta có đôi khi đều cảm thấy, cái gọi là Sở La Môn Vương bảo tàng, căn bản bất quá là một cái trong truyền thuyết âm mưu mà thôi, căn bản thì không tồn tại. Grinten nói thật đúng là La Quân trong lòng nghĩ phương pháp. Nhưng là hiện tại, hắn cùng Lạc Ninh đều phải tin tưởng Sở La Môn Vương bảo tàng là tồn tại. Không phải vậy, hai người còn có cái gì động lực đâu. Lạc Ninh gặp tại Grinten trên thân hỏi không ra liên quan tới thứ ba thánh điện truyền thuyết, liền lui mà cầu lần, nói ra, Grinten tiên sinh, như vậy các ngươi nơi này, có hay không đối Sở La Môn Vương bảo tàng nghiên cứu rất sâu người? Hoặc là đối khốc tường, thánh điện di tích có rất nghiên cứu sâu cứu? Grinten trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, muốn nói đối Sở La Môn Vương bảo tàng nghiên cứu rất sâu, như thế có một người. Là ai? Lạc Ninh cùng La Quân nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức truy vấn. Grinten nói ra, là Khôn nghiên cứu bác sĩ Lâm, hắn cả đời đều tại tận sức nghiên cứu Sở La Môn Vương bảo tàng. Dòng dã 50 năm, hắn hiện tại người đã tóc trắng xóa, nhưng là, 50 năm đến, hắn đối Sở La Môn Vương bảo tàng vẫn là không thu hoạch được gì. La Quân cùng Lạc Ninh cảm thấy trầm xuống, người khác 50 năm đều nghiên cứu không ra đồ, vật. Phía bên mình một tháng thì có thể tìm tới. Ngẫm lại đều cảm thấy là nói mơ giữa ban ngày a. La Quân cùng Lạc Ninh đều là ý chí kiên định người, ngược lại cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đã lựa chọn nhiệm vụ này, bọn họ thì có cùng chết đến quyết tâm. Lạc Ninh hỏi, Grinten tiên sinh, có thể hay không hỗ trợ dẫn kiến Khôn nghiên cứu bác sĩ Lâm? Grinten nói ra, không có vấn đề, ta có thể lập tức khiến người ta đi mời Khôn nghiên cứu bác sĩ Lâm, điều kiện tiên quyết là hắn tại tòa thành thị này. Làm phiền, Lạc Ninh nói ra. Grinten mỉm cười, nói. Không khách khí. Sau đó, Grinten liền đứng dậy qua ban công chỗ liên hệ. Sau 5 phút, Grinten từ ban công chỗ trở về. Sắc mặt hắn khó coi, nói ra, Khôn nghiên cứu bác sĩ Lâm trước mắt đã là ung thư gan thời kỳ cuối, chưa được mấy ngày thời gian. Nhà hắn người cự tuyệt gặp mặt. Lạc Ninh nói ra, vậy phiền phức ngài giúp chúng ta điều tia, a thêm hắn tại bệnh viện kia. Chính chúng ta qua tìm. Grinten nói ra, tại thánh cùng bệnh viện, cụ thể phòng bệnh. Ta còn muốn hỏi một chút. Lạc Ninh nói ra, phiền phức. Grinten nói ra, không có việc gì. Sau đó, Grinten thì tia, a được Khôn nghiên cứu bác sĩ Lâm phòng bệnh. Lạc Ninh nghe nói về sau, lúc này đứng lên, nói ra, hôm nay cơm trưa sẽ không ăn, cảm tạ Grinten tiên sinh ngài hảo ý. La Quân, chúng ta đi. La Quân liền cũng đứng lên, xong Grinten áy náy nói ra, ngượng ngùng. Grinten liền cảm giác La Quân tốt ở chung một số, hắn nói ra, cái kia thật là quá đáng tiếc, lần sau ta lại ước. Hắn đón đến,
lại phân phó Hạ Thụy Đào đến đây cho La Quân cùng Lạc Ninh lái xe. Hết thảy an bài tốt sau, Grinten đưa La Quân cùng Lạc Ninh ra biệt thự. Từ Hạ Thụy Đào chạy Mercedes-Benz xe, La Quân cùng Lạc Ninh ngồi ở phía sau. Hạ Thụy Đào lúc này đối La Quân cùng Lạc Ninh cung kính vô cùng, hắn đem xe chạy ra khỏi mật liệt ngươi tiểu khu. Là muốn đến thánh cùng bệnh viện đúng không? Hạ Thụy Đào xuyên qua kính chiếu hậu hỏi. Lạc Ninh nói ra, không sai. Không đi, La Quân lại là nói ra. Hạ Thụy Đào ngây người, cái này không biết nên nghe ai tốt. Lạc Ninh có chút nổi nóng mắt nhìn La Quân, nói ra, người có ý tứ gì? La Quân nói ra, người cũng đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích là cái gì. Chúng ta là muốn đối phó Trình Kiến Hoa. Lạc Ninh nói ra, đây không phải còn không có tin tức sao? Có tin tức, chúng ta lập tức đi đối phó Trình Kiến Hoa. La Quân từ tốn nói, ta tìm đến Grinten tiên sinh, có thể cũng không có trông cậy vào hắn có thể giúp chúng ta tìm tới Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa là cái quỷ tinh, tức khiến cho chúng ta tìm đi qua, hắn cũng trước đào tẩu. Lạc Ninh không khỏi kỳ quái, nói ra, vậy ngươi tới là làm gì? Hạ Thụy Đào cũng cảm thấy kỳ quái vô cùng. La Quân nói ra, Trình Kiến Hoa tinh thông tính kế, nếu như ta đoán không sai, hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm đến Grinten tiên sinh, sau đó thiết kế bách hại chúng ta. Cho nên, ta quyết định ngay tại cái này mật liệt ngươi tiểu khu ôm cây đợi thỏ, chỉ cần Trình Kiến Hoa vừa đến, chúng ta lập tức giết chết. Lạc Ninh nhãn tình sáng lên, nàng thật sâu mắt nhìn La Quân, trong lòng đối La Quân trí tuệ càng ngày càng bội phục. Hạ Thụy Đào nói ra, vậy bây giờ chúng ta. La Quân hướng Hạ Thụy Đào nói ra, Hạ Huynh, ngươi cơ hội lập công có thể tới. Có thể hay không nắm chặt thì nhìn ngươi. Hạ Thụy Đào nghi hoặc không thôi, nói, La tiên sinh, lời này nói thế nào? La Quân nói ra, ta địch nhân rất có thể muốn tới cưỡng ép Grinten tiên sinh, lúc này, chúng ta trở về cứu hắn. Công lao này, đến lúc đó ta sẽ tính tại trên đầu ngươi. Liền nói là ngươi kiên trì muốn trở về. Hạ Thụy Đào trong mắt lóe lên tinh ánh sáng mang, hắn hơi có chút kích động, nói ra, cái kia liền đa tạ La tiên sinh ngài. La Quân cười một tiếng, nói ra, khách khí. Bất quá chúng ta hiện tại không thể để cho Grinten tiên sinh phát hiện, cũng không thể để còn lại người phát hạ, để tránh đả thảo kinh xà. Hạ Thụy Đào lập tức nói, ta biết nên làm như thế nào. Hắn cũng là có quyết đoán người, biết đây là đối với mình không có chỗ xấu. Nếu như La Quân cùng Lạc Ninh thật muốn gây bất lợi cho Grinten, vậy mình cũng là ngăn không được. Màn đêm buông xuống. A đường đại khách sạn đèn đuốc sáng trưng. Tại phòng tổng thống bên trong. Trình Kiến Hoa một mực đang nói lẩm bẩm, tính toán thứ gì. Sau cùng, hắn đột nhiên mở to mắt. Nhạc Đại Bằng ở một bên nhìn cẩn thận từng ly từng tí, thấy thế hỏi vội, có kết quả sao? Trình Kiến Hoa trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, ánh mắt của hắn thăm thẳm, nói ra, có kết quả. Mà lại, ngươi nhất định phải hành động mau một chút. Không phải vậy chúng ta liền bị bọn họ phản công. Nhạc Đại Bằng hơi kinh hãi, nói thế nào? Trình Kiến Hoa nói ra, ta trong tương lai ẩn ẩn nhìn gặp bọn họ tìm địa phương một đại nhân vật. Hắn để người này đến điều tra, à chúng ta. Ta xem chúng ta nơi này chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Một khi Lạc Ninh cùng La Quân đồng loạt ra tay ngăn chặn chúng ta xem chúng ta cơ bản không có cái gì cơ hội sống sót. Nhạc Đại Bằng không khỏi thất sắc, nói ra, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hắn tại Trình Kiến Hoa trước mặt đã bỏ đi suy nghĩ. Trình Kiến Hoa liền nói ra, cái kia đại nhân vật ta vô pháp tính ra đến cụ thể là ai, bất quá phương hướng là tại phía đông nam, người cần đi thăm dò một chút phía đông nam, người nào thế lực khá rộng. La Quân bọn họ nhất định là tìm địa hạ vương quốc người, bọn họ rất không có khả năng qua tìm chính phủ phương hướng người. Bởi vì lúc đó liên lụy rất rộng, quá mức rườm rà, chậm trễ thời gian. Ta cái này đi thăm dò, Nhạc Đại Bằng nói ra. Trình Kiến Hoa gật gật đầu. Nhạc Đại Bằng lập tức ra ngoài. Nửa giờ sau, hắn thì được. Đông Nam phương hướng, có hai đại nhân vật, theo thứ tự là Grinten cùng Benjamin. Nhạc Đại Bằng nói ra. Trình Kiến Hoa ngón tay liền tính toán, rất nhanh liền nói ra, là Grinten, người đi tìm Grinten. Nhạc Đại Bằng nói ra, tốt, hắn nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Trình Kiến Hoa nói ra, đợi một chút, hắn đón đến, xuất ra một bình sứ nhỏ, nói ra, đây là chúng ta Huyền Y môn đặc chế thất hồn hương. Người đi gặp Grinten, thì đem vật này vẩy vào Grinten trên thân. Grinten cùng La Quân bọn họ tiếp xúc lâu, cũng sẽ nhiễm đến thất hồn hương.
Nhạc Đại Bằng nói ra, được. Trình Kiến Hoa nói ra, để Green Ten tận lực theo La Quân bọn họ trì hoãn thời gian. Nhạc Đại Bằng nói ra, được. Hắn cầm bình sứ nhỏ, tiếp lấy thì đi ra ngoài. Sau một tiếng, Nhạc Đại Bằng xuất hiện tại mật liệt người tiểu khu bên ngoài. Hắn là trực tiếp dựa vào nhanh nhẹn thân thủ lật tiến tường viện. Sau đó, Nhạc Đại Bằng cấp tốc khóa chặt Green Ten chỗ biệt thự. Cái này chàng tiểu khu có thật nhiều biệt thự, Nhạc Đại Bằng cũng không có hỏi tham gia Green Ten đến là ở căn biệt thự kia. Nhưng là Nhạc Đại Bằng đã là hóa thần tu vi, hắn thuật quan khí vẫn là rất lợi hại. Mỗi một dãy biệt thự, bởi vì bên trong ở người khác biệt, chỗ hiện ra khí chất đều là khác biệt. Và lại, Green Ten chỗ ở biệt thự, bảo an cấp bậc xem xét thì không giống bình thường. Cho nên cái này rất tốt tìm kiếm. Nhạc Đại Bằng người như Li Miêu bình thường đến Green Ten bên ngoài biệt thự. Hắn là lặng lẽ vào thôn, chính là sợ thanh thế làm lớn chuyện, truyền đến La Quân cùng Lạc Ninh trong tai. Nhạc Đại Bằng đi vào trước biệt thự, cái kia hai tên cường hãn bảo tiêu chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh lóe lên, sau đó vị trí hiểm yếu liền bị Nhạc Đại Bằng chặt đứt. Nhạc Đại Bằng tuy nhiên tuổi già, nhưng tu vi nhập hóa, giết người gọi là một cái gọn gàng. Đại môn kia vô cùng kiên cố, Nhạc Đại Bằng lại là không sợ, trực tiếp nhất trưởng đem khóa cửa cho chấn vỡ. Sau đó, môn cũng liền mở. Môn lợi hại hơn nữa, khóa cửa không được cũng là không tốt. Nếu như là súng pháo công kích, cường độ là trên cửa. Nhạc Đại Bằng nhất trưởng xuống dưới, lực đạo lại là trực tiếp đánh vào khóa cửa. Cho nên, này môn tại cao thủ trước mặt thực là không chịu nổi một kích. Nhạc Đại Bằng sau đó thì tránh vào đến trong biệt thự. Cái kia Green Ten giờ phút này đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí, bởi vì La Quân cùng Lạc Ninh sự tình tại, Green Ten có vẻ hơi lo lắng. Hắn biết không giúp La Quân bọn họ giải quyết chuyện này, hắn là không có an bình thời gian. Hắn cũng sẽ không nghĩ tìm người tới đối phó La Quân cùng Lạc Ninh. Bởi vì Hạ Thụy Đào nói qua, tại Khe-su-sa-lem thế lực ngầm bên trong, cũng là Kim Cương Vương đều không phải là đối thủ của bọn họ. Kim Cương Vương cường hãn, Green Ten là biết. Đối phó quá tốn sức, cũng nguy hiểm, còn không bằng giúp bọn hắn. Green Ten ngẩng đầu một cái, liền trông thấy như Sâm La Diêm Vương Nhạc Đại Bằng. Nhạc Đại Bằng tại Trình Kiến Hoa trước mặt theo ngu ngốc giống như, nhưng rời đi Trình Kiến Hoa, hắn khổng tước vương khí thế thì bày ra đến lộ ra không bỏ sót. Nhạc Đại Bằng cho Green Ten rất mãnh liệt cảm giác áp bách. Hắn liền vội vàng đứng lên, thất sắc nói, ngươi là ai? Nhạc Đại Bằng lại là nghe không hiểu Israel lời nói. Hắn cũng mặc kệ, chỉ là cười lạnh một tiếng, dùng hoa ngữ nói ra, người ngoài cửa bảo tiêu đã bị ta giết. Ta hiện đang hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu, nếu như dám có giấu giếm, thì làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn sau khi nói xong, Green Ten nhất thời một mặt mê mang. Green Ten cũng không hiểu tiếng hoa nói a. Hắn là hiểu tiếng Anh, cho nên, hắn lập tức dùng tiếng Anh theo Nhạc Đại Bằng nói chuyện với nhau. Có thể hố cha là... Nhạc Đại Bằng một mực là tại Hoa Hạ. Một cái 70 tuổi lão nhân gia, vẫn là luyện võ. Có thể trông cậy vào hắn hội tiếng Anh sao? Nhạc Đại Bằng trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình gặp được cái vấn đề khó khăn này a. Ngay sau đó, Nhạc Đại Bằng táo bạo nói, tìm cho ta cái sẽ nói tiếng Hoa tới. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát ý tới. Cái này khiến Green Ten kinh hồn bạt vía. Bất quá Green Ten chung quy là khôn khéo người. Hắn tuy nhiên nghe không hiểu Nhạc Đại Bằng đang nói cái gì, nhưng cũng đại khái đoán được Nhạc Đại Bằng đang nói cái gì. Cho nên, hắn lập tức gật đầu, nói ra, ta cái này qua tìm phiên dịch. Nhạc sư huynh, nếu không như vậy đi, ta tới cấp cho ngươi làm phiên dịch. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Cái thanh âm này tự nhiên là La Quân. Vừa dứt lời âm, Nhạc Đại Bằng sắc mặt kịch biến. Mà La Quân cùng Lạc Ninh làm theo chậm rãi từ chỗ cửa lớn đi tới. La Quân cười mỉm nói ra, Nhạc sư huynh, tuy nhiên ngươi tu vi cao thâm. Nhưng là ngươi dù sao lão a, tri thức cũng là lực lượng, ngươi không hiểu tiếng Anh, cái này ở bên ngoài là muốn khắp nơi vấp phải trắc trở a. Nhạc Đại Bằng sắc mặt biến rất là khó coi, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tạp chủng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hôm nay có thể giết ta. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, Nhạc sư huynh, người cái này không đúng. Ta đối với người tôn kính hữu gia, mở miệng một tiếng sư huynh, người như vậy không hữu hảo, chúng ta còn thế nào vui sướng chơi đùa.
Nhạc Đại Bằng đối những màng lưới này lời nói rất lợi hại không ưa, hắn cảm thấy La Quân cũng là tại mỉa mai hắn. Tốt a, La Quân cũng là thật tại mỉa mai hắn. Nhạc Đại Bằng hít sâu một hơi, hắn sâu biết rõ được Lạc Ninh lợi hại. Nhưng hắn cũng biết, dưới mắt muốn chạy trốn, như vậy quay người trong tích tắc, phía sau lưng đi tu đại lộ, lúc đó để cho mình chết càng nhanh. Trong mắt của hắn hàn quang thăm thẳm, lập tức liền đem đột phá khẩu khóa chặt tại La Quân trên thân. Nhạc Đại Bằng thuyết phục thì động, đột nhiên, dưới chân đạp một cái. Nhất thời, mặt đất kia từng mảnh rạn nứt, tốt không khủng bố. Nhạc Đại Bằng phát động hắn khổng tước vương khí thế. Vương giả buông xuống, đánh đâu thắng đó. Cỗ này hùng hậu vương giả khí tức khiến người ta không nhịn được muốn quỷ bái, thì như thực chất đồng dạng khí thế áp bách hướng La Quân. La Quân cảm thấy hô hấp khó chịu, càng kinh khủng là, Nhạc Đại Bằng người như thiên quân vạn mã sát tướng tới, trong nháy mắt thiên sụp đổ, sơn hà thất sắc. Cái này một cái chớp mắt, La Quân duy nhất có thể làm tựa hồ chỉ có lui bước. Một khi lui bước, Nhạc Đại Bằng liền sẽ thuận lợi đào tẩu. Hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, điện quang thạch hỏa, khiến người ta suy nghĩ đều chuyển đổi không đến. La Quân trong mắt tinh quang hiện lên. Đại thánh đạo tràng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Áp bách càng lợi hại, hắn phản kháng thì càng lợi hại. La Quân đồng thời huyết hạch chi lực bạo phát đi ra. Cái này một cái chớp mắt, 6.000 cân khí huyết chi lực tại trong thân thể của hắn nhấp nhô, giống như một đầu thần long phun trào. Bạo! La Quân ánh mắt đỏ như máu, lệ hống một tiếng, cổn lôi quyền ấn giết ra. La Quân nhất quyền cùng Nhạc Đại Bằng vừa vặn đụng vào nhau, quyền quyền chạm nhau, một sát na này, La Quân bạch 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 rời khỏi ba bước, khí huyết cuồn cuộn. Mà Nhạc Đại Bằng nhưng cũng lui ra phía sau một bước, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin. Hắn thật không thể tin được, La Quân bất quá là kim đan đỉnh phong tu vi, thế mà có thể đem hắn hóa thần trung kỳ đánh lui. Cái này quá bất khả tư nghị. Không chỉ là Nhạc Đại Bằng chấn kinh, liền Lạc Ninh đều là giật mình. Lúc đầu, Nhạc Đại Bằng đột nhiên công kích, Lạc Ninh chính là âm thầm gọi hỏng bét. Cái kia một cái chớp mắt, nàng đều không có cách nào nghĩ cách cứu viện La Quân. Lạc Ninh coi là lần này, Nhạc Đại Bằng khẳng định phải đào tẩu. Không nghĩ tới là, La Quân thế mà cản tại nguyên chỗ, ngạnh kháng trụ Nhạc Đại Bằng một quyền này, còn đem Nhạc Đại Bằng đánh lui. Một sát na này, Lạc Ninh liền cũng lại không chần chờ, thiểm điện xuất thủ. Lạc Ninh đã là hóa thần đỉnh phong, trong khi xuất thủ, không uy thế chút nào. Nhưng là, tất cả lực lượng, tinh thần đều đã nội liếm đến quyền đầu bên trong.